Kính lạy Dia và Trời Tuấn Năng, Cha Chí Thánh của chúng con. Chúa luôn dâng lời cảm tạ ơn Chúa, thì giờ này trong ngày Chúa được biến Dia Thánh và chúng con là dân của Chúa, là trên bộ đầu của Ngài và là tôi tớ hầu vì trong hành lang nhà Chúa. Trong danh của Chúa Jesus Christ mà chúng con được nhóm lại thờ bằng Chúa tại nơi Chúa được sẵn sàng cho. Và thì giờ này chúng con sẽ được nghe lời hàng sớm của Ngài, là lời Chúa đã dùng để tạo nên muôn loài vạn vật trong thiên đàng. Rồi bên ngoài thiên đàng, trong vũ trụ này, trong đó có trái đất. Và muôn vật trên đất này, trong đó có loài người chúng con, là loài được tạo nên theo hình tượng tốt lành của chính Ngài với một mục đích. Chúa tạo nên loài người ấy là để tìm cho Ngài một dòng đời thánh, là dòng dõi sẽ hầu việc Ngài trong nước thầy tế lễ của Ngài, mà Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ thực phẩm của nước đó. Ngài là vua chí cao và chúng con là các tôi tớ được hầu việc trong hành lang nhà Chúa, và chúng con nhóm lại để được thờ phượng Chúa. Và thì giờ quý giá này, chính Ngài dùng lời của Ngài để khiến cho chúng con được trở nên thầy tế lễ. Như khi xưa, thông qua Môi-se tôi tới ngày mà Chúa lập A-rôn cùng các con trai người làm chức thầy tế lễ trong diện Israel vậy. Con cầu xin Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, là Thánh Linh của Đấng Christ ban ơn cho con thì giờ quý giá này, vì cớ danh Chúa, vì cớ ý của Chúa, vì cớ nước của Ngài mà ban ơn cho những con hết thảy. Đó là Ngài sẽ mở lòng mở trí cho con, khiến cho con biết các lời của Chúa. Chúa bắt đầu chính con, Ngài thắp ngọn đèn con soi sáng cho, bởi chính Ngài đặt lời Ngài trên môi miệng con để nhớ ơn của Chúa có thể công bố những điều Chúa cho con soạn xuống được giảng ra, và chính Ngài sẽ tỏ cho con biết những điều con đang giảng và sẽ nhận từ nơi Ngài để giảng ra, hầu cho chính con là người giảng cùng với sự của Chúa là người nghe hết thảy để được Ngài dẫn ra vào trong lễ thật đời đời của Ngài. Xin Thánh Linh cai trị ban phước cho thánh của Chúa. Mình xin Chúa cho thiên sứ của Chúa đóng trại quanh khu vực của thánh của Chúa nhóm lại. Hãy chúc phước cho tất cả hoàn cảnh của môi trường liên quan sự thờ phượng này để tuân vinh danh Chúa. Xin Chúa cai trị và ban ơn những con thì giờ này. Con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục học lễ thật tin lành của nước Đức Trời, phần thứ ba, ân điển là sự giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời được ban cho loài người. Bài thứ 9, quyền phép của ân điển Đức Chúa Trời thay đổi vận mệnh của con người. Tiếp theo bài thứ 8, Sáng ký đoạn 29 câu 22 đến 25 chép, La-ban bèn mời các người trong xóm bày một bữa tiệc, đến chiều tối bắt Lê-a con gái mình đưa cho Gia-cốp, rồi chàng đến cùng nàng. La-ban đã cắt con đòi sinh ba theo hầu Lê-a con gái mình. Sáng bữa sau mới biết nàng là Lê-a, thì Gia-cốp hỏi La-ban rằng: cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì Ra-chên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi? Tiếp theo bài trước, tức là bài thứ 8, chúng ta đã biết sự mầu nhiệm của lời Chúa chép về con đường mà mọi người tin Chúa muốn được hưởng quyền là con kế tự Đức Chúa Trời mà Gia-cốp là bóng sẽ phải đi trên đó. Mà chặng đường đầu tiên mọi người tin Chúa thường nghĩ rằng khi mình đã tiếp nhận Chúa Jesus Christ và sinh hoạt trong hội thánh của Ngài ở trên đất này một thời gian rồi, mà cái chặng đường, chặng thời gian mà Gia-cốp hứa với lại La-ban rằng vì cớ Ra-chên con gái ưa cậu mà tôi sẽ hầu việc cậu trong 7 năm, đó là bóng. Và người tin Chúa nghĩ rằng khi mình ở trong hội thánh của Chúa một thời gian thì mình có khả năng hiểu được lời Chúa chép trong thánh. Người ta tin rằng họ thuộc thì họ sẽ hiểu được lời Đức Chúa Trời. Đó là tại sao mà Gia-cốp cho rằng vì sắc đẹp của Ra-chên tôi sẽ hộ việc cậu trong 7 năm. Tức là cái 7 năm này nó đủ công lao để tôi có thể thừa hưởng được Ra-chên là con gái của cậu. Tức là tôi sẽ làm chồng của Ra-chên, làm chủ, tức là sở hữu được Ra-chên. Mà Ra-chên là bóng về luật pháp văn tự của Đức Chúa Trời. Dêu Trời biết trước tất cả mọi sự trong kế hoạch đã định của Ngài để tìm một dòng thánh như Ngài là rõ thầy tế lễ. Bởi đó bất cứ một điều gì để có thể giúp cho một người bị tổ lỗi cầm buộc trong xác thịt người ta mà trở nên thầy tế lễ trong nước của Ngài thì Đức Giê-va đã biết trước và Ngài định ở trong sách Sáng Thế Ký, không phải Xuất Yếu Thế Ký hay là Phục Chủ Thế Ký mà là Sáng Thế Ký, là cái sách mà không có một người nào trong thời đó có thể biết được mà ghi chép xuống. Cũng sự mầu nhiệm mà chỉ có Đức Giê-va biết mà thôi. Thì Đức Giê-va đã tỏ cho Môi-se, không phải vì cớ Môi-se có khả năng, Môi-se không có khả năng này, nhưng mà Đức Chúa Trời đã cho Môi-se lên trên núi Sinai. Tại đó xác thịt không có tỉnh thức đâu, mà là tâm linh của Môi-se ở trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thì trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, xác thịt này không thể làm gì được. Thế ta nhớ chuyện núi hoa hình, Chúa Giêsu cho ba môn đồ của Chúa là Gia-cơ, Giăng và Phi-e-rơ lên trên đó. Khi họ thấy sự vinh quang của Đức Giê-va bao phủ Chúa Giêsu và thấy Eli và Môi-se, Phi-e-rơ không biết mình nói cái gì. Thầy chỗ này tốt quá, nếu thì muốn chúng ta sẽ làm đôi ba cái trại, một cái cho thầy, một cái cho Eli, một cái cho Môi-se. Tức là ở trong sự biển núi trời, xác thịt này không còn điều khiển được nữa, nói cho sự vô thức. Đây là vì rất quan trọng, chỉ có tâm linh nào ở trong sự vi hiển của Đức Chúa Trời một cái thời gian đủ, đó là 40 ngày 40 đêm.
thì có thể lĩnh hội được cái khả năng đó để ghi chép xuống những điều mà Đức Chúa tỏ ra. Ngài không nói bằng tiếng, Ngài bằng truyền, bằng thần linh của Ngài, sự sáng thật của Chúa vào trong Môi-se mới chép xuống được. Đó là sự bổ nhiệm mà nếu chẳng phải Đức Chúa Trời chọn lựa, chỉ định, ban ơn cho, thì không có người nào có thể hiểu được mà có thể giảng ra được những sự bí mật này. Dưới ba trời là đấng tạo nên muôn loại vật vật trong vũ trụ này, trong con đường chúng ta. Và Chúa biết một khi thế thì xác thịt bị cầm buộc bởi quyền lực của sự tội sự chết rồi, con bề trong sẽ bị bế tắc. Và Chúa định chúng nó phải bị bế tắc để nó không có sự kiêu ngạo. Bởi vì Chúa biết rằng Chúa tạo đến hàng tỷ 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 cái số không đếm được ở trong thiên đàng. Vậy mà một tạo vật được Chúa tạo nên, Chúa định cho nó là kẻ mang ánh sáng, là tế nào là Lucifer, là kẻ mang ánh sáng ở trong sự biển của Ngài. Không phải vì cái tạo vật đó có khả năng gì, tất cả thứ sự đều ra bởi hơi thở của Đức Trời. Nhưng Chúa biết rằng để có thể ở gần Ngài được, có thể hầu việc Ngài trong sự vinh hiển được, thì cái tạo vật đó phải được trang bị ánh sáng. Nên người đặt tên, tức là Ngài đặt cho nó quy quyền bổn tánh xuống trong là phải mang ánh sáng, tức là sự sáng tạo của Chúa, thì mới có thể ở trong sự vinh hiển của Chúa được. Vậy mà cái kẻ đó thấy mình được tôn trọng hơn tất cả mọi thứ trong thiên đàng, rồi dễ mình đi kiêu ngạo. Chúa nói đây, một sự tốt đẹp nhất Chúa ban cho thiên sứ này, cho đến khi thấy sự gian ác ở trong nó nảy sinh ra. Đó tại sao mà khi Chúa đuổi cái bé lũ phản bội này ra khỏi thiên đàng, Lucifer cùng các thiên sứ phản bội ra khỏi thiên đàng, đặt trên đám ma quỷ đó, thì cái tàu vừa Chúa dựng lên để chọn một trong thánh đó, Chúa khiến nó bị bế tắc ngay từ mới sinh ra trên đất này. Đấy là không thể kiêu ngạo được. Nó kinh nghiệm rằng nếu ngoài Chúa ra, nó không làm chi được. Cảm ơn Chúa, đó là sự mưu đoạn của Đức Chúa Trời. Bởi đó ngày nay tôi cảm tạ Chúa, được Chúa chọn cho mình là kẻ hầu việc Ngài. Chúa bày tỏ cho mình sự sáng này, điều nghĩa là Ngài muốn tôi là người mang ánh sáng. Cũng như Aaron ấy, để Ngài cứu chúng ta, Ngài trang bị sự sáng thật cho chúng ta, để chúng ta biết chúng ta là ai và Ngài là ai. Chúng ta phải có bị sự so sánh hàng ngày giữa mình với Đức Chúa Trời. Ngài đấng tạo lên mình, Ngài ban sự giúp mình, ngoài cái ra chúng ta không có gì hết. Mình phải luôn luôn nhớ được điều trong này. Điều gì sẽ cho chúng ta biết được đây? Sự sáng của Chúa. Chính lời của Chúa ở trong tâm linh ta luôn nhắc cho ta biết cho ta cái thân phận mình để ta giữ mình. Nhưng mà ma quỷ luôn luôn tìm cách lừa thế gian này để ta biết là tôi giỏi, tôi tài, tôi hay, để quên Đức Chúa Trời đi. Vì Satan biết nếu loài người làm theo lời của nó thì tất cả người nghe lời nó sẽ chết như nó. Bởi vì nó thù hận Đức Chúa Trời. Vì nó biết rằng vì nó đã tự kiêu ngạo dẫy mình lên, lên nó chết. Đấy, thì khiến loài người sẽ mắc mưu của nó để kiêu ngạo như nó, để chết như nó. Nhưng mà Chúa yêu thương, Ngài cho ta sự sáng để chúng ta nhận biết mình là ai và Chúa là ai. Đó là tại sao mà Chúa sẽ cho những kẻ nào Chúa tuyển chọn, Chúa luyện lọc, Chúa thử thách nó để biết thân phận thật của mình, nó tôn trọng Chúa, yêu mến Chúa, thì Chúa giao cho nó. Lẽ thật này, khi chúng ta đối diện với lời Đức Chúa Trời, chúng ta đối diện với chân dung của chúng ta, chúng ta biết mình là ai, biết Chúa là ai. Sự nhận biết Chúa là ai là quan trọng nhất, vì chính Chúa xuống đời phán và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là đấng Cha sẽ đến. Đó là sự sống lại và sống đời đời ở trong tâm linh này là mới biết được. Nhưng ngày nay chúng ta nhìn đi, khắp mọi nơi trên đất này nhà thờ nhiều lắm, người tin Chúa rất là nhiều, nhưng có bao nhiêu người biết được thân phận thật của mình là một tạo vật do Chúa dựng nên, và Chúa là đấng toàn năng, Ngài đứng thay kết công bình, Ngài không tin về ai cả. Rất nhiều người nghe nói về Chúa như vậy nhưng mà không ấn tượng ở trong lòng, hay là bởi vì họ không nhận được lời Chúa cách đầy đủ trọn vẹn như đáng phải có, hay là bởi vì có rất nhiều kẻ không bề cửa mà vào chuồng chiên, họ không thông qua Chúa xuống để nhảy vào chức vụ này, họ là quân trộm cướp, họ đứng giảng đó như là quân trộm cướp. Vì trong cái ngày thánh tại nơi gọi là nhà thờ Đức Chúa Trời lại không có sự sáng tạo để trang bị dân của Chúa, nên dân sự của Chúa không hiểu biết nên chết. Dân sẽ thất bại vì cớ các thầy tế lễ trong Israel đã không làm tròn mạng lệnh của Chúa đã phán cho. Họ chỉ chú trọng đến về của lễ dâng các chúc kỳ Chúa đã định. Họ nghĩ rằng Đức Giê-va cũng muốn của lễ như cái thần tượng của xưa to vậy. Họ bỏ qua cái mà lời quan trọng nhất, mục đích quan trọng nhất tại sao Chúa ban luật pháp cho ấy, để cho người ta làm theo luật pháp đó để linh hồn này được sống lại và được sống đời đời ở nơi Ngài, để trở thành dân của Đức Chúa Trời hàng sống. Israel thất bại. Nếu Đức Giê-va là phán của Thiên Chí Ô-sê, dân ta bị diệt bởi thiếu sự thông biết. Chúa phán tiếp, bởi vì ngươi từ bỏ sự thông biết nên ta từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm thầy tế lễ nữa, ta quên con cái các ngươi đi. Người ta không để ý vào lần này. Rất nhiều kẻ mang danh là tôi tới Chúa ngày hôm nay nổi tiếng, giàu có, máy bay, nhà lầu nhiều lắm rồi, bia giả như kẻ dại, giả như kẻ khờ, nói tầm bậy. Chúa nói trước trong chi sai rồi, xoàng ba say bì rượu, rượu gì người ta tôn trọng, người ta dâng hiến nhiều, quên mình là tôi tới Chúa. Họ không nghĩ trách nhiệm của họ nữa,
hầu như đây yêu cầu của bề trên, hầu ý ý muốn của Chúa đặt cái ngày thánh ra để làm gì? Họ quên, họ làm thủ tục của tôn giáo, họ giải cho cái bài mà thôi. Họ để ý nhu cầu của bề trên. Họ cứ biết là ngày hôm nay tôi có bài giảng và tôi được dâng hiến và tôi được giàu có, tôi tôn trọng. Đưa vào biết điều đó. Dường như ngài không can thiệp, nhưng mà chính ngài đang can thiệp. Sứ đồ Phao-lô đã tỏ cho ta biết Đức Trời khôn ngoan một lần khiến những kẻ cây mình là khôn nói trở nên ngu dại. Chú dùng những kẻ tôi tốt trước kia là hèn mọn bị khinh bỉ, nhưng qua cái bài giảng của họ nói ra thì tất cả mọi thứ vua đời này phải hạ mình xuống trước sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Là sự mầu nhiệm Đức Trời tỏ ra khiến tất cả mọi kẻ gọi cây mình khôn ngoan đời này phải bị hổ thẹn. Galati đoạn 3 câu 15 đến câu 24 Phao-lô viết như sau: hỡi anh em, tôi nói theo thói quen người ta rằng khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi thì không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự gì. Và các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người, không nói và cho các dòng dõi người như chỉ về nhiều người, nhưng nói và cho dòng dõi người như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. Vậy thì tôi nói rằng lời giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã kết lập thành rồi thì không có thể bị hủy đi, và lời hứa cũng không có thể bị bỏ đi bởi luật pháp. Là sự cách sau 430 năm mới có. Vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp thì không bởi lời hứa nữa. Nhưng Đức Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ đến sự phạm phép tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Và người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Trời chỉ có một. Vì thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Trời hay sao? Chẳng hề như vậy. Vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chỉ đã hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ mà được ban cho những kẻ tin. Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt giữa sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đang dẫn chúng ta đến với Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Ngày nay rất nhiều người mang danh là mục sư, họ nói bây giờ sự sáng bày tỏ cho biết rồi là luật pháp viết cho dân Israel, còn Kinh Thánh phần tân ước cho cơ đốc nhân. Có lẽ mấy người đã bị quá cận thị, mà khả năng của người cha thì không chế tạo được cái kính nào phục hồi họ được, nhưng họ không nhìn ra Kinh Thánh. Phao-lô là người Benjamin, là Israel, ông giảng tin lành cho dân ngoại. Ngày nay biết bao nhiêu giáo sư, bao nhiêu mục sư là người Israel giảng tin lành cho dân ngoại. Họ giảng cái gì? Họ giảng luật pháp của Môi-se như Chúa Giêsu đã giảng, họ giải nghĩa về tân ước, mà tân ước giải nghĩa về thì đã chép trong phần cựu ước. Sao không nhìn mấy cái đó đi? Nếu họ nói như vậy, không lẽ là chúng ta là dòng dõi cuối cùng được sinh ra trên đất này sao? Không, khi Chúa Giêsu lên thế gian là chúng ta chưa được sinh ra, và cho đến bây giờ con gái chúng ta tiếp tục được sinh ra nữa, và luật pháp vẫn còn đối với họ. Mà trời mà chắc cái vì sao mà Chúa bắt làm chứng được vẫn còn? Chúng ta đã biết, con cái chúng ta chưa biết. Rồi Chúa lớn lên về lấy gì giảng cho nó? Bỏ cả cước, bỏ cả tân ước à? Chỉ có kẻ ngu mới nói như vậy mà thôi. Lời Chúa hằng còn đến muôn đời. Chúa sẽ phán ra là trời đất quay đi còn dễ hơn một chân một nét cho luật pháp phải bỏ đi. Chứa là Chúa mới còn đó. Giê-va là đứng tự hiệu hằng hiệu, mà Chúa Giê-xu là con một Đức Trời, chính Ngài là Đức Giê-hô-va. Vì chúng ta đến Ngài hiện thân trong sách tiên này để dạy chúng ta. Danh Ngài là Giê-hô-va. Giê-va là tự hiệu hằng hiệu. Ngài không thay đổi. Ngài đứng hoàn hảo, không đi sai luật pháp của Chúa cả. Con đường vẫn có. Ngài đang hành động để khiến chúng ta đi theo con đường này. Kẻ nào nói luật pháp phải bỏ đi, kẻ đó là cái chết rồi, kẻ mù. Trong bài 9 phần 3 chúng ta học hôm nay, chúng ta sẽ đối diện với sự khôn ngoan và sự bù đơn của Giê-hô-va Đức Trời. Là sự mà cái thánh chép là không thể dò được. Như chính Giê-hô-va Đức Trời đã phán như sau: Đức Trời phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Và như mưa và tuyết từ trên trời xuống và không trở lại nữa, mà đợt nhuận đất đai làm sanh ra về cái độ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy. Đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về lũ nhân, mà chắc sẽ làm chọn điều ta muốn, thuộc lại công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an, chứ mà các ngươi núi và đồi sẽ trỗi tiếng cả hạt, mọi cái gốc ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bị gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai ốc. Điều đó làm sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Ê-sai đoạn 55 câu 8 câu 9, đời đời không hề tuyệt diệt. Chúa nói với loài người cho ngày dựng lên bằng hơi thở của Ngài.
Sáng kỳ đoạn 8 câu cuối cùng, Chúa Giê-xu đã phán rằng, hễ đấy còn thì mùa gieo giống, mùa gặt hái, mùa lạnh, mùa nóng, mùa hạ, mùa đông, không bao giờ tuyệt diệt được. Thế có người sẽ trên đất này, thì con đường cứu chuộc vẫn còn đó. Cái dòng dõi Chúa dựng lên đó, chưa hoàn thành, chưa đạt đủ số. Kẻ nó dám nói xong rồi, kẻ nó chết. Sống chết do quyền của lợi. Kẻ ấy màu sen bông trái nó, nó đấy ngu, nó sẽ chết. Nó đấy khùng, nó sẽ chết. Nó không nói không ngoan lấy của Đức Trời vậy do đó thì nó chết. Chúng ta phải trở lại cùng Chúa, tin cậy Chúa, làm việc Chúa để được trở nên khôn ngoan, được trở nên con cái kế tự Ngài. Trở lại với bài, ngay khi La-man nhận lời thắc mắc của Gia-cốp, Gia-cốp nói như này: hạn tôi đã mãn rồi đâu, xin cầu hãy giao vợ tôi lại cho tôi, đặng tôi đến gần cùng nàng. Hạn đã mãn. Câu này nghe có vẻ đơn giản nhưng kỳ thực rất phức tạp, quý vị, tinh vi lắm. Mà đang chính xác rồi, một số người mới tin chưa thời gian rồi, nghe được Đức Chúa giảng rồi, về làm chứng tại phim, không giỏi quá, còn chỉ nhóm chúng tôi đi, là thầy chúng tôi đi. 7 năm xong rồi, Gia-cốp nghĩ rằng mình có thể sở hữu được ra trên. Ông nhìn nó đấy đẹp quá, cho rằng mình có thể sở hữu được nàng rồi, và đến, đâu, hạng tôi mãn rồi cậu, thì ra ngồi đó là cho tôi đi. Có vẻ rất tự tin, rất tự tin. Ngày nay có rất nhiều người tự tin, cho rằng tôi sinh hoạt trong thời gian với Chúa rồi, để học mới khóa rồi, bây giờ là tôi có thể sở hữu được kỳ thánh rồi. Như vậy là tôi hãy giao tôi chức vụ này, không cần trả lời đâu, hãy vào chức vụ là trưởng nhóm, rồi làm thầy truyền đạo, rồi cũng tự mình là làm mục sư, rồi khoe mình quay phim rồi đưa lên YouTube khoe mình giảng Chúa Su Phan. Cái người nói cái người giàu có rồi, nhưng mà cái người đó không biết rằng mình đã lộ trần trụi đuôi mù, không biết gì cả. Đây là hình bóng Chúa cho ta thấy. Gia-cốp nghĩ rằng mình có thể sở hữu được ra trên. Chúng ta biết lý do tại sao mà Gia-cốp lại làm điều này. Chúng ta biết tại sao ngày nay có rất nhiều người cho rằng mình có thể làm thầy được, có thể làm thầy truyền đạo được, có thể làm mục sư được, mà không hiểu biết luật pháp của Đức Chúa Trời. Thế Thánh chép, La-ban liền mở một tiệc chiêu đãi những người lân cận trong xóm mình. Như là Chúa đã chép, La-ban bèn mời các người trong xóm bày một bữa tiệc. Đây là bản tiếng Việt. Bởi cứ trên vừa dần chép câu hôm 2-6, and La-ban gathered together all the men of the place and made a feast. Chú mời, gathered together. Chép câu 2-22 đó là chữ Akab, số 622 của tiếng Hebrew. Có nghĩa là tập hợp lại, nhóm hợp lại, tiếp đón, kết nạp thêm. Trong cái ngày người này đến để nói rằng tôi đã đủ thời gian hợp đồng rồi, xin tôi cưới nàng ra trên làm vợ. Gia-cốp không có của lễ. Của lễ đó, Gia-cốp nghĩ rằng 7 năm làm việc đó là của lễ rồi. Ai nuôi Gia-cốp ở đó? La-ban nuôi. Gia-cốp không hưởng đồng cỏ, La-ban hưởng. Chiên cũng phải do Gia-cốp tạo ra, La-ban. 7 năm ở đó, Gia-cốp phải nói, con cảm ơn cậu. Vì cớ cậu cho con được ở nơi của cậu bình an, không bị tranh chấp, có được hưởng không khí trong lành của đồng cỏ, và ở trong nhà của cậu thấy vui vẻ. Rất nhiều người nghe tôi không biết cảm tạ Chúa điều này, cho rằng là tôi đến đây được rồi, bây giờ cho tôi làm chức đi, tôi ở thời gian đủ rồi mà, tôi làm chức, và bây giờ tôi ra tôi làm một chức vụ theo ý tôi muốn. Gia-cốp nói vậy, nhưng mà chúng ta thấy La-ban hành động rất tế nhị. La-ban là người lớn, tôi chưa nói là thuộc linh. La-ban là người lớn, La-ban nhận biết cái giao ước của người này ở với mình trong thời gian, vì người này cốt nhục của mình, họ hàng của mình, ở trong 7 năm như vậy cần cù chịu khó, vui vẻ, xứng đáng lấy con gái mình, nhưng mà chưa được vì cái tục lệ của mình đấy là khác. Và ngay hôm đó La-ban mời tất cả bà con ở xóm của mình, ở trong cái xóm của mình đó đến để dự tiệc, mời tất cả mọi người đấy. Có nghĩa là gì? Tập hợp lại, nhóm vào lại, tiếp đón, kết nạp thêm. Chúng ta học cái phần tiếp sau đây về kết hợp, nó nghĩa là gì? Tiếp nữa, chữ các người, bản tiếng Anh chết là all the men. Chép câu 22 trên đó là chữ announce, số 582 của tiếng Hebrew, có nghĩa là người bất kỳ, là người quan trọng, người kinh nghiệm sự chết, người yếu đuối, người nhu nhược, người mắc bệnh, nani. Sao kỳ lạ vậy? Tôi tưởng là nếu như mục sư giảng, ông La-ban đại diện cho Đức Thánh Linh, hình bóng về chức vụ của Đức Thánh Linh, và ra con là người yêu mến Chúa, yêu mến chức ký tự trai mình, đến nhà của cậu. Như vậy, hình bóng về người tin Chúa muốn được hưởng quyền ký tự Đức Chúa Trời, thì chắc La-ban cái nơi đó là toàn thánh đồ, đúng không nào? Toàn thiên sứ thánh, toàn thánh đồ. Mà bây giờ trong cái nghĩa này là toàn là người gì nhỉ? Người bất kỳ, người quan trọng, người kinh nghiệm sự chết, người yếu đuối, người nhu nhược, người mắc bệnh nan y. Có cái gì đó này, chậm lại đi. Chúng ta đã hầu việc đấng lạ lùng, chúng ta đang ngồi trong bóng của sự chết quá lâu rồi. Nhìn chung quanh là tối mịt, cứ tưởng mình hay giống con ếch ấy, nó ngồi dưới đáy giếng cho cái vòng trời nhỏ quá, nhưng mà khi lên trên biển giếng rồi nó biết rằng nó nhầm. Chúa là đấng lạ lùng, thì khi ta đến với Chúa rồi, Chúa bắt đầu từ từ dẫn chúng ta đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.
Chúng ta không thì giỏi hơn thầy tiến Ezra trong thời cũ được. Là người duy nhất có thể là người thông thạo luật pháp của Môi-se. Vậy mà ông cầu xin Chúa, Chúa ơi, xin Ngài mở mắt tôi để tôi thấy được sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Tôi biết có sự lạ lùng, tôi là người Hebrew, tôi biết thực Hebrew có lạ lùng, nhưng tôi không hiểu. Đó là sự lạ lùng Chúa muốn chúng ta nhìn. Cái sự vinh hiển của Đức Ba bao phủ chúng ta rồi, chúng ta không nhìn được. Chúng ta có thể nhìn thấy người thợ hàn điện ấy, họ phải bịt mắt lại, hoặc là cái kính che cực tím cực dày để nó có thể nhìn được cái tia sáng được lọc rồi, nếu không cháy răng mặt, cháy mặt để cái tia cực tím nó chịu được. Vậy làm sao ta có thể nhìn được thấu sự vinh hiển để nhớ cái sự mầu nhiệm trong lời của Chúa được? Tiếp nữa, chứ trong xóm tiếng Anh chết là the place, chết với câu 22 trên đó chữ Macaut số 4725 là từ chữ Cohen số 6965 của tiếng Hebrew, có nghĩa là địa vị đã được công nhận, sự trỗi dậy, sự phục sinh, sự sống lại được thiết lập vững vàng, được trở nên mạnh mẽ, được chứng minh, được xác nhận, được phê chuẩn. Người kia nói, mục sư ơi, lại có chuyện gì lạ lùng nữa rồi? Chắc vậy đó. Phần chết là các người, cái người trong xóm đó, mà người đó là người kinh nghiệm sự chết, người yếu đuối, người nhu nhược, người mắc bệnh nan y, mà việc trong cái xóm đó, thế là trong cái xóm của những người mắc bệnh nan y, trong xóm của những người đã kinh nghiệm sự chết đó, mà lại là những người được công nhận địa vị của mình, là sự trỗi dậy, sự phục sinh, sự sống lại, được thiết lập vững vàng, được trở nên mạnh mẽ, được chứng minh, được xác nhận, được phê chuẩn. Có gì nghịch lại nhau vậy? Cái xóm đó là xóm của người phân định, xóm người sống lại, xóm người được chấp nhận trước mặt Đức Trời. Nhưng mà những người trong xóm đấy toàn là người kinh nghiệm sự chết. Có gì lạ vậy? Lại ban mở một bữa tiệc. Trước tiệc đó trong tiếng Hebrew có nghĩa là một bữa tiệc để người ta hấp thụ, để người ta uống cho say. Mừng con gái của tôi ngày nay gả cho Jacob, người bà con của tôi. Tôi mời những người ở trong cái xóm mà tên của cái xóm đó là cực kỳ sung sướng, tức là gì? Được sống lại, được chứng minh thân phận mình, được chấp nhận. Nhưng mà khi người đó đến lại là những người mà kinh nghiệm sự chết, người yếu đuối, người nhu nhược, người bất bệnh na đi. Mà đúng đấy, chúng ta sẽ xem Chúa giải thích, không phải là tôi giải thích. Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh. Thánh Linh của Chúa sử dụng những người nào có được tin lên Ngài và Ngài mở trí ra, người ta hiểu và giảng ra. Tân ước được giải nghĩa phần cứu ước. Nếu bỏ cứu ước thì những người cho tân ước không có giá trị. Nếu tất cả đều mù, cặp kính này không bán cho ai được. Đúng chứ? Bởi vì những người cận, người lão, người loạn thị, người bị viễn thị mới cần kính. Đúng chưa? Tân ước cần phải có là bởi vì được ơn của Đức Thánh Linh thông qua Chúa Jesus Christ mà người đã được ơn để có thể nhớ ơn đó, nhìn trở lại quá khứ mà biết chính mình, vì quá khứ nói về mình. Kinh Thánh chết về chúng ta. Nếu không ơn của Thánh Linh ban cho, chúng ta không thể hiểu được Kinh Thánh nói gì về mình. Nếu bỏ phần cứu ước, chúng ta không biết lý mình là ai cả. Ta không có con đường dẫn ta đến với Christ. Chúng ta nên cảm ơn Chúa là sự vô lực của Trời ban cho chúng ta, kẻ có lòng tin lên Ngài. Nếu ta nhìn vào văn tự chép cho câu 22 trên, chúng ta thấy sự lạ lùng tỏ ra qua nghĩa của gốc chữ Hebrew. Và chúng ta có được biết giá trị quan trọng của ngôn ngữ Hebrew mà Giê và Trời đã ban cho được chúng ta từ lúc ban đầu. Ai nói tiếng Hebrew đầu tiên trên đất này nha? Đức Giê-hô-va. Ngài phán tiếng Hebrew với Adam, đúng không? Ngài phán với lại người này. Bằng tiếng Hebrew, chúng ta không cần biết chỗ đặt để như thế nào. Chỉ biết rằng cái ngôn ngữ đó được ban cho Môi-se. Và ngôn ngữ đó không được thay đổi. Chỉ vì cái tháp Ba-bên người ta xây lên mà Chúa làm lộn xộn tiếng nói. Nhưng mà cái ngôn ngữ đầu tiên cho là người, cho Adam đó vẫn còn. Đó là cái nền tảng. Mà chính Đức Chúa Ba là dùng ngón tay ngoài để viết tiếng Hebrew này trên bảng đá, bằng đá mà ban cho người chúng ta. Ngài phán ra là Ngài chúc phước cho loài người bằng tiếng Hebrew. Ngài phán về cái in bằng tiếng Hebrew, không ngôn ngữ nào khác. Bởi vì khi đấy có chết rằng người Edo gớm biết người Hebrew bởi vì họ làm nghề chăn chiên. Chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa, đây là cái ngữ đặc biệt Chúa Ba chúng ta có gốc và có ngọn. Và chính Đức Chúa Trời đã cảnh cáo được người không được phép loại bỏ một chấm một nét nào trong luật pháp mà chính Đức Chúa Ba đã ban cho người chúng ta. Đó ngôn ngữ của thiên đàng, của thiên đàng. Matthew đoạn 5 câu 17 đến câu 19 chép: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, xong để làm cho trọn. Vì ta đã thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được chọn. Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ được xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.
Khi Chúa Giêsu phán câu này, Ngài chưa phán cái điều mà ta vin vào là ư Chúa ban ta hay điều mới này. Đây là bài giảng đầu tiên trên núi. Chúa đến để làm cho vẫn là luật pháp và Đức Chúa Ba ban cho là người qua Môi-se, đúng chưa? Điều đang Đức Chúa Ba ban cho. Trước khi chúng ta bước vào suy gẫm sự là lòng được chép trong câu 22 trên, chúng ta hãy đến với lời Chúa chép trong sách Luca về một ví dụ mà Chúa Giêsu đã phán về đứa con hoang đàn. Luca đoạn 15 câu 11 đến câu 32 chép như sau. Ngài lại phán rằng: một người kia có hai con trai. Người em nói với người cha rằng: thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em thâu tóm hết, đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của đời, trong xứ sảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ. Thì họ sai ra đồng chăn heo, nó muốn lấy vỏ đậu của heo mà ăn cho nó, nhưng chẳng ai cho. Vì nó mới tỉnh ngộ mà rằng: tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được ăn bánh dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng: thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng là gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như một đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn: con thưa cùng cha rằng, cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, và hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Và con trai cả đang ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đứa đầy tớ thấy rằng em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thế em về được mạnh khỏe. Con cá liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. Nhưng nó thưa cha rằng: này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đã ăn chơi với bản hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia là đứa ăn hết gia tài cha với phường điếm đĩ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập. Người cha nói rằng: con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc là và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Bây giờ chúng ta trở lại với bữa tiệc mà La Ban đã bày ra để mời hết thảy những người trong xóm mình đến dự. Được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 29. Vì mọi sự được chép xuống đó, nó là lẽ thật, là nguyên tắc thánh, được áp dụng cho hết thảy mọi người tin Chúa, dù ở dân tộc nào, thời đại nào. Chúng ta biết rằng bởi tội lỗi của Adam trước nhất mà hết thảy là người ra từ Adam đều bị bán cho tội lỗi và bị chết đã đến trên thảy mọi người. Nhưng trong hết thảy loài người vẫn còn có những người mà ngọn đèn của chúng ta ở trong lòng họ vẫn còn le lói, đủ cho nó nhận biết rằng cha ta đã tặng đến ta là Đức Chúa Trời, không phải là ma quỷ, không phải là loài khỉ loài vượn như người ta bịa đặt. Nghe ngọn đèn đó vẫn còn để thức dậy đúng cái lúc mà thân thể xác thịt nó không còn kiêu ngạo được nữa rồi, bị suy nhục rồi, không còn cậy mình là khôn này tài này hay nữa. Bây giờ ngọn đèn đó mới đủ sức le lói được. Khi chúng ta tắt đèn đi ngủ, chúng ta để một ngọn đèn bắt mũi ở góc phòng. Khi vừa tắt đèn đi, chúng ta không thấy ngọn đèn đó đâu, không thấy. Nhưng một lúc sau, chừng khoảng 5 phút, 10 phút sau đó, chúng ta thấy nó. Chúng ta cần có một thời gian để thích nghi với ánh sáng. Thế thì trong lẽ thật cũng vậy, chỉ khi nào thân thể xác thịt thất bại, nó không còn cậy mình làm được bất cứ điều gì nữa, bây giờ nó mới tưởng nhớ đến Đấng đã tạo đến nó. Nếu nó biết trở về thì phúc cho nó, còn nó không biết trở về nó chết. Đây là điều Chúa muốn dạy chúng ta. Tại nơi của La-ban, cầu của Gia-cốp, theo ý gốc của tiếng Hebrew mà nó dần tỏ ra sẽ khiến chúng ta ngỡ ngàng. Vì theo cái nghĩ của người xác thịt, người ta luôn nghĩ rằng nơi tâm linh của người tin Chúa sẽ đến với thân linh, nó phải làm nơi đầy rẫy thiên sứ thánh cùng những người thánh của Ngài. Chứ phải những ý nghĩa của lời Chúa chép là các người ở trong câu 2 trên đó là gì? Người bất kỳ, người quan trọng, người kinh nghiệm sự chết, người yếu đuối, người nhu nhược, người mắc bệnh nan y. Chúng ta đừng nhầm lẫn. Khi chúng ta đến Đức Thánh Linh là chúng ta đang còn sống cho thời xác thịt này ở trên đất này chứ không phải trên thiên đàng. Các thiên sứ thánh ở trên thiên đàng không phải trên đất này. Ở trên đó không có bệnh yếu đuối, không có nhu nhược, không có tiếng khóc. Ở đó chỉ có sự vinh hiển của Chúa, sự sống đời đời mạnh mẽ trên đó mà thôi.
Mà chúng ta ở dưới đất này đến Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh thật lẽ thật, Ngài Đức Trời toàn năng, Ngài đấng tạo được chúng ta. Chúng ta trở lại với Ngài, chúng ta yếu đuối bất toàn, nhu nhược, yếu kém. Chúng ta không còn nương cậy vào chính mình nữa. Nhưng mà nhờ lời của Đức Trời ở trong là chúng ta, mà Rebecca là hình bóng về hội thánh thật của Chúa, đã dạy dỗ cho con cái của Chúa ở trong hội thánh của mình, trong bề chư của mình đó. Nhận biết, ngươi phải đến với Đức Thánh Linh. Tại nơi đó, tâm linh ngươi được sống lại. Bây giờ ngươi biết rằng ngươi yếu đuối bất toàn. Bây giờ ngươi biết quý sự sống của Trời ban cho ta qua lời của Chúa là dường nào. Phải đến đó. Với tất cả mọi người đến với tinh, cũng như tất cả mọi người có bệnh phải đến bệnh viện. Từ đó là người nặng phải đến bệnh viện. Để tới đó, chính người sẽ biết là tại sao mình cái bệnh này. Và nhờ cái năng lực của người của bệnh viện đó mà chưa bình ra rồi, bím có thể trở về nhà. Rồi dạy người ta đừng sống cái này cái kia đó, đừng để bị bệnh nữa đó. Đó là cái phương pháp. Thì ta đến với Đức Thánh Linh là đấng chữa lành chúng ta. Vì Chúa Giêsu đã phán rằng Ngài đến đây ra này không phải để cứu kẻ công bình, mà cứu kẻ có tội. Chúa Giêsu đã phán là chỉ có người bệnh cần đi thuốc thôi. Ngài đến đây ra này để cứu kẻ có tội. Ngài đến vào nhà kẻ có tội để khiến nó không còn có tội nữa. Những người mà lời Chúa tỏ trong lẽ thật, tức là gốc của tiếng Hebrew đó, là người quan trọng. Ai người quan trọng? Tâm linh của Chúa. Vì là mà tạo vật bởi hơi thở của Đức Giê-ba mà được tạo nên, nó rất quan trọng. Vì nó được tạo nên với một mục đích rất quan trọng, đó để trở nên thầy tế lễ ở trong hội thánh của Chúa, nó quan trọng ở chỗ đó. Nhưng mà là người kinh nghiệm sự chết, người yếu đuối, người nhu nhược, người mắc bệnh nan y. Bây giờ chúng ta xem, tôi không giải thích, mà Chúa giải thích cho chúng ta qua lời của Ngài. Sách Nhã Ca đoạn 2 câu 1 đến câu 7 chép như sau: Ta là hoa tưởng vi của Sa-rôn, người quan trọng. Bông huệ của chúng, người quan trọng nha. Bạn tình ta ở giữa đám con gái như bông huệ ở giữa gai gốc. Lương nhân tôi ở giữa đám con trai như cây bình bát ở giữa những cây rừng. Tôi vui lòng ngồi dưới bóng người, trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi. Người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ người phất trên tôi ấy là ái tình. Hãy lấy bánh nho nâng đỡ lòng tôi, dùng trái bình bát bổ sức tôi lại. Vì tôi có bệnh bởi ái tình, tay tả người kê dưới đầu tôi, còn tay hữu người ôm lấy tôi. Hỡi các con gái Jerusalem, tay ép nài các ngươi bởi những con hoàng dương hay lên con ngai đồng đội, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình ta cho khi nó muốn. Ổ gà tức là cái họng của chúng ta. Lưỡi như tôi ở giữa đám con gái, con trai như đám cây bình bát giữa những cây rừng. Tôi với lòng người giữa bao người, trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi. Người đưa tôi vào phòng yên tiệc, ngọn cờ người phất tôi ấy là ái tình. Giovannisi, banner, thế Việt gì là cờ sĩ, nguyên văn là quyền phép. Lời của Ngài là quyền phép. Chúa Giêsu phán, các môn đồ của Chúa hay làm các lời của Ngài. Chúa nói, cứ như chính ta đã giữ các mệnh lệnh của các điều răn của Đức Chúa Cha và cởi trong sự yêu thương Ngài. Đức Chúa yêu thương lời của chúng ta đến ngày đã ban lời không bao giờ thay đổi của Ngài cho chúng ta. Giăng đoạn 3 câu 16 có một lời không bao giờ thay đổi, còn ký tự không bao giờ thay đổi. Nếu ai nói đã bị thay đổi, có nghĩa là Đức Chúa thay đổi con ký tự sao? Đức Chúa ban chúng ta lời của Ngài để phục hồi chúng ta lại, vì Ngài yêu chúng ta, để nó phục hồi chúng ta lại là con ký tự Ngài. Kinh Thánh chép, ngọn cờ người phất trên tôi ấy là ái tình. Phất chúng ta thế, phất phới. Lời Chúa giải cho chúng ta, ta nghe như gió thổi chúng ta đấy. Đó, tình yêu của Chúa ban cho chúng ta. Bánh nho đã thật, bánh bình bát là luật pháp phần tự. Vì tôi có bệnh bởi ái tình. Chúng ta đến đây vì chúng ta có bệnh. Bệnh hay chết của xác thịt. Bỏ đến đây để Chúa làm cho tình lại. Lời Chúa cho ta biết là chúng ta vẫn còn bệnh. Hay chết, yếu lắm. Chưa đi được vào thiên đàng ngay đâu. Phải đến đây để tu sửa lại. Chính Ngài bổ sức chúng ta lại. Chính Ngài khiến cho tâm linh ta được tỉnh thức. Trong cái giờ quý giá này, có người bên trong vui mừng tỉnh lên, có người bên ngoài vui xuống. Vì sao? Vì luật pháp chỉ cho nó biết tội lỗi. Khi nó biết tội lỗi, đã là vui mừng tỉnh lại cho nó biết rồi. Tôi chết giờ khốn nạn cho mình rồi. Nó vui xuống. Nhưng người bên trong thì tỉnh thức. Trong cái giờ quan trọng của lời Chúa, khiến cho thất thế này hạ xuống, có người bên trong ta được Chúa nâng chúng ta lên. Lời Chúa chắc là, hỡi các con gái Jerusalem, tay ép lại các ngươi bởi những con hoàng dương hay là con nai đồng đội. Đây là người nữ đó này. Các chị ơi, tôi biết các chị đã tin Chúa lâu rồi. Con gái Jerusalem đã có lời pháp tốt rồi. Các chị khỏe mạnh lắm, giống như hoàng dương đấy. Hoàng dương chạy nhanh lắm bởi vì cái người có to. Còn tôi mới tin Chúa. Hãy thương cho tôi để tôi được ở cùng Chúa, để Ngài dùng tay hiếu Ngài ôm lấy tôi và tay tả kê đổ tôi. Ngài dùng lời pháp của Chúa để làm cho tôi trọn vẹn lại. Đừng đánh thức tôi dậy. Đừng đánh thức xác thịt tôi. Để nó chết đi. Để nó yếu đi. Còn có người bên trong của tôi để được Chúa bổ sức lại. Chúng ta nhớ câu này không? Đến nhà khác. Tiếp nữa. Bê sứ đồ Phao-lô viết.
Roma đoạn 6 câu 1 đến câu 9 chép: vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ơn điển được dư ra chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, thế nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thấy đều đã chịu báp têm trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết của Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho đơn Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta là một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Chúng ta kinh nghiệm được sự chết của mình nữa. Nơi của Đức Thánh Linh là nói về hội thánh thật của Đấng Christ. Trong mỗi ngày người tin Chúa được tái sinh, đến muốn làm con cái tử của Chúa, Thánh Linh gọi tất cả người chúng ta đến. Để làm gì nhỉ? Để chung vui với người đã được trở lại. Tất cả người trong cái xóm này là kinh nghiệm sự chết trong cuộc đời của mình. Chúng ta đừng có bệnh bởi ái tình. Sao có bị bệnh bởi ái tình? Vì yêu ra trên nên điều trị ở trong nhà La Ban 7 năm. Chúng ta điều trị suốt cuộc đời chúng ta trên đất này để được về với Chúa. Chúng ta là người kinh nghiệm của sự chết, yếu đuối bất toàn. Chúng ta biết mình bất toàn, biết yếu đuối, nhưng Chúa mạnh mẽ. Đang nói chúng ta vậy. Tiếp nữa, cô tôi thứ nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 7 chép: ơi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng lại tại sự tỏ ra của Đức Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Giờ vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự miền của chúng ta. Yếu đuối, bất toàn, yếu đuối, run rẩy. Điều này là trái ngược hoàn toàn với một cái thân phận sau lơ ngày xưa. Ông cầm tờ giấy mạng lệnh của thầy Thế Lấy Cả đi bắt bớ tất cả mọi người tin Chúa đó, bỏ tù. Mạnh mẽ lắm. Nhưng kể từ khi ông được tái sanh bởi quyền phép Thánh Linh rồi, ông không còn điều đó nữa. Đó là những người trong xóm mà được mời đến dự tiệc cưới của Gia-cốp với con gái của La-ban. Hình bóng của thánh thần của Chúa sẽ vui mừng đó tiếp những người đến để được hưởng quyền ký tự Đức Chúa Jesus Christ. Những dấu hiệu được lời Chúa tỏ ra qua ốc của tiếng Hebrew như những người kinh nghiệm sự chết, sự đuối, nhu nhược, người mắc bệnh này đi, đó chính là bằng chứng về sự sống lại của tâm linh người tin Chúa. Làm thế nào mình có thể biết được người kia đã được sự sống lại? Trước khi chúng ta phải biết con người đó trước khi sự sống lại đã, đúng không? Nhưng sau khi được sống lại thì sao? Khác hoàn toàn về bổn tánh. Chúng ta thấy những người đến với thành của Chúa, mở ra sau đi ra, họ hung hăng, họ cay đắng, họ hằn học, họ hận thù. Vì sao? Họ đến đây không phải vì để được nghe lời Chúa, để được linh hồn mình sự sống lại. Họ đến có mục đích. Họ đến với cái tôi của họ. Họ muốn Chúa ban phước cho họ. Họ nghĩ rằng họ trung tín nhớ lại thượng mừng Chúa như vậy đó là Chúa sẽ nhớ họ và Ngài sẽ ban cho tất cả điều gì họ có cầu xin Chúa sẽ ban cho. Họ sang hãi. Không phải vì tất cả người nghe lời Chúa tại đây đều sang hãi. Nếu tất cả đều sang hãi cả thì đáng trách người đứng giảng. Nhưng mà không phải người đứng giảng mà tại họ không nghe, không làm theo lời Chúa. Và nó có những người đã được trưởng thành, có người được vững vàng. Bởi vì cùng lời đó, họ ăn luôn, họ làm theo lời Chúa, họ được vững vàng. Chúa Jesus là Chúa của chúng ta. Ngài gọi 12 môn đồ đầu tiên đi theo Ngài cho hơn 3 năm. Vậy mà còn có một kẻ mà không thể cầu thay được, đó là Judas Iscariot. Chúa biết là không thay đổi. Nên khi Chúa dựng bữa tiệc cuối cùng ở trên vườn cứ sắp đây đó, Chúa nói với Judas Iscariot, việc ngươi làm hãy đi làm đi. Vì chúng ta không thể cầu thay cho nó nữa, vì Ngài giảng kỹ như vậy rồi và là vẫn tiếp tục bán đứng Ngài. Bỏ đi. Chúa cho người ta quyền tự do ý chí. Chọn Chúa hay là chọn xác thịt nó. 1/12 người. Tôi nói ngay từ 12 người đầu tiên ở cùng Chúa trong hơn 3 năm. Vậy muốn lưu đi, chúng ta là ai? Họ khinh rẻ lời Đức Chúa Trời. Nên họ lùi đi.
bằng chứng của người được tái sanh, họ được thay đổi bổn tánh, không phải cố gắng xác thịt, nhưng bởi quyền phép của lời Đức Chúa Trời. Khi họ Chúa nghe, họ nhận biết được con người cũ của họ và biết ý muốn Đức Trời, họ làm theo ý muốn Đức Chúa Trời và họ được thay đổi, họ trở nên người hạ mình và khiêm nhường giống như Phao-lô vậy. Theo nghĩa của lẽ thật thì cái nơi ở của La-ban và những người hàng xóm đã được chép trong bản dịch tiếng Việt, đó là nói về hội thánh hữu hình của Đức Chúa Jesus Christ, là hội thánh được cai trị bởi Đức Thánh Linh, và những người ở trong hội thánh đó được lời Chúa chép lại những người trong xóm, trong tiếng Anh là the place. Thì trong tiếng Hebrew nghĩa là những người đó địa vị đã được công nhận, sự trỗi dậy, sự phục sinh, sự sống lại được thiết lập vững vàng, được trở nên mạnh mẽ, được chứng minh, được xác nhận, được phê chuẩn. Tôi không xác nhận anh em, vì tôi không thấy anh em làm chứng cho ai cả, tôi không được chứng nhận điều đó. Chúa làm chứng cho anh em. Tôi nghe biết là anh em khác với con người cũ, ít nhất là so với khoảng 15 năm trước đây, anh em không còn như ngày xưa nữa. Là vì sao? Lời Chúa biến đổi anh em, quyền phép của lời Chúa biến đổi anh em, và anh em được công nhận là con cái của Chúa, ít nhất là con cái của Chúa, chưa được hưởng quyền kế tự, có thể chưa được cầm chìa khóa tiếp tin đàng, nhưng mà đã được làm con của Chúa, được công nhận là con của Đức Chúa Trời và đang tăng trưởng đào tạo huấn luyện tăng trở lên. Bởi vì sao? Khi Chúa dùng Môi-se là Aaron làm thầy tế thì chỉ có Aaron làm thầy tế thôi. Aaron chết rồi thì con của Aaron mới được thay thế. Bởi chúng ta đang được đào tạo để cho được vào một dòng dõi thánh, là công dân của nước thầy tế lễ. Chúng ta đang học, khi vào trong thiên đàng chúng ta sẽ làm điều này, hoặc là trên đất này tùy ý muốn của Đức Trời chọn từng người trong gia ngày này. Mà chú ý là chúng ta được công nhận là con cái của Đức Trời, vì thánh linh của Chúa ở chúng ta, và khi ta nghe lời Chúa chúng ta hiểu được đồ ăn thiêng liêng này. Hội thánh hữu hình của Đức Christ được lập nên bởi Đức Thánh Linh, tức là thánh linh của Đức Christ, là hội thánh được ân chứng bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, chứ không phải bởi tổ chức do người xác thịt lập ra. Bây giờ ta xem lời Chúa chép gì về điều này, không phải là tôi nói mà lời Chúa chép. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 17 đến 19 chép: Bây giờ Đức Chúa Jesus phán cùng người rằng: Hỡi Simon con Giô-na, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta đã giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ được buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đây là bản tiếng Việt. Nếu như Chúa gọi đích danh Simon con Giô-na, ngươi là viên đá. Bởi vì viên đá tiếng Hy Lạp đó là Petra. Ngươi là viên đá. Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Tức là các ngươi là những viên đá. Mặc dù Chúa nói Simon, nhưng bởi vì tất cả mọi người đang ở chung quanh ngài, bất cứ người nào là viên đá, Chúa tất cả cái phủ bụi ở trên đó loại đi rồi, lộ ra nó là viên đá, ra từ vầng đá lớn, ra từ ngài. Thì những người đó sẽ được hưởng cái điều Chúa ban cho, đó là ngài đã giao chìa khóa nước thiên đàng cho người đó. Mở có nghĩa là gì? Công bố lời Chúa. Đóng có nghĩa là không công bố. Hoặc là lời đóng lại là nó bị đóng. Tôi nói ví dụ như là một người kia, tìm cách ngăn cản những người làm chức quan lớn, không cho người đó được nghe lời bổ nhiệm bởi sứ đồ Phao-lô tỏ ra. Phao-lô giận dữ ông nói này, kẻ là kẻ dân đá này ngăn cửa Đức Thánh Linh này. Này tay Đức Chúa Trời giáng trên ngươi và ngươi sẽ mù chẳng ít đâu. Mù ngay lập tức, đóng luôn. Đó là móng và mở mà Chúa đã ban cho. Tiếp nữa, Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7 đến câu 14. Ê-phê-sô là một hội thánh, thành phố Ê-phê-sô là hội thánh do chính Phao-lô đã lập lên tại nơi đó. Ban đầu ông gửi thư cho thánh Ê-phê-sô rồi cho chép như thế này: ấy là trong Đức Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển ngài, mà ngài đã rải ra đầy rễ trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự bầu nhiệm của ý muốn ngài theo ý định mà ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ ngài để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn. Hội hiệp muôn vật lại trong Đức Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất, ấy cũng là trong ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của đấng làm mọi sự hiệp ý quyết đoán hầu cho sự vinh hiển của ngài, nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được người khen. Ấy lại cũng trong ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển ngài. Kinh Thánh chép: những người ở trong thánh thực của Chúa ở thánh do Đức Thánh Linh lập lên cai trị đó sẽ có được ấn chứng bởi ngài. Ấn chứng có nghĩa là gì? Chính Đức Thánh Linh sẽ ở cùng họ. Chúa Giêsu đã phán rằng: ta không để ngươi bỏ qua đâu, ta sẽ đến cùng ngươi, ta sẽ ở cùng ngươi cho đến tận thế. Ngài chính là Giê-hô-va. Vì yêu ta nên ngài mang tận thế trong tên này đến để tỏ chính ngài cho chúng ta.
Khi chúng ta hiểu Ngài rồi, Ngài không bỏ trong thần giá thì nước Ngài trở về thiên đàng. Bây giờ thánh linh của Ngài đấy. Vì Ngài Đức Giê-hô-va là một, chỉ có một mà thôi. Chúng ta một con người, nhưng ta có thân, hồn và linh, không thể chia làm ba được. Khi thần giá thì không có nữa, chỉ có một mà thôi, tâm linh. Tâm hồn là cơ quan trung gian để có thể khiến cho tâm trí xác thịt hiểu được cái điều trong tâm linh. Khi xác thịt không còn nữa, cái văn phòng này không còn, tâm hồn không còn, cứ tâm linh mà thôi. Chúng ta hiểu rõ cái cấu tạo của chúng ta giống như Đức Chúa Trời. Vì chúng ta sắp tương lai, không thể có ba ngôi được, chỉ có một mà thôi. Vì cớ chúng ta mà lời được phán ra, vì cớ thiên sứ có lời được phán ra, tiếng được phán ra để người ta hiểu cái câu Chúa là một đấng mà thôi. Trong hội thánh thật của Đấng Christ thì có ân chứng bởi Thánh Linh. Ca tớ của Chúa giảng, Thánh Linh sẽ làm việc cho lòng của người nghe và lấy cái phép lạ cặp theo để làm cho vững lời đã được giảng ra. Đạo là lời, logos. Trong ngày La-ban mở tiệc đó, La-ban đã mời những người trong xóm đến dự tiệc. Mà những người đó theo những lời thật được tỏ ra là bóng với những người đã được kết nạp, được mời, được ra thêm những ý nghĩa của chữ mời gather trong tiếng Anh và là chữ akab số 622 của tiếng Hebrew, nghĩa là tập hợp lại, nhóm họp lại, tiếp đón, kết nạp thêm. Những người đến vào tên của Chúa để được hưởng cơ cứu rỗi. Những người trong tên của Chúa đều vui mừng tiếp đón những người đó. Chúng ta xem chữ mời này đã được ứng nghiệm như thế nào trong ngày lễ ngũ tuần năm 32 Anno Domini, là ngày hội thánh của Đức Chúa Christ được Đức Thánh Linh lập trên đất này tại thành Jerusalem. Cơ vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 14 đến câu 41 chép: bây giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ cất tiếng nói với dân chúng rằng: hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say những người ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Joel đã nói tiên tri trước rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau đó ta sẽ đổ thần ta trên khắp mọi xác thịt, con trai con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điểm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta trên khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta là sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dơ lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Và lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết, người đó đã bị nộp theo ý định và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và gia đình, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây chói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Bởi chương vua David có nói về người rằng: tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rung động chút nào. Bởi cái đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thì tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy, vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nữa âm phủ và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng: người đã chết và trôi rồi, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho hộ tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Đức Christ rằng: Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự nát. Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại và chúng ta thấy đều làm chứng về sự đó. Vậy sau khi Ngài được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh và Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như người đang thấy và nghe. Vì vua David chẳng hay đến trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa Tây rằng: hãy ngồi bên hữu ta, chứ đến chừng nào ta để kẻ thù địch dưới chân ngươi đã làm bệ cho ngươi. Vậy cả nhà Israel khá biết rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà ngươi đã đóng đinh trên cây thập tự giá làm Chúa và Đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dùng lòng và khuyên lớn Chúa rằng: các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ấy có độ 3.000 người được thêm vào hội thánh. Mời, điều chi Chúa đã chép là điều sẽ được ứng nghiệm đúng kỳ.
Trở lại với Sáng Thế Ký đoạn 29 từ câu 2 đến 24, Laban bèn mời các người trong xóm bày một bữa tiệc. Đến chiều tối, bắt Lê-a con gái mình đưa cho Jacob, rồi chàng đến cùng nàng. Laban lại cắt con đòi sinh ba theo hầu Lê-a con gái mình. Trước chiều tối, tiếng Anh trả lời, the evening. Chép vào trong câu 23 trên là chữ Arab số 6153 ra từ chữ Arab số 6150 của tiếng Hebrew, có nghĩa là buổi chiều tối, sự trộn lẫn giữa tối và sáng, trở đến tối là chữ buồn phiền, làm cho buồn rầu. Chữ bắt, và tiếng Việt chữ là bắt, bắt Lê-a con gái mình đưa cho ra trên. Chữ bắt đó ở trong tiếng Hebrew là chữ lakach số 3947, có nghĩa là cho, tiếp nhận, cầm, nắm giữ, đem đến, giao cho, giành lấy cho, là lễ cưới, là sự kết hôn, là sự chấp nhận cho. Chữ Lê-a chúng ta được biết trong tiếng Hebrew có nghĩa là cho mệt mỏi, là cho chán ngắt, là cho thiếu kiên nhẫn, là cho sốt ruột, là cho đau lòng, là cho buồn chán, là cho không ưa thích. Lạ lùng nữa nhỉ. Một xưa ấy, tôi nghe một sư giảng lúc ban đầu tôi háo hức lắm. Vì Chúa Giêsu đã phán rằng nếu người hằng ở trong nội ta, cái quả là một nội ta, người sẽ biết là thật. Vì là thật sự một thằng người, vì là thật cực kỳ quý lắm. Mà bây giờ mục sư giảng Lê-a là hình bóng về Lê-a thật, mà cái danh của Lê-a là uy quyền của Tây Sư Tôn Trọng, lại khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi, chán ngắt, là cho thiếu kiên nhẫn, là cho sốt ruột, là cho đau lòng, là cho buồn chán, là cho không ưa thích. Làm tôi cụt sướng rồi, mất hứng. Rồi anh em ơi, đi theo Chúa phải tin rằng Ngài là đấng tốt lành. Chúng ta sống trên thế giới này thời gian dài rồi, chúng thấy mọi sự là đẹp, nhưng mà thì thực Chúa nói đúng nghiêm. Bởi những cái sự ta làm ra đó khiến mình kiêu ngạo, lìa xa Chúa. Bây giờ người Việt Nam nói cái giọng mới rồi, chát chức chít a còng, nghĩ lại ngày xưa ông tổ ba cũng đời chúng ta ngày xưa trở lại nghe nó nói chuyện, không biết con cháu mình nói tin gì, ngôn ngữ không đúng nữa rồi. Và các tổ của ta không thích chúng ta, mà ta nghe tổ của ta nói chuyện càng khó chịu nữa, nửa nôm nửa hán nửa việt, khó chịu quá, đúng không? Khi ta trở lại đến quá khứ, chúng ta nghe ngôn ngữ quá khứ, ta cảm thấy khó chịu, buồn phiền lắm. Mà đúng thế đấy. Vì ta nghe cái ngôn ngữ của thế gian ngày hôm nay nó khác rồi, ta quen rồi. Đầu tiên nghe con cái ta đi trường về nói chuyện với nhau, kỳ cục lắm. Nó chat trên telephone, bố mẹ không đọc được. Nó viết tắt cái chữ gì đó. Bây giờ ngoài đường giá không để tiếng Việt, đó là 200k, tức là 2000. Nó không đúng như ngày xưa. Chán không? Chán. Chúng ta trở lại với nguồn gốc chúng ta, chúng ta cảm thấy khó chịu đấy. Vì ta phải đoán biết là chữ gì. Cụ thể đây, Lê-a là con gái cả của La-ban. La-ban hình bóng về Đức Thánh Linh, ngôn ngữ đầu tiên Chúa tạo nên mua lại vào trong thiên đàng đó, không phải ngôn ngữ sách chúng ta nghe đâu. Bây giờ ta nghe một sư giảng được trên thiên đàng về, cái chịu khó chịu lắm. Quý vị nghe ngôn nhà thờ đi, nghe ai nói chim bao của thiên đàng, nhưng sợ lắm mà đừng có nghe, có như tà giáo đó, không tin. Rồi đó dưới địa ngục trở lên làm chứng về họ được xuống dưới địa ngục bởi Chúa dẫn dắt thôi, làm chứng lại cũng sợ lắm, không dám nghe. Bởi vì sao? Nó dùng xác thịt để hiểu ngôn ngữ của thiên đàng, làm sao nó hiểu được? Cũng có thể như vậy. Những gì mà Lê-a có trong mình, tức là những gì mà Lê-a sẽ tỏ ra, thế càng thấy chúng ta càng thấy buồn phiền lắm. Tại vì sao? Chúng ta càng thấy buồn phiền vì chúng ta kiêu ngạo. Nên nhớ rằng Kinh Thánh đã chép rồi, xưa kia Lucifer khôn hơn Daniel, không có điều gì bí mật bầu nhiệm mà nó không biết. Nhưng mà càng về sau này, chính tội lỗi đã khiến nó làm hư khôn ngoan mình. Mà ngày nay chúng ta là kẻ vốn bị nhuộm bởi tội lỗi của ma quỷ, nhưng khi đến với Chúa được tái sanh rồi, thì chính chúng ta là kẻ được Chúa ban ơn cho để giáng sự bầu nhiệm, mà thông qua Đức Thánh Linh chúng ta được biết. Chúng ta giáng rồi, ma quỷ mới biết, thiên sứ mới biết, khác nhau. Nên là khi nói lên A là nói về lẽ thật. Cái ngôn ngữ lẽ thật bây giờ tỏ ra họ không chấp nhận được. Năm 2000 khi tôi sang Houston tôi giảng lần thứ hai bên đó, tôi gặp một vị gọi là ông ta là một tuyên úy hải quân. Ông ta học cổ ngữ, ông ta mời tôi đến nhà ông ta giảng, và đến đó giảng hai lần. Rồi sau đó ông bắt bớ tôi mà cái bài mục sư đâu có lẽ thật, mục sư nói là thật đâu có cái thánh đâu chép như vậy. Và nếu như cái thánh có chép thì đâu còn gọi là lẽ thật nữa. Lẽ thật là sự mầu nhiệm bởi Đức Thánh Linh, là thật tỏ ra giải nghĩa sự mầu nhiệm đó. Phaolô được người đầu tiên trong các sứ đồ của Chúa được biết điều này, mà Chúa không cho ông nói quá nhiều vì chưa đúng kỳ. Ông chỉ tỏ ra mấy lời thôi mà người ta thấy sự mầu nhiệm chưa, được tỏ ra bên ngoài luật pháp, tức là ngoài văn tự, đó là sự mầu nhiệm, đó là lẽ thật. Như gì Chúa tỏ ra tôi, anh không tin tùy anh,
Còn anh nói đây không là thật thì coi chừng anh nhận chống lại Thánh Linh đấy. Vì Thánh Linh tức là thật, đã thật tức là Đức Thánh Linh. Nó là lời của Đức Trời tạo đến muôn vật. Không phải lời Đức Trời dùng logo văn tự chúng ta đâu mà tạo đến một vật đâu. Mà là lẽ thật. Là chiếc biển mỏi, làm cho chán ngắt, làm cho thiếu kiên nhẫn. Bây giờ đưa bài giảng chúng ta lên hội chứng thờ là ông ấy rõ ràng chán ngay là tức là sợ lắm. Không hiểu nổi. Vì sao? Tôi không giải thích đâu. Để lời Chúa giải thích nhé. Tiếp đó, trước đưa cho brought to. Chết 23 trên đó, trong tiếng Hebrew chữ bao số 935 có nghĩa là kết tạp vào, lấy đem vào, để đến với, chuyển giao cho, trao cho, để hoàn thành, khiến cho vào được. Laban dẫn Lea đến, giao cho. Khi người tin Chúa yêu với Chúa đến để làm con kết từ Ngài, Ngài đặt lẽ thật vào trong người đó, Ngài ra thêm cho người đó, Ngài ban cho người đó. Bởi vì sao? Người đó được hưởng quyền ký tự, vì điều đó vốn thuộc về người đó từ lúc ban đầu, trước khi người đó sinh ra trên đất này, đã được định cho đó. Nhưng vì cớ sinh ra Chúa xác thì bị bán cho tội lỗi lên, Chúa không cho nó ở trong tâm linh đó được mà thôi. Nhưng khi được giác thoát, được Chúa được khỏi sự xả rồi thì Chúa lại ban lại cho người đó, tức là kết nạp vào, lấy đem vào, để đến với, để chuyển đạo cho. Tiếp nữa, Chúa đến cùng, went into. Chết câu 23 trên cũng là chữ bao số 935 chúng ta phải đọc đó. Chúa đem và cho chúng ta, bây giờ chúng ta có thể đến được. Một cái điều ngầu nhiệm, chúng ta sao ở đây là Chúa đem Lea đến cho Jacob thay vì Lea là có ý đồ. Chúng ta chưa hiểu. Nhưng mà đây chúng ta thấy ra là Laban đã đem con gái mình đến cho Jacob rồi, nhưng mà chưa xong đâu. Bản tin mình chết là cắt, tức là cắt cử đấy, giao cho nhiệm vụ đó. Đến Laban chọn một người tên là Sinh-ba. Sinh-ba trong tiếng Hebrew nghe làm cho được nhỏ giọt ra từng giọt một, như là mùi thơm nó bắt đầu từ từ tỏa ra từ cái nhựa thơm ra vậy. Sinh-ba có nghĩa là khiến cho nhỏ giọt ra. Sinh-ba được giao đến cho Lea. Theo thuộc thể thì Sinh-ba đến cái nhiệm vụ là trang điểm tỉa tót cho nàng Lea được đẹp lòng Jacob. Ngày nay các vị phụ nữ là khi đến tuổi lớn là bắt đầu biết trang điểm. Vì sao? Đây là cái bản năng tự nhiên của Đức Chúa Trời cho loài người biết là người nữ phải được gả cho người nam, chứ phải người nam gả cho người nữ. Và tự bản năng nó biết là nó phải trang điểm sao để được hấp dẫn người nam, để người nam còn thích nó. Dù được cưới rồi vẫn còn sợ bị chê, sợ rằng chồng mình thấy người khác đẹp hơn mình thì bỏ mình trắng, rồi phải trang điểm tiếp nữa để giữ chân chồng mình được với mình. Đó là cái bản năng tự nhiên. Nhưng mà thực sự chúng ta phải dùng điều gì để chúng ta thể hàng ngày ở với Chúa được? Đức Chúa Trời ban ân điển chúng ta, hầu cho nhờ ân điển đó mà chúng ta được xứng đáng ở trước mặt Chúa. Aaron đâu phải thầy tế lễ đâu, ông đây Israel người đây đi. Nhưng mà Chúa dùng Môi-se và các thợ khéo đó chế tạo bộ thánh trang phục cho thầy tế lễ mặc cho Aaron. Bây giờ Aaron được xứng đáng trước mặt Chúa. Ngày nay Chúa đã ban cho ta điều này đây để trang bị chúng ta để chúng ta được xứng đáng ở trước mặt Đức Trời. Không có thiên sứ nào trên trời mà không có áo. Tùy theo chức vụ, chức vị Chúa định cho thiên sứ đó, mà Chúa trang bị trang phục cho thiên sứ đó để được vinh hiển. Không phải vì họ xấu, Chúa trở nên rất đẹp, nhưng mà cái điều quan trọng hơn là sự vinh hiển của Đức Trời ở trên họ để họ được bảo vệ. Chúng ta ở dưới đất này thường thường là thích mờ mờ ảo ảo thôi, sáng quá không chịu được. Bởi vì sao tiền này không thích sự sáng, nhưng mà tâm linh thì thích sự sáng. Trước khi chúng ta vào cho tên nàng, tất cả đều cho sự vinh hiển, không có bóng. Ông Jesse được Chúa cho lên thế này, ông chú ý lên. Thiên sứ biết, anh ơi, hết thảy một sự trên thế gian này đều trong sự vinh hiển của Đức Trời, không có bóng. Anh không thể tìm được bóng nào cả. Thường tôi có được người ánh sáng ở kia thì có bóng. Nhưng mà tất cả đều trong sự vinh hiển của Chúa rồi, lên không có bóng. Ông tò mò, Chúa cho thiên sứ biết, anh đừng tìm, không có bóng đâu, không có bóng. Nó tuyệt vời chứ, tất cả đều trong sự vinh hiển của Đức Trời. Thường thường ở dưới đất này, là người ta luôn luôn trang bị cho cái phòng khách của mình này ánh sáng. Vì sao? Khoe đúng không nào? Chỗ nào mà không để thế là giấu một chỗ sau tủ gầm giường là cái gì là không đẹp giấu đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời hoàn hảo tuyệt vời, là Ngài muốn tất cả mọi người được thấy sự vinh hiển của Ngài. Chúa muốn tất cả thiên sứ tự hào vì cớ mình là tôi tớ Chúa, mình là con của Đức Chúa Trời. Và khi nào thiên sứ biết điều này, thỉnh thoảng Chúa cho thiên sứ xuống thế sang trần gian, trần gian kinh khủng quá. Bây giờ về tiên đàng nói là ồ dưới kinh khủng lắm. Thì sẽ nói đó là tại sao ta chắc có con xuống đến đó để thấy ở kinh khủng lắm. Rồi các con biết tại sao ta chọn người đó ở trong nước thầy tế lễ không? Họ ở dưới đó kinh khủng vô cùng, nhưng mà những người nào thắng người đó là anh hùng, vì đã vì cớ danh ngài mà chiến đấu sự nguy hiểm của gì đó. Cái người trên này quen rồi, xuống đó thấy kinh khủng vô cùng. Chúng ta cái cảm ơn Chúa là Đức Trời rất công bình. Chúng ta hưởng sự thương khó với Chúa, chúng ta được đồng vinh hiển với Ngài. Đó là điều Chúa cho chúng ta vậy. Cắt, tức là ban cho
Đó chữ Nathan số 5414 của tiếng Hebrew nghĩa là ban cho, sắp đặt cho, đặt vào, để vào, tặng cho, dành cho, cấp cho, ban cho phép, cung cấp cho, giao phó cho, bố trí cho. Chúng ta nên nhớ là khi Chúa ban bất cứ một thứ ơn nào đó cho chúng ta, thì Ngài cũng tiếp tục ban cho ta khả năng để biết sử dụng ơn đó. Sinh ba là một ơn tứ. Sinh ba là nói về một ơn tứ đặc biệt Chúa ban cho chúng ta để thông qua đó mà có thể hiểu sự bổ nhiệm này. Năm 2000 tôi sang bên giảng Houston có một ông phó tế, tôi quên thông ta rồi. Ở trong chú cứ thế ở bên thành phố Houston bị công giáo. Ông ta đến nghe tại nhà tôi, tại nhà của anh Hào để nghe tôi giảng. Ông ghi chép liên tục. Rồi sau đó nghỉ ngơi ông rồi. Bùi Sư Thành ơi, ông giỏi thật đấy. Mà sao biết được cái điều này? Tôi bảo ông ơi, ông đừng gọi tôi giỏi. Nếu Chúa không ban cho làm sao mình hiểu được? Tôi tự làm ra, tôi tự chế tạo ra bằng sức lực của tôi mới tôi giỏi chứ. Chúng ta làm cái gì đâu? Chúng ta không tạo được trên mình. Nếu Chúa không có, không kêu. Nếu Chúa ban cho sao tôi biết được? Nếu không ngài mở mắt thì sao tôi nói được? Khi xưa mới xe được Chúa kêu gọi vào xưa tôi, ông tự nhìn xác định đây, ông quên Chúa đi, ông nói là, ôi trời ơi, khi ngài nói chuyện với kẻ tôi tới ngày, Chúa mới biết tôi gặp khó khăn mà, tôi chắc rằng mình khó nói lắm. Chúa sai đi thì sai. Chúa nói gì với người xe? Chúa nói, ai là đứng mở mắt được người, ai là đứng mở mình là người gọi là ta không? Vậy thì bây giờ khen tôi tới Chúa có gì cả? Hãy người khen Chúa của trời thì ngài có làm ơn cho kẻ tôi tới ngày để nhờ đó mà hiểu được điều này. Đừng như bà Marie. Bà đi theo, ô cảm ơn Chúa, muôn đời người ta gọi tôi là kẻ có phước. Đó người thiếu biết. Ở đây là Chúa trang bị cho chúng ta. Để ra trên có thể yêu được Lê A, thì La-ban đã cử sinh ba đến để trang bị cho Lê A trở nên đẹp trước mặt Gia-cô. Cũng thế như vậy, Đức Trời biết rằng nếu Ngài không ban ơn chúng ta, thì chúng ta không thể nào hiểu được lẽ thật của Chúa và không yêu được đâu. Chúa Đức Trời nhân từ. Để có chiếc kính này, ít nhất có 2,5 triệu. Cái giá trị của nó rất quan trọng. Khi mắt tôi có thể nhìn suốt ngày không mỏi, nhìn xa được, nhìn gần được. Vì Chúa biết cái mắt của tôi nhìn vào lời Chúa hàng ngày. Từ thứ sáu đến Chủ nhật là mắt liên tục dùng kính. Còn thứ hai, thứ ba, thứ tư tôi nguồn để trước mặt máy vi tính nữa. Phải có kính đặc biệt để nhìn vào máy đó để không mỏi mắt. Tôi nói trong thực thể Chúa ban ơn cho ta để ta khắc phục cái yếu đuối của xác thịt mình để có thể hầu việc Chúa được. Thì trong thuộc linh cũng vậy. Ngài ban ơn của Ngài cho ta để có thể nhờ ơn đó mà hiểu được sự bổ nhiệm dấu kín này. Đây không phải là tôi tự giải thích đâu. Kinh Thánh có chép. Điều gì tôi đã giảng ra đều có lời của Chúa hết. Chứ tôi không biết. Chúa cho mình biết qua lời của Ngài. Đó là Chúa ban sinh ba cho chúng ta để có thể thấy được sự đẹp đẽ ở trong lời của Chúa. Vì sinh ba nghĩa là cho nhỏ giọt ra như là mùi thơm được tỏa từ ra từ nhựa của cây thơm vậy đó. Sinh ba. Trước khi chúng ta suy gẫm từng chữ trong các câu trên, chúng ta cần nhắc lại một nguyên tắc của sự nhận biết ý nghĩa lời Đức Chúa Trời. Mà Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài như thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ý chi. Nhưng lời ta phán của ngươi đều là thần linh và sự sống. Giai đoạn 6 của số 3. Khi ta nhớ đến câu này, thì ta đừng dùng trí khôn của mình, đừng dùng trí khôn của mình, quý vị. Cũng như người hiểu biết, khi người ta vào đến chỗ đó để hàn, việc đầu tiên là gì? Trước khi dùng trí khôn của mình để hàn nó, là công dụng cụ, cái kính bảo vệ mắt nhá, bao tay để khỏi bị nó tia hàn lửa nó bắn vào tay nhá, rồi che bình an toàn đấy, rồi đứng cái điện, rồi chú mẹ không ai cả, đừng có nhìn ra chưa, rồi bây giờ dùng máy để hàn, phải nhớ đến người ta chứ cái. Quý vị có thể đấy làm lại lòng khi quý vị đọc lời Chúa ở trong đọc Kinh Thánh này, 6 bài này là 6 ý tưởng khác nhau, không phải tôi. Khi tôi soạn tôi phải cầu nguyện với Chúa. Để xin Chúa tỏ ra cho tôi ý của Ngài và ý của tôi. Vì nếu ý của tôi nó là xác thịt không tác dụng chi, phải là ý của Ngài là sản phẩm của Ngài. Bây giờ Ngài chúc phước cho lời của Ngài và chúng mở thi người ta đọc được. Đây chúng ta phải trước khi học lời Chúa, chúng ta phải ngồi xuống xin Chúa mở trí cho ta để ta hiểu được lời Chúa trong Kinh Thánh. Tất cả các lời đã được phán ra từ miệng của Đức Chúa Ba cũng sẽ được tỏ ra bởi Ngài và được chép xuống trong Kinh Thánh, được gọi là lời của Đức Trời và không thể bỏ được. Đều mang quyền phép khiến cho loài người, tức là tâm linh của người ta được tạo nên bởi hơi thở Đức Trời, được sự sống lại và được duy trì sống và được sống đời đời. Nhưng mà cứ như là lúa mì vậy thưa quý vị. Người ta biết lúa mì là thứ lương thực, người ta trồng lên như thóc ta Việt Nam lúa, không ai là đó. Phải phơi, đói lắm nhưng mà không thể nấu cơm được, phải phơi khô đi rồi xay vỏ trấu đi bây giờ mình nấu thành cơm được. Còn lúa mì thì nó khác, nó còn cứng hơn lúa của Việt Nam ta.
nó được phơi rồi nó được trà sát bỏ trống đi, bây giờ nó được nghiền thành bột, rồi hòa với nước, hòa với dầu, hòa để hấp, hòa là quay trên lửa mới thành bánh người ta mới ăn được. Thì lời Chúa cũng vậy, phải có các công đoạn. Chúa mở trí cho chúng ta, thay vì suy gẫm thì người ta bây giờ người ta dùng máy xay, chúng ta suy gẫm, cảm nhớ Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài không mang cái nặng cho ta đâu, chính Ngài hàng ngày gánh cái nặng của chúng ta. Khi tôi ngồi vào ngay lập tức Chúa dùng sinh ba đã ban cho tôi có thể nào, cũng cho tôi thể đó, và ngay lập tức Chúa dùng đó phiên dịch cho tôi ngay cái ngôn ngữ thiên đàng Chúa ban tới, tiếng của Chúa phán rất dễ qua sinh ba. Nếu tôi này tôi không đọc được quý vị ơi, tôi không đọc được quý vị, tôi không thể đọc được đúng không, lè rồi. Nhưng mà tôi đưa vào lập tức tôi đọc được sinh ba. Đó là ơn tứ Chúa ban cho ta, để nhờ ơn tứ đó chúng ta hiểu sự mầu nhiệm Chúa ban cho chúng ta. Cũng bởi lẽ đó, hết thảy các mệnh lệnh mà Giê-hô-va trời đã ban cho người chúng ta, cùng mọi sự được chép trong kinh thánh đó, đặc biệt là sách Sáng Thế Ký, là sách do chính Giê-hô-va trời tỏ cho Môi-se chép xuống. Các lời được tỏ đó vượt trên tất cả mọi khả năng hiểu biết của loài người xác thịt, và nếu không bởi Đức Thánh Linh tỏ ra thì không có một người nào có thể giải nghĩa được. Đó là tại sao một chút nữa là, nếu trong một ngàn thiên sứ có một kẻ là kẻ truyền giải cho người, một ngàn thiên sứ tìm ra một kẻ thôi, interpreter là kẻ phiên dịch từng ý muốn của Chúa cho xác thịt đó. Vì ý tưởng Chúa cao quá, ngày hôm nay chúng ta dùng smartphone để nói chuyện với người bên kia thế giới, bên kia trái đất, đúng chứ nào? Thì cũng qua một cái công cụ Chúa ban cho thần linh này, chúng ta nghe là tiếng Chúa ban là hiểu được ý của Ngài, là ý mà chép cho đây mấy nghìn năm, cái đây khoảng 7 ngàn năm Sáng Thế Ký khi Chúa dừng trái đất này. Bây giờ chúng ta xem kinh thánh chép gì về điều này, không phải là tôi nói. Phía thứ hai đoạn 1 câu 20-21 chép: trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong kinh thánh lấy riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta nói bởi Đức Chúa Trời. Tiếp nữa, trước khi Đức Chúa Giêsu bị người ta bắt và bị người ta đóng đinh trên cây thập tự, Ngài đã cầu xin Đức Chúa Cha ban ơn cho kẻ mà chính Đức Chúa Cha đã chọn những người đó, để người đó được làm tôi tớ cho Đấng Christ. Họ sẽ nhờ ơn ban cho của Đức Giê-hô-va mà những người đó thấy được sự mầu nhiệm, còn được gọi là sự vinh hiển của lời Đức Trời, và thông qua các tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ mấy thầy mọi người tin Chúa, là những người sẽ nhờ quyền phép của Đức Thật và của Đức Thánh Linh là thật là thật mà biết được ý nghĩa của sự mầu nhiệm đó, hầu cho nhờ quyền phép đó mà họ được vững vàng đức tin và đạt đến sự hiểu biết trọn vẹn lời của Đức Trời. Giăng 17 cô muốn chết, cha ơi con muốn con ở đâu, thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha yêu con trước khi sáng thế. Giăng 17 cực kỳ tuyệt vời, chìa khóa của các chìa khóa ở trong đó, con lời Đức Trời, cha yêu con trước khi sáng thế. Chúng ta biết rằng khi người ta làm một công việc gì bởi tình yêu thì công việc đó cực kỳ tuyệt vời, đúng không? Người ta yêu này, cái công việc người ta làm ra khéo léo tinh vi, người khác nhìn hạnh phúc. Thì ở trong thuộc linh, Chúa cho chúng ta cũng vậy, Chúa cho bà ta có tài năng, khả năng, chức năng. Chúa đã ban cho người Chúa chọn để tạo lấy bộ áo thánh cùng các đồ của đền tạm đó, rồi giao điều đó cho Môi-se. Thì ngày nay cũng vậy, các tôi tớ của Chúa được Chúa chọn tùy theo điều Chúa định cho vào đó, có khả năng để làm mọi chức năng ở trong công việc gây dựng hội thánh của Chúa cũng vậy. Như cái bài trước chúng ta học trong bài 8/3 này, chúng ta đọc cái thế tại mọi người tin Chúa đều đã sử dụng trí khôn của xa thể mình để nhận biết Đức Trời, đoán định lời Chúa phải như thế này, phải như thế kia. Tức là mọi người đều từng nghĩ về Đức Trời theo cách của loài người xác thịt. Vì thế cho nên ngay từ khi Israel tiếp nhận luật pháp của Đức Trời ban cho tại núi Sinai năm 1444 trước khi Đức Chúa Giêsu Christ sáng sinh, người gọi là trước công nguyên, họ không làm theo lời Đức Trời. Họ nghĩ rằng Chúa là thần, ngài thích mùi thơm của thiên đường. Giống như ở Liên Tô, ta thấy người ta cũng thần tượng của mình ấy, thì cũng các con vật ngưỡng này. Nhưng họ bỏ qua cái điều quan trọng nhất là dạy luật pháp của ngài cho Israel, để tất cả mọi người đã nhờ quyền phép luật pháp biến đổi mình để con người bên trong được sống lại và sống một đời. Đó là điều quan trọng nhất họ bỏ qua. Ngày nay cũng vậy, rất nhiều người chạy trước Chúa không tin vào lời của Đức Trời mà tin vào lời truyền khẩu của người ta. Họ giảng ra 36 mà không hiểu ra 36 nghĩa là gì. Ngay cả đi cô đen và giáo sư của em sẽ cùng hiểu gì về luật pháp của Trời cả. Ông không biết. Nghĩ Đức Trời theo cách của xác thịt. Và chính sứ đồ Phaolô khi ông còn là một Saulơ, là người Pharisee, ông sốt sắng vào cựu trường của tổ phụ mình, trở thành kẻ chống lại hội thánh của Đấng Christ mà ông không biết. Và thời kỳ sau đó này, rất nhiều hội chúng trên đất này
Rất nhiều người đây gọi là hội thánh ở trên đời này đã và đang hiểu sai các mệnh lệnh của Giê-hô-va Đức Trời, cũng hiểu sai về các mệnh lệnh mà Đức Chúa Jesus Christ đã phán, thậm chí người ta trở thành kẻ nói dối, thành một hệ thống nói dối, hệ thống lừa đảo mà không biết. Họ không thể chối bỏ Chúa, con sốt sắng mà con thiếu biết tôi, Chúa thông cảm, mà không đâu, không thể nói như vậy được. Lời ta đã rất rõ ràng là không được thêm chi, không được bớt chi, e rằng ngươi bị cầm nói dối chăng? Ngươi bị tôn trọng mà, các ngươi coi ta là ai? Ý tưởng ta có ý tưởng các ngươi, chờ coi nó bao nhiêu, ý tưởng ta có ngươi, cũng bấy nhiêu. Ta nói trước rồi, tại sao ngươi thay đổi? Quý vị ơi, vừa rồi tôi sang bên Canada, tôi muốn mua kinh thánh cho một số người mà không thể mua được. Cho tôi mở lần tiền để mua một cuốn này không ra. Họ chuyển dịch đơn giản đi. Gì cho con nít, cho thanh niên, cho phụ nữ, cho doanh nhân. Đủ thứ dịch cuối cùng đó. Bỏ xa lời Đức Trời. Cuối cùng khiến người ta trở thành kẻ nói dối. Lần đầu tiên tôi được nghe bố mục sư đứng giảng. Ông là sao hôm nay tôi dùng bản New King James để giảng. Tôi giật mình. Bản của tôi không phải New King James mà tôi được King James version, ông giảng không đúng cái của tôi. Cuối cùng mở ra phải mình theo đâu. Hội thánh có 400 người thì ít nhất khoảng là 50 cuốn kinh thánh khác nhau. Ông giảng sao giảng thôi. Vì các bài giảng của ông ấy, tùy ông nào thích cuốn gì thì dễ thì ông hiểu thôi. Nên xa lìa lời Đức Chúa Trời. Trong khi đó, Giê-hô-va Đức Trời đã biết trước điều này nên Ngài đã cảnh cáo người ta không được phép làm như vậy. Năm 640 trước khi Chúa Giêsu giáng sinh qua tiên tri Sophoni, Đức Giê-hô-va đã phán. Ngài đã biết trước rằng người ta sẽ lạc sai lời Đức Chúa Trời nên Chúa. Và bây giờ ta đã khiến muôn dân quay lại với ngôn ngữ nguyên thủy. Bà tên chân là I will turn the people to the pure language. Ta khiến lòng người ta quay trở lại với ngôn ngữ nguyên thủy của ta. Rất nhiều người mang gen người tin Chúa, đứng giảng tin lành, thậm chí trong cái trường kinh thánh của mình, người ta không giảng được lời Đức Chúa Trời nữa rồi. Họ dạy người ta cách tổ chức, người ta tin Đức Chúa Trời theo cách của các thầy trong trường thần đạo. Họ không kinh nghiệm được Đức Chúa Trời thật ở trên cuộc đời của chính mình. Bởi thế đã giảng cho yên trí trong đầu mình rồi, người đó là đúng rồi, trường là đúng rồi, và hiểu sai lời Đức Chúa Trời. Nên khi ra gặp Chúa người ta không biết. Tôi kinh nghiệm tôi gặp Chúa người ta không biết Chúa. Trong trên bao tôi thấy người ta chen lấn Chúa mà không biết Chúa đó. Tôi chen người ta vào, người ta bảo nó gì mà chen hết rồi. Ủa Chúa đây mà không nhìn thấy à? Họ không tin. Tôi bảo ôm Chúa, tôi kéo Chúa ra khỏi đám đông. Tôi nói chuyện với Chúa. Người ta không biết Chúa. Người ta thờ phượng Chúa mà thấy người Chúa hiện diện của tin sùng Chúa. Họ không nhìn thấy. Tôi nhìn thấy tôi chen vào, tôi chạy ra. Chúa chạy đi coi. Chùm vào trong cái đám mây. Chúa ngự bên trên. Còn tin sùng trên đầu tôi. Người ta không biết. Chúa nói, chỉ cái nào tìm kiếm ta hết lòng với cả ta mà thôi. Phải chú ý kỹ Ngài ở cạnh chúng ta, Ngài ở gần chúng ta, Ngài trong chúng ta luôn, chúng ta không để ý sao. Sophoni đoạn 3 câu 1 đến câu 13 chép như thế này. Khôn thay được thành bạn nghịch và ô uế, làm sự bạo ngược. Nó không nghe lời, không chịu sửa dạy, không nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không đến gần Đức Trời mình. Các quan trường ở giữa nó như sư tử gầm thét, các quan xét nó như muông sói ban đêm, không để dừng lại chi đến sáng mai. Các kẻ tiên tri nó đều là càn rỡ dối trá. Các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh và làm quanh quẹo luật pháp. Đức Giê-hô-va ở giữa nó là công bình, chẳng hề làm sự gian ác. Mỗi buổi mai Ngài tỏ sự của bình ra giữa sự sáng, chẳng hề cách giật. Song kẻ bất nghĩa chẳng biết xấu hổ. Ta đã diệt các dân tộc, tháp nóc thành chúng nó đều hoang vu. Ta làm cho phố chợ nó ra vắng vẻ đến nơi không ai đi qua. Thành nó đã bị phá diệt, không còn một người nào và chẳng có ai ở đó. Ta đã bảo rằng ngươi chỉ nên kính sợ ta, chịu sửa dạy thì chỗ ở nó sẽ không bị rút đi theo mọi sự ta định về nó. Nhưng chúng nó trỗi dậy sớm làm bại hoại công việc mình. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán, các ngươi khá đợi ta cho đến ngày ta dấy lên đặng cướp bắt, vì ta đã định thâu góp các dân tộc và những việc các nước, hầu cho ta đổ sự thịnh nộ ta và sự nóng nảy giận của ta trên chúng nó, vì cả đất sẽ bị nuốt bởi lửa ghen ta. Vì bây giờ ta sẽ ban bôi miếng thanh sạch cho các dân, hầu cho chúng nó thấy đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, đang bao lòng hầu việc Ngài. Những kẻ cầu khẩn ta, tức là con gái của kẻ ta là ta ở bên kia các sông Ethiopia, sẽ đem dâng lễ vật cho ta. Trong ngày đó, ngươi sẽ không còn xấu hổ vì cớ mọi việc mình làm, là những việc đã phạm tội nghịch cùng ta. Thì bây giờ ta sẽ cất bỏ kẻ vui sướng kiêu ngạo khỏi giữa ngươi. Lại về sau, ngươi sẽ không còn kiêu ngạo trên núi thánh ta nữa. Ta sẽ để sót lại ở giữa ngươi một dân khốn cùng nghèo thiếu. Nó sẽ ẩn náu trong danh Đức Giê-hô-va. Như kẻ sót lại của Israel sẽ không làm sự gian ác, không lấy dối, không lấy thịt gà cho người chúng nó, vì chúng nó sẽ nằm ăn và ngủ, không ai làm cho kinh hãi. Chúng nói về lời của Chúa là danh Ngài, người ta không tôn trọng, trở thành kẻ nói dối. Cái bản copy đã sai, dịch sai rồi, người ta để giảng theo ý có sai nữa, càng sai nữa làm sao biết Chúa được. Nên Chúa rất giận vì điều này.
Sống đi thì tiên tri một năm mà thôi. Mà Chúa dùng nói cái điều rất quan trọng này ngày hôm nay. Câu chiên chết này. Vì bây giờ ta đã ban môi miếng thanh sạch cho cơ dân, hầu cho nó thấy đều kêu cầu danh Đức Chúa Trời, đặng một lòng hầu việc ngài. Tôi chép luôn cả ba thứ ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Hebrew và tiếng Anh cho người ta. Tôi thấy tất cả người trên thế gian này đọc nó đi để biết chúng nó sai như thế nào. Và cái chiên chết của chiên chết như sau: For then will I turn to the people of pure language that they may all call upon the name of the Lord to serve him with one consent. Có nghĩa là ta đã khiến mình quay trở lại một ngôn ngữ nguyên thủy, hầu chúng ta một lòng kêu cầu danh Đức Chúa Ba. Chúa ghen thường. Ngày hôm nay người ta gọi danh Đức Chúa Ba cách là ổn. Yahweh, ngài không phải là Yahweh, ngài là Jehovah. Khi ta nói đến danh Giê-xu, thì ta biết ý nghĩa là uy quyền bổn thánh số tôi trọng. Chúng ta thấy là uy quyền là Giê-xu, bổn thánh là Giê-xu. Không được như vậy. Phải hiểu cái gốc, danh ngài là Giê-xu, tức là Jehovah đứng cứu chuộc. Mặc dù chữ danh bên trên một danh từ để ta biết đó là danh của ngài, nó uy quyền bổn thánh của cái danh đó. Chúng ta có thể nói là uy quyền bổn thánh là Giê-xu đâu, không phải, là cái tên của ngài mà uy quyền bổn thánh của danh Giê-xu. Ngài là đứng tự hữu hàng hữu, người đứng toàn năng khôn ngoan vô lực, toàn bộ là ngài. Mình khi nói đến danh đó là biết là ngài có đến đó, phải biết tôn trọng ngài. Ngày nay có nhiều người nói danh dẫn chơi. Chúng ta người Việt Nam có cái hay không nói Giê-xu mà là Chúa Giê-xu. Nhưng mà bên Anh người ta hôn Jesus, Jesus. Không, phải lo Jesus. Phải nói Chúa chứ. Chúa Jesus, Chúa Jehovah. Nhưng mà bên kia họ quen được Jesus. Nếu cảm ơn Chúa, chúng ta hiểu danh ngài tôn trọng như thế nào. Chưa bảo tiếng Việt dây là môi miếng thanh sạch. Nguyên văn đầu tiếng Hebrew được dịch cho tiếng Anh gọi là a pure language, nghĩa là một ngôn ngữ nguyên thủy. Ngôn ngữ nguyên thủy này là thứ ngôn ngữ mà Đức Jehovah đã ban cho người từ lúc ban đầu, đó là tiếng Hebrew. Mà Hebrew dịch ra có nghĩa là một dân tộc, một ngôn ngữ đến từ nơi rất xa, xa cả về không gian, thời gian, xa cả về cái khả năng của con người để biết về đó, xa lắm. Không có máy nào đo được bao nhiêu km từ đây đến thế nào, chúng ta không biết. Vậy chúng ta không biết được khoảng cách bao nhiêu, thời gian bao nhiêu, chúng ta không biết, chỉ biết xa lắm thôi, nhưng mà có, nhưng mà rất xa, đó là Hebrew. Ngôn ngữ nguyên thủy đó là thuộc về thiên đàng, thuộc về tâm linh của loài người, là loài ta lên bởi hơi thở của Đức Trời ở trên thiên đàng. Chúng ta trở lại với việc lời Chúa chép là Laban đã bắt con gái lớn của mình là Lea, chị của đa trên mà đưa cho Jacob, và Laban cũng ban cho Lea một người hầu gái tên là Sinh Ba để theo hầu Lea. Trở lại với việc mà lời Chúa chép trên đó, trong bài 7 phần 3 chúng ta đọc, lời Chúa tỏ chúng ta biết dung nhan. Chúng ta nhớ này, khi Kinh Thánh chép phải đọc thật kỹ, không dài lắm đâu. Tả về Lea và đa trên khác nhau. Một người tả về dung nhan, một người tả về giá trị. Về đa trên đẹp đẽ, dung nhan thì tốt. Một người nói về giá trị quan trọng. Chúa thử xem chúng ta chọn cái gì. Rồi người nhìn bên ngoài, Chúa nhìn bên trong. Người ta định nghĩa là đàn ông yêu vào con mắt, phụ nữ yêu vào cái tai. Anh nào mà nói giỏi, nên khéo có yêu. Nhưng mà con trai thích cái sắc, mắt nhìn đúng như vậy. Rồi người nhìn bên ngoài, Chúa nhìn bên trong, Chúa nhìn cái trong lòng của nó. Chúa dạy chúng ta là khi ta tiếp nhận lời Chúa, chúng ta chân giá trị của lời đó là cái gì? Tại sao Chúa muốn ta biết lẽ thật? Vì nó quý. Trước khi người ta đến để dự cái bữa tiệc quan trọng, chúng ta dự cái mình phải nhất là tôi có được mời không? Khi tôi được mời, tôi phải tôn trọng người mời tôi bằng cái trang phục của tôi, thái độ của tôi, và tôi phải có một cái của mừng. Tôi mới bảo đó được. Chúng ta phải sửa soạn cho mình một cái nghi thức tôn trọng bề ngoài đã, rồi ta được hưởng cái điều quan trọng là cái đồ ngon của bữa tiệc đó. Cái đồ ngon đó là sự tôn trọng của cô dâu chú rể đại khách của mình. Đức Trời muốn ta trở lại với ngài là tình, thì chúng ta phải được tái sanh lại. Như thế chúng ta đến trên con đường Chúa dừng cho chúng ta, đó là văn tự đi con đường này. Chúng ta đi trên con đường này, rồi chúng ta mới đến được Đức Trời. Nhưng mà khi ta đang đi trên con đường này, sức của ta sẽ yếu đi, bởi vì con đường này là đường chật và hẹp, khó đi lắm. Lên ngày ban chúng ta lẽ thật, chúng ta có một sức đặc biệt để thôi thúc chúng ta. Tôi nói ví dụ như là Phao Lô, anh em ơi, chúng ta đang ở dưới đây để chịu hoạn nạn nhẹ và tạm, nhưng nên nhớ rằng cái sự hoạn nạn nhẹ và tạm này không thể sánh được những điều mà Chúa định chúng ta ở trên thiên đàng. Cái câu này quan trọng lắm, có sức cho chúng ta để chúng ta đi tới, đúng chưa? Đấy là cái điều mà Chúa đã làm qua Gia-cốp. Là ban đem Lia đến cho Gia-cốp trước.
Đức Chúa biết rõ ràng là sao thịt này vẫn nghĩ vì Ngài bằng cách cho sao thịt lên. Gia-cốp nhìn thấy là trên là bỏ qua cái điều quan trọng nhất của người chị, bởi vì Gia-cốp nghĩ theo cách của nhà mình. Nhưng mà khi đến với La-ban thì Gia-cốp phải hiểu quê hương của La-ban là ở đâu, xứ Mesopotami ở giữa hai dòng sông Tigơ và Ê-phrat. Tôi học rồi, cái nơi quan trọng vô cùng thì Gia-cốp phải học cái luật của đó chứ, không thể bỏ qua được. Cái điều mà Gia-cốp thắc mắc đây là bởi vì Gia-cốp thiếu hiểu biết mà thôi. Trở lại bài, chúng ta thấy rằng Sát-ghi đoạn 29 câu 16 17 trên là: và La-ban có hai con gái, con lớn tên là Lê-a, con nhỏ tên là Ra-chên. Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Lời Chúa tuyệt vời lắm. Chúa thử xếp ai là người tin cậy nơi Chúa. Nếu ta gọi Chúa là đứng toàn năng, đứng không ai một lần không thể dò, thì đừng dùng cái sĩ con xác thịt bụi đất này để hiểu về Ngài. Phải hạ mình xuống lời Chúa, xin thương xót con, vì cớ linh hồn con tôi về Ngài. Xác thịt con không biết đâu, cho con hiểu ý của Ngài đi. Cho con khả năng nhận biết Ngài thì con mới biết được, con hiểu được. Kẻo con sẽ dùng chết của con làm hư lời Chúa, không được đâu, con không dám. Hạ mình xuống thì Chúa thương. Đó. Chúng ta xem bản tiếng Việt chết như vậy. Bản cái chết viết này: and Laban had two daughters. The name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah was tender eyed, but Rachel was beautiful and well favored. Lời Chúa tỏ là hai người khác nhau, nhưng mà cái nguồn dẫn đầu tiên là gì? Con lớn và con nhỏ. Chúng ta chọn cái gì? Chúng ta dọn giá trị hay dọn cái vẻ đẹp? Ngày hôm nay rất nhiều người thích vẻ đẹp và bỏ quên giá trị. Vì càng lớn chúng ta không chọn vẻ đẹp, mà chọn giá trị trước đã. Quần áo phải là vải gì? Đừng thích cái mẫu của nó mà phải vải gì. Ngày rất nhiều người đàn bà đi mua quần áo rồi quên một điều rằng: chúng ta mua ở lẹp tật nhìn giặt được không? Giặt bằng máy như thế nào? Ủi được không? Mua bộ quần áo không đắt, cái công đắt nhiều hơn đó là tiền điện. Giặt làm sao? Ủi làm sao? Bởi vì chất liệu không tốt. Nát bét luôn, đứng máy giặt nát bét là sao bây giờ? Khó chưa? À, Chúa dạy chúng ta từng phần một. Khi ta đối diện với Chúa phải biết là Chúa bán cho điều tốt, nhưng không phải là ngay ban đầu đâu, phải bên trong nó. Chúa còn lớn, chết cho câu 16 trên, trong tiếng Hebrew nghĩa là rất lớn, vĩ đại, rộng rãi, đầy đủ chi tiết, tầm cỡ lớn cả về số lượng và quan trọng. Sự phát triển, sự cao quý, quyền thế, quyền lực, sự xuất sắc, sự lỗi lạc, sự đặc biệt khiến cho được trở nên rất quan trọng, khiến cho được thăng chức, khiến cho được đề bạt, khiến cho được trở nên rất mạnh, khiến cho được quyền thế lớn, khiến như được người khen, khiến như được làm cho những việc lớn, khiến nó được nuôi dưỡng, khiến như được phát triển, khiến nó bồng trái. Tất cả điều gì Đức Thánh Linh ban cho ta, đấy là cái điều này. Đây là chính là khiến ta được tăng trưởng, được lên, được nuôi dưỡng, được nên rất quan trọng, được xứng đáng, được yêu mến ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là lẽ thật. Con lớn, tức là con cả đầu tiên, lời Chúa dùng tạo nên thiên đàng đó, Ngài sẽ ban cho ta để ta giống những gì ở trên thiên đàng có đó. Tôi phải chọn cái này. Nếu không được thì ai chọn? Gia-cốp chọn ra trên, người tin Chúa chọn cuốn kinh thánh kia, đúng không sai, nhưng mà không đủ, phải có là ta đi theo, phải có năng lực, có ơn tứ ban cho người bên trong này mới có thể giúp cho xác tin để tôn trọng luật pháp đó. Ngày nay rất nhiều người không tôn trọng đó, đọc thuộc giới bắt đầu coi thường, không tôn trọng. Trước con nhỏ the younger, chết câu 16 trên trong tiếng Hebrew nghĩa là trẻ non nhỏ bé, không quan trọng, không đáng kể, nhỏ hơn, bé hơn, kém là chị hơn, gây đau buồn, làm đau buồn, khiến mình tự ghét bản thân mình. Đúng như vậy, bản tự này vậy đấy, là không quan trọng. Nó là cái đôi ban đầu thôi. Khi ta thành nhân rồi không cần nó nữa. Khi ta đến nước Christ rồi không cần nó nữa. Bởi vì nó trong lòng mình rồi. Cái là thật là cái quan trọng hơn. Chữ yếu, tender, trong câu 17 trên nó là mềm mỏng, yếu ớt, dễ thương, tinh xảo, khéo léo, tế nhị, khó xử, nhẹ nhàng, yếu. Cái yếu là chúng ta thấy không có gì thấy cảnh cáo gì cả. Đâu là thật không thấy cảnh cáo mình. Khi tự lòng cái thật không thấy lời Chúa cáo trách tội lỗi mình, có vẻ yếu. Thực tế là khi người ta bị thương, người ta được vào phẫu thuật, phẫu thuật xong rồi chưa phải là an toàn, quý vị ơi. Nếu người đó không được nuôi dưỡng đúng, không đủ protein, không đủ đạm, thì thường sẽ bị. Có những người bị đa chấn thương, vết thương mổ nhiều, phải truyền đạm cầu gốc vào trong cơ thể đó, nó mới liền thì thường được. Không có đạm bục vết thương. Tôi là người phẫu thuật tôi biết. Cần phải có đạm đủ truyền moriamin, plasma, huyết tương thì nó mới thể liền được. Bởi vì người ta chưa ăn được gì cả. Nếu thiếu đạm là vết thương bụng không thể liền được. Thì cũng có thể như vậy, chúng ta chỉ có thể làm theo luật pháp của Chúa được, yêu luật pháp văn tự này được, nếu chúng ta được trang bị lẽ thật của Đức Trời. Vì nhớ lẽ thật đó của người bề trong, nó mới phân tích cho xác thịt này biết quý trọng giá trị của luật pháp văn tự, nó yêu được.
Mà Chúa đẹp đấy là beautiful, có nghĩa là tươi đẹp, rạng rỡ, sáng chói, duyên dáng, dễ thương, trong sạch, ngày tháng đúng. Kinh Thánh là đẹp như vậy đó. Nhưng mà hứa được cái đẹp đó không phải quan trọng, là không phải là đơn giản đâu, nó rất là nghiêm trọng. Về mặt tốt tươi, trong tin Hero nghĩa là sự tỏ ra, sự hiện diện, về mặt, sự kiểm tra, sự thanh tra, sự quan sát, sự nhận thức được, sự linh hội được, sự trông thấy, sự cảm thấy, sự hiểu được, sự cân nhắc, sự xem xét, sự lưu ý đến, sự cung cấp cho, sự chuẩn bị cho, sự dự bị cho. Đây là điều Chúa cho thấy cái khả năng phân biệt thế năng ta đọc Kinh Thánh biết là đúng. Không luật pháp nào hơn nó cả. Vì rõ ràng mạch lạc chính xác. Nhưng mà không phải chúng ta thích chính xác mà đi được dễ dàng đâu quý vị ơi. Quý vị đến nhớ đi trên đường, chúng ta đi đường nhựa thành phố này tốc độ chậm có vẻ dễ đi. Quý vị sang Canada đi đường cao tốc quý vị sẽ biết. Khi tốc độ cao, khi vào đường cua, người ta phải tính toán độ văng của tốc độ văng xe ra ngoài. Ở nước ngoài đi mà đường cua cao, đường nghiêng này, anh không đứng đi chậm cho được. Đường cao tốc phải đi từ 80 đến 100 km một giờ thì nó đã bám, không đổ. Còn đi Việt Nam đi thẳng này vòng nó văng ra ngoài luôn. Tôi nói ví dụ như là cách làm đường thôi. Chứ là xa lộ ở nước ngoài người ta không trải nhựa, rất hiếm khi trải nhựa mà là dùng bê tông. Sau khi mặt cái xi măng đó gần khô, người ta lấy cái chổi quét ngang, tạo một cái lớp vằn nhỏ nhỏ để tăng độ ma sát an toàn cho xe chạy tốc độ cao từ 100 km trở lên, nó không văng đi. Khi nó thắng lại nó không bị trượt, thắng có thể cháy cái vỏ đi chứ không văng. Tôi nói ví dụ cái hiểu biết đấy. Thì khi chúng ta đi theo Chúa cũng vậy, chúng ta phải hiểu Chúa đấng không gian mưu lập, chúng ta cần phải biết là thật. Nên Chúa Jesus đến thông qua Ngài chúng ta được biết là thật. Vì không có là chúng ta không thể theo Chúa được, không đủ năng lực để theo Chúa được. Chúa Jesus đã phán Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bằng Ngài thương hoa được đến cùng cha. Thì Chúa rằng lời của Chúa trong đó có lẽ thật, mà Đức Trời là thần. Mà nếu ta không nhớ lẽ thật của Chúa để khi tâm linh ta được sanh lại thì không thể nào thấy được Đức Chúa Trời. Chính quyền phép của lẽ thật khiến tâm linh ta được sống lại. Bây giờ mới gặp Chúa được, mới nghe tiếng Chúa được, mới hiểu Chúa được, mới thấy Chúa được. Danh của Đức Chúa Jesus Christ được xưng là lời Đức Chúa Trời. Và lời của Đức Chúa Trời là quyền phép, là bổn tánh, là sự tôn trọng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Đây là điều mà các trường gọi là thần đạo hoặc là trường thánh kinh thần học viện không biết. Và kẻ đã đào tạo trong cái trường đó ta cũng không biết luôn. Không có thật trong đó, Đức Chúa không cho nó biết. Vì Chúa khen tương, Đức Trời là đứng toàn năng, không bao giờ nhờ lại người giúp đỡ Ngài. Không ai thể cố vấn Đức Chúa Trời được. Chúa phán thì vật liền có, Chúa biểu thì vật bền đứng bước bền. Ngài không cần loài người giúp đỡ Ngài. Và Đức Chúa Trời không cho phép loài người mạo danh Ngài để làm bất cứ điều gì họ muốn. Ngài không muốn người ta tạo nên trường thần đạo rồi nhân danh Ngài mà tấn công người ta là mục sư, cái đó là tầm bậy. Kinh Thánh không chép như vậy. Chúa dùng Phaolô cảnh cáo người ta là không ai được phép chiếm cái chức trọng đó, phải để Đức Trời chỉ định. Vì chính Chúa Giêsu là con Đức Trời mà Chúa cũng phải để Cha chỉ định Ngài. Chúng ta là ai dám chỉ định người ta là mục sư? Chính tôi phải ăn năn, ý tưởng của tôi giúp đỡ người khác là mục sư. Tôi phải ăn năn, mình chưa biết Chúa thì mình nói như con trẻ. Hiểu rồi thì không được phép. Mình phải hiểu điều này. Mình có thể dạy người ta, làm cho người ta biết về Chúa. Nhưng mà tấn phong để Chúa tấn phong. Sức giàu để Chúa, sức giàu phải người ta sức giàu được. Người tin Chúa có trách nhiệm dạy luật pháp của trời cho muôn dân trên đất này. Đào tạo người ta để làm môn đồ Chúa. Nhưng mà đừng nhớ là Chúa ở cùng các môn đồ của Chúa. Ngài kêu gọi ai là Ngài kêu gọi. Rõ ràng thì Thánh có chép như vậy tôi nói. Cương vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 1 đến câu 12 chép như sau. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy thông giáo, tức là Barnaba, Simon gọi là Nige, Lucius người Syrian, Manahem là người đồng dương với vua chư hầu Herod cùng Saulơ. Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kinh ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng hãy để riêng Barnaba và Saulơ đang làm công việc ta đã gọi làm. Đã kinh ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên vai hai người rồi để cho đi. Vậy Saulơ và Barnaba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucia, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre, lên thành Salamin. Hai người giảng đạo Đức Trời trong các nhà hội của người Giu-đa, khu cô răng cùng đi để giúp cho. Trải qua cả đảo cho đến thành Bafo rồi, gặp một người Giu-đa kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả, tên là Ba-giê-su, vốn ở với quan chiến thủ tên là Sê-rúc Phao-lút, là người khôn ngoan. Người đã sai mời Ba-ra-ba và Sa-lô đến và xin nghe đạo Đức Trời. Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ ý nghĩa của tên người, ngăn hai người đó, ráng sức tìm phương làm cho quan chiến thủ không tin. Bây giờ Sao-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dĩ Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người, nói rằng hơi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình. Người cứ làm hư đường thắng của Chúa không thôi sao? Này bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong bấy lâu. Chính trong lúc đó, có sự mù mịt tối tăm trên người.
người xây quanh bốn phía tìm kẻ để giết mình. Quán thủ thấy sự đã xảy đến, bèn tin lấy làm lạ về đạo Chúa. La-ban là người hình bóng về công việc của gia đình. Người đã quyết định giao Lê-a cùng với một người hầu gái tên là Sinh-ba cho Jacob để giao cho Jacob vào lúc chiều tối. Lúc chiều tối, Jacob đã thực sự không hiểu biết một tí gì về cái luật và phong tục của nơi La-ban đang sống, cũng như hết thảy người tin Chúa chưa hề biết gì về nước đất trời cùng những công việc của Đức Thánh Linh là thật là thật. Vì thế mọi người, tức là tâm linh người tin Chúa đều ra từ đất trời, nhưng mà khi họ sinh ra này bị ngồi trong thân thể xác định bị bán cho tối rồi, lên mất quyền tài trị, không biết là thật. Nên khi đến với Chúa rồi, bởi vì người giảng quá đơn sơ đi rồi, cứ nghe tin Chúa được cứu rồi mà không được biết rõ cái gì cả, rồi cứ thế mà tin rằng cứ kêu cầu Chúa là được Chúa là cứu rồi, không biết luật của Chúa. Vì trong một thời kỳ khó khăn, tranh tối tranh sáng, buổi chiều tối nhá nhem rồi, chúng ta đây, chúng ta đang ở trong đêm của lễ vượt qua thiêng liêng, đêm sẽ qua ngày gần tới, nên thầy mặc áo sáng láng tức là sự ban cho của Đức Thánh để trang bị cho chính mình. Vì phần lớn người tin Chúa ngày này cứ tin cái người mục sư đứng giảng đó, cứ tin là Chúa yêu thương, ngài biết tất cả mọi sự rồi, cứ tin Chúa là được cứu, mà tin là tin thế nào họ không biết. Cũng hay như Gia-cốp ấy, Chúa biết mọi sự là cho Gia-cốp trải qua điều này, chép xuống kinh thánh đó để cho ta biết là cái điều mà chúng ta đang mắc ngày nay Chúa biết từ lâu rồi. Thông qua cái sự mầu nhiệm đó, chúng ta sẽ biết được đường lối chúng ta trải qua như thế nào, mà biết được cái điều chúng ta yếu đuối bất toàn mà Chúa quan tâm ta như thế nào. Trong nói thật, Đức Thánh Linh biết làm thế nào để tâm linh của người tin Chúa sẽ nhận được quyền phép của Ngài để được sự sống lại. Rồi chính Ngài sẽ làm những sự mà người không thể tự làm được. Chúa biết chúng ta không hiểu về Chúa, nhưng Ngài phải dõi theo chúng ta. Những cái chính động cơ chúng ta, cái lòng yêu mến Chúa của chúng ta đó, giúp chúng ta được ơn trước mặt Chúa vậy. Bởi vì đó này, La-ban đã giao Lê-a cho Gia-cốp trước. Nhưng để Gia-cốp có thể yêu được Lê-a thì La-ban cắt luôn con đòi Sinh-ba đi theo hầu Lê-a. Bởi vì đó khi chúng ta đến với Chúa Thánh Linh, hãy nhận biết rằng Chúa biết trước mọi sự yêu đuối chúng ta rồi. Khi Ngài đã ban cho ta ơn gì, thì ta Ngài ban ra khả năng để sử dụng ơn đó để hầu việc Ngài, cái điện bên Ngài. Phần lớn người tin Chúa đều nghĩ rằng khi mình sinh hoạt trong hội thánh của Chúa, chúng tín nhớ lại thờ mừng Chúa, rồi nhiều năm chúng ta sẽ thuộc kinh thánh và chúng ta sẽ hiểu kinh thánh. Nhưng nó thực sự không phải như vậy. Vì căn cứ theo lẽ thật của Chúa bày tỏ qua cuộc đời của Gia-cốp, Gia-cốp nghĩ rằng mình ở với La-ban trong 7 năm thì cái tiền công mình làm như vậy đã đủ sinh lễ để có thể cưới được ra trên. Tôi hình bóng về khi một người chúng ta ở trong đạo của Chúa thời gian rồi thì đủ thời gian để chúng ta có thể sở hữu được, tức là hiểu biết được lời Đức Chúa Trời, tức là luật pháp văn tự, hay có thể gọi là ký tự được. Lời Chúa sẽ sao mình hiểu được đó. Nhưng mà Đức Thánh Linh biết rõ cái lòng của người ta, vì hết thảy người chúng ta dù tâm linh này được tạo lên bởi hơi thở Đức Chúa Trời, nhưng mà thời gian quá dài sống trong một thân thể xác thịt bị cầm buộc bởi tội lỗi do Adam mà đứng loài người ra cho tội lỗi, nên từ khi là chúng ta sinh ra đất này, tâm linh chẳng biết một tí gì về thân phận của mình cả. Cho nên khi được nghe tin lành của Đức Trời thì cái thời gian mà thân thể xác thịt người ta bị cầm buộc nó quá lâu, nó nhuộm cái tư tưởng người ta rồi, người ta không nhận biết được mình có linh hồn, và linh hồn đó mới là cái vật chính để được sự cứu lỗi. Người ta nghĩ là kiểu trí khôn mà thôi. Nhưng phần lớn người tin Chúa, kể cả người Công giáo, nó tin rằng trừ khi nào mà Chúa cứu mình nữa và thế nào, bây giờ mình mới được tái sanh linh hồn mình mà thôi. Chứ còn bây giờ linh hồn mới ở đâu nó không biết. Họ không biết điều này. Mặc dù kinh thánh có chép, nhưng mà nó được bị che giấu theo cái luật của Chúa, vì Ngài đứng ghen tương, Ngài tìm kiếm một dòng cho thánh. Và Chúa hứa rằng ai tìm kiếm Ngài hết lòng thì sẽ gặp Ngài. Nhưng mà trong thời gian của cựu ước, ngoài những người như Daniel, Samuel hay là Job hay Noe ra, những người đó chỉ đặc biệt còn hết thảy đều không biết là thật. Là vì có một sự hạn chế, có một cái thời kỳ đã định, là cái thời kỳ hoán cải, thời kỳ đổi mới. Là tất cả mọi sự từ khi trấn được lập lên của người sinh ra đất này, cho đến khi Chúa Giêsu Giáng sinh và trước khi Ngài thành chức vụ, nó là một thời kỳ nó nung nấu, cưu mang trong kế hoạch tìm kiếm một dòng thánh của Đức Chúa Trời. Tất cả thời kỳ từ sáng đến ký cho đến sách Malachi đến khi Chúa Giêsu Giáng sinh là thời kỳ Đức Giê-va dự bị một cái thao trường, một cái môi trường để đào tạo một dòng thánh này. Đó là thời kỳ hoán cải tức là thời kỳ Đức Chúa Trời cho được người biết rằng Chúa đã cho được người một cơ hội để cứu lấy mình qua ân điển của Ngài, nhưng ta không làm được. Vì sao? Vì ta ích kỷ, không nghĩ lời Đức Chúa, không tin vào danh của Chúa, không tin vào quyền phép của lời Chúa, nên họ thất bại. Bởi cái đó khi Chúa Giêsu đến, Ngài giảng cho ta biết rằng luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho được người chúng ta là con đường tuyệt vời nhất, không thể nào thay thế cả. Và đó là chính xác đúng những gì mà Đức Chúa đã ban cho người, có quyền phép như vậy đó. Người ta thất bại vì người ta không tin vào lời Đức Chúa Trời. Nên Chúa Giêsu phải đến để cho người ta biết rằng
các ngươi sẽ nhận biết những gì ta nói là đúng, bởi vì ta đến đây để làm mẫu cho ngươi biết rằng chính luật pháp đó cứu lại người. Các ngươi thất bại thì không tin, bây giờ ta đến để người sẽ tin qua công việc của ta. Nếu cho nó, nếu các ngươi không tin lời nói hay tin công việc ta làm, nếu cho các môn đồ của Chúa đi theo Ngài suốt hơn 3 năm Ngài trình chức vụ để họ kinh nghiệm được, để họ làm chứng về điều gì Chúa phán, Chúa làm, Chúa thực hành là đúng những gì kỳ thánh đã chép. Chúng ta giờ lời cảm ơn Chúa, cái phước của chúng ta được thời kỳ sau đó này, chứ chúng ta được sinh ra thời kỳ của ông Job chưa chắc chúng ta được cứu, cũng giống như họ thôi, không biết được. Đó là sự mưu luận của Đức Chúa Trời, cái sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời vô cùng quan trọng. Bởi vì khi chúng ta nhìn vào lời Chúa, chúng ta biết Đức Chúa Trời đấng khôn ngoan và mưu luận, Ngài tìm một dòng đời thánh. Vậy thì mình phải biết mình đã được Chúa dựng nên có mục đích, vì lời Chúa có chép. Nếu mình đọc không kỹ, mình chỉ tin vào lời của xác thịt cho rằng người đó là đúng rồi, chúng ta mắc sai lầm. Chúng ta phải tin rằng lời Chúa đã định và thần của Chúa hành động mọi lúc mọi nơi, Ngài ở cạnh chúng ta, Ngài ở gần chúng ta. Chính Môi-se đã dạy cho dân Israel biết rằng thế gian không có thần nào như chúng ta, có thần của Chúa và ở cạnh chúng ta bất cứ lúc nào. Vậy khi chúng ta tin lời Chúa, chúng ta tìm kiếm thì Đức Thánh Linh là thần thật, Ngài biết rõ cái tấm lòng của người ta và Ngài biết làm thế nào để người ta có thể sở hữu được luật pháp của Đức Trời, hay là có thể kế từ được các lời đã chép ở trong kinh thánh này. Chúng ta nào không làm được, các trường thần đạo không thể làm được điều này. Họ có thể đào tạo về kinh nghiệm tổ chức, cách đứng giảng, cách giảng, nhưng mà không thể cho người ta biết là làm thế nào để biết được lẽ thật trong lời Chúa. Họ không có, Đức Chúa không ủy nhiệm cho họ. Họ có quyền đào tạo, nhưng họ có quyền tấn phong, họ có quyền sức dầu thì họ không có sức dầu. Cái đó cái quan trọng nhất. Người ta có quyền tổ chức các trường, nhưng mà tấn phong nó trở thành mục sư là không phép, sai. Họ biết đó là sai, nhưng mà chúng ta biết Chúa là Đức Trời toàn năng. Ngài biết ai là người có lòng yêu mến lời Đức Trời, dù người ta đang dùng trí khôn để nhận biết lời Đức Trời, và Ngài sẽ đưa người ta đến cái thời kỳ của Gia-cốp tiếp nhận Lê-a, mà người không biết đó là Lê-a mà tưởng là ra trên, đó là thời kỳ tranh tối tranh sáng, lúc chiều tối. Tất cả mỗi chúng ta đều có một thời kỳ lúc chiều tối mà mình cứ tưởng mình hay, tại vì mình không được biết là chúng ta đang ở trong đêm của lễ vượt qua thiêng liêng. Bởi chúng ta biết là chúng ta không thể dùng sự sáng của mình được. Chúng ta nên nhớ như thế này, tâm linh chúng ta là ngọn đèn Đức Giê-hô-va, sự sáng này là sự sáng thật. Nhưng bởi vì xác thịt này nó hiểu lời Chúa theo cách của nó, nên nó lớn át cái tâm linh. Tức là sự sáng của xác thịt chi khô này nó lớn lên át mấy cái tâm linh, nó trở thành tranh tối tranh sáng, nên cứ tưởng là nó sẽ biết được lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban lời của Ngài cho nó không nhận ra. Nó sao kỳ vậy? Mục sư ơi, mục sư có nhầm không đây? Cái này chẳng thấy kinh thánh chép gì cả, mà mục sư lấy tài liệu đâu để mục sư đưa vào đây? Bởi vì cái ngọn đèn của nó không phải là của Đức Chúa Trời ban cho, của trường thần đạo ban cho, của hệ thống nhà thờ ban cho. Nó đã nhìn thấy, nó tưởng sự sáng đó là sự sáng thật, nhưng kỳ thực không phải, nó sự tạo nhân tạo của người tạo nên, nó phải ánh sáng mặt trời. Nếu nhìn sai, nếu nhìn sai. Tôi lấy ví dụ chiếc máy quay phim nha. Sau khi chúng ta thờ phượng xong, nhiệt độ trong phòng này không phải 29 nữa là 30, thì bây giờ cái phim ảnh đi qua kính nó sẽ mang màu hồng. Giờ chưa ta nghỉ, sau một tiếng chúng ta không mặc ở đây, nhiệt độ xuống 29, ánh sáng chưa bật lên, màu phim màu xanh nhạt đi. Rõ ràng là người ta có thể phát hiện ra là ủa sao mục sư đang giảng ở chỗ này tự nhiên ánh sáng lại chuyển sang màu xanh. À là bởi vì cái thời gian này là nhiệt độ đã bị lạnh đi, phải sau một thời gian một tiếng sau cái nhiệt độ của cơ thể của chúng ta tỏa ra nhiệt độ tăng lên 30 nó mới ấm lại, phim nó nhận được thành màu hồng. Thấy chưa nào, ánh sáng vô cùng quan trọng. Ánh sáng này sẽ màu xanh, ánh sáng tungsten màu vàng đưa vào phim nó sẽ sang màu vàng, mà nếu chụp ảnh ngay sang màu xanh. Người ta bảo sao anh chụp sang màu kỳ cục vậy? Thực tế cái người đó không hiểu về ánh sáng có nhiệt độ. Thế thì trong lời Chúa chúng ta cũng vậy, nếu dùng trí khôn của xác thịt mình, sự sáng này là sáng kiến thôi, tưởng mình hay, mình biết, nhìn sai. Rõ ràng là con gái của La-ban mà ông không biết, ông bảo không, tôi quên cô này cô kia cơ. Nhưng mà Chúa nói không, chính cái này mới có cái này. Nếu con không có cái này, con không có cái này được. Nếu con không có kính, con làm sao đọc được? Nhưng mà con không thích cái này đâu, nó không đẹp. Có ra người ta thấy tụi con lão, con thích kính có màu cơ, tức là da ánh sáng không, màu biến màu, tức là hiểu sai. Ngày nay ta dùng cái kính này hai màu, ở trong này là màu này thôi, ra một khi ánh nắng nó màu dâm rồi, nó mát trở lại, thấy chưa? Thì trong lời của Chúa chúng ta đang ở đây, Thánh Linh biết chúng ta đang tìm cái gì, và Ngài đưa cho ta cái điều tốt nhất, chúng ta phải nhận biết được. Cái điều quan trọng đây là, Gia-cốp sáng hôm sau phát hiện, không phải là ra trên, mà là Lê-a, sao kỳ vậy? Có gì trục trặc ở đây? Một câu hỏi, tại sao La-ban lại ban Lê-a cùng một người hầu gái tên là Sinh-ba để gả cho Gia-cốp? Nên nhớ là Sinh-ba là kẻ hầu Lê-a, mà khi Gia-cốp đã làm chủ Lê-a, Gia-cốp có quyền làm chủ Sinh-ba. Bởi đó Gia-cốp cũng có cả Sinh-ba và Bi-la, cả Lê-a và Ra-chên là vì như vậy. Sáng đến khi đoạn 29, câu 2-4 chép, La-ban mời các người trong xóm bày một bữa tiệc.
Đến chiều tối, bắt Lea con gái mình đưa cho Jacob. Rồi chàng đến cùng nàng. Laban lại cắt con đòi sinh ba theo hầu Lea con gái mình. Chúng ta đã biết Lea có nghĩa là cái danh từ Lea đây nó mang ý nghĩa giống như là khi người ta bắt trái chanh. Và cái gì đây? Chanh. Ngay lập tức cảm thấy chua. Nhưng mà trẻ con không biết cái gì đấy, trái chanh. À chanh à. Đưa nó cầm ăn luôn. Chua quá. Lần sau đưa nó cái này là cũng có là chua. Thì người ta đưa cho một trái quýt xanh, nó chua. Không, cái này quýt. Ủa, cái quýt là cái kia là chanh. Cái này quýt, cái quýt ngọt, ăn khác. Thế thế nào? Nhưng mà đầu tiên người ta không biết, ăn vào nó chua. Nhưng ta không biết tác dụng của nó. Thì cũng có thể như vậy. Khi nó lên Lea, thì nó đi nghĩa của Lea. Có nghĩa là làm cho mệt mỏi, làm cho chán ngắt, làm cho thiếu kinh nhân, làm cho sốt ruột, làm cho đau lòng, làm cho buồn chán, làm cho không ưa thích. Cũng có thể như vậy ngày hôm nay. Khi ta đến ngã tư đó, ta hỏi đường. Anh chị, tôi biết con đường từ đây đến cái công ty đó nó đi như thế nào, mà người kia không nói về cách đi sẽ trái hay phải hay cả, mà nó là ô con đường này họ làm bằng đá này, họ xây bằng nhựa này, nó đẹp lắm. Kỳ quái, tôi hỏi chất liệu của cái con đường và cách đi, hướng đi ra sao. Anh chị đường sai rồi. Tôi bảo không sai đâu anh, để từ tôi nói. Con đường này nó làm như vậy là bởi vì nó ngoắt ngoéo. Anh đi trên con đường này, anh phải biết xe của anh chạy con đường này vì nó chế tạo bằng chất đó. Đây anh phải lái kiểu này mới tới được. Như vậy, tôi cho anh biết giá trị con đường xong rồi, thì tôi sẽ bảo cho anh cách đi. Bởi vì nếu anh chỉ biết cách đi, mà anh không biết giá trị của con đường, anh có thể chết đi. Nó trơn, nó nghiêng, này lái xe hư đấy. Thế chưa? Hai cách chỉ được. Một là cứ đi đến đó thôi. Nhưng mà cái gì cẩn thận được không? Đường này gồ ghê lắm. Anh lái cẩn thận. Xe anh còn non, bơm hơi lên đi vào. Vì cái đường gồ ghê lắm. Mà nhiều lá răm, anh sẽ bánh này nó lủng cái vỏ của anh là anh hư. Vì tôi nói cho anh giá trị của con đường trước đó. Lẹ, à, đúng không? Anh bơm hơi lên đi, tôi chỉ đánh anh đi trái, đi phải. Khi anh hiểu rồi, anh yên tâm đi. Đúng chứ là cách của Đức Linh ba cho ta biết là con đường đó không phải dễ đi đâu. Trong bên ngoài vậy, nhưng mà Chúa nói đó là đường chặt, cửa hẹp, người đi vào thì ít, thì khó đi, nhưng mà dẫn đến sự sống đời đời. Như vậy chúng ta biết là để có thể có sức để đi con đường này, ta phải biết giá trị đó là Lea. Là ban Lea trước rồi mới ban ra trên sau. Nhưng mà để người ta có thể rõ được cái giá trị của Lea thì là ban phải ban sinh ba cho. Như tôi nói, sinh ba có một cái tên đặc biệt, sinh ba có nghĩa là làm cho dòng nước chảy nhỏ giọt, là cho tin tức dần dần lộ ra như mùi thơm bay ra từ cái nhựa của cái cây có mùi thơm vậy. Thấy chưa? Có những cô gái ngày nay thoạt nhìn rất đẹp, nhưng mà càng nhìn càng sợ. Vì sao? Quá hấp dẫn, nguy hiểm. Nhưng cô gái càng nhìn càng yêu, càng nhìn càng ưa nhìn, thế là ưa nhìn. Thế chứ nào? Chúng ta thích cái nào đây? Ưa nhìn, đúng không nào? Cái duyên, có đẹp có duyên, càng nhìn càng thích. Mà khi nói đấy là thích rồi. Còn đây vừa thích đẹp rồi. Xong rồi, không xong rồi. Cái này nhiều người thích quá, nguy hiểm lắm. Rồi cái hoa mà sặc sỡ là ong nó đến nhiều rồi, cuối cùng cũng nát thôi. Đúng không nào? Bông hoa quá sặc sỡ thì ong đến nhiều. Mà ong đến nó lấy phấn rồi nó đặt tung tung, rách hoa luôn. Thì cách nhìn của người ta là như vậy. Ở đây tôi nói về cái điều, lý do tại sao Laban lại ban sinh ba theo Lea để gà cho Jacob. Có nghĩa là Đức Thánh Linh khi đã ban sinh ba, khi đã ban lời thật cho ta, thì Ngài cũng ban ân tứ giúp ta hiểu được cái giá trị quan trọng ở trong lời của lời thật. Sinh ba có tác dụng làm cho nước, dòng nước chảy nhỏ giọt, mưa dầm thấm lâu, làm cho tin tức dần dần lộ ra như mùi nhựa thơm tỏa ra vậy. Cái phần quan trọng là cái ân tứ cho ban cho, như tôi đã nói, phân tích những cái dụng cụ ân tứ cho ban cho ta để ta có thể nhìn được lời Chúa vậy. Chữ theo hầu, handmaid, trong tiếng Hebrew có nghĩa là người hầu gái, đầy tớ gái thuộc quyền sở hữu của chủ, người diễn thuyết, sự khiêm tốn, sự nhún nhường. Một lần nữa, người hầu gái này, ân tứ này sẽ không bao giờ phát tiếng ra để tranh cạnh với cái người chủ của mình hầu. Chúng ta có rất nhiều thứ Chúa ban cho ta là đầy tớ chúng ta, được tìm là đầy tớ, không bao giờ tranh chấp chúng ta. Cái khả năng không bao giờ tranh chấp vì nó được tạo lên để giúp việc chúng ta. Tôi nói ví dụ cái kim được tạo lên để giúp việc chúng ta, nó không bao giờ lên tiếng anh ơi tôi là kim, thầy không tôn trọng tôi, nó không bao giờ nói điều này. Cái áo cũng vậy, cái đồng hồ cũng vậy, không bao giờ lên tiếng ấy anh không nhớ tôi à, tôi quan trọng lắm ấy, tôi mới đẹp chứ, không hề nói. Các cái thứ chúng ta không bao giờ lên tiếng cả, nhưng rất cần.
Nhờ cái ân tứ đó mà chúng ta có thể hiểu được sự mầu nhiệm Chúa ban cho ta. Nhờ cái ân tứ đó mà chúng ta có thể hoàn thành công việc Chúa giao cho. Ví dụ, nếu Gia-cốp không có được 12 con trai và một con gái, mà cái người sinh ra nhiều con nhất cho Gia-cốp đó là Lea, 7 đứa con, 6 con trai và một con gái, đó là Lea, rất đặc biệt. Nhưng mà nếu như Gia-cốp không có 12 con trai và một con gái, Gia-cốp không thể nào trở thành Israel được. Thì cũng có thể như vậy. Chúng ta phải hiểu rõ cái giá trị quan trọng của cái ơn Chúa ban chúng ta quan trọng như thế nào. Như thế, trong lẽ thật sinh ba là một ân tứ của Đức Linh luôn được ban cho những người nào yêu mến Chúa, có lòng yêu mến luật pháp Đức Chúa, mà muốn được hưởng quyền kế tự lời Chúa, hưởng quyền kế tự Đấng Christ. Thì Đức Chúa ban ân tứ đó để cho người đó thông qua ân tứ đó mà nhận biết giá trị quan trọng của lời Đức Chúa Trời. Nên nhớ là khi chúng ta được sinh ra, chúng ta đã có đức tin rồi, Chúa ban cho rồi. Bằng chứng là khi bão biển xảy ra, các môn đồ của Chúa sợ hãi giữa biển, gọi Chúa xuống thầy đây, nhà sơ có chết sao? Thì sao người sợ không có đức tin sao? Ta biết ta bảo người ta cho các người có đức tin mà, biết tin đâu? Biết tin tin theo cách của xác thịt mình, nhìn con lợn đoán nó ngon, nhìn cái trái nghi nó ngọt, mà người không có đức tin, người ta sao? Chúa Giêsu của trách người Pharisee, các người biết thời tiết hôm nay, biết ngày mai gió đổ, ngày mai gió nam, mà không biết dấu hiệu của thời gian, thế chưa được? Rõ ràng ta có đức tin nhưng ta không biết sử dụng nó. Khi Chúa tạo chúng ta, Chúa cho chúng ta các khả năng đó không bao giờ tranh chấp chúng ta, nó ở trong chúng ta rồi. Chúng ta phải nhận biết Chúa dựng nên chúng ta rất tuyệt vời. Bây giờ ta xem Kinh Thánh chép gì về cái khả năng Chúa ban cho chúng ta, các ân tứ đó. Côn Tô thứ nhất đoạn 2 câu 7 đến câu 16 chép: Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Trời đã định sẵn cho sự hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai tưởng biết sự đó. Bởi chứ nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Sau đây như có chép rằng: ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sẵn sẵn điều ấy cho những kẻ yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng đến Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả là sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là Thánh Linh trong lòng người thì ai biết sự trong lòng người? Cũng bởi đấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được biết những ơn mà chúng ta nhận lấy bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của là người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng, nghĩa là dùng tiếng thuộc linh để giải bày thuộc linh. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Trời, bởi chứ người đó coi những sự đó như là rồ dại và không thể yêu được, vì phải xem xét cách thuộc linh. Nhưng người có tánh thuộc linh xử đoán mọi sự, vì chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy cho Ngài? Nhưng về phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Nguyên văn chép là: We have the mind of Christ. Chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. Các ơn đó sự ban cho. Ví dụ, để có thể yêu mến được luật pháp của trời thì phải có Bila. Nhưng mà để có thể yêu được Lea thì phải có Sinh Ba. Đó là các ân tứ cho ban kèm theo những điều mà Chúa trang bị cho chúng ta để hiểu biết, để yêu mến, làm theo lời Chúa. Theo văn tự thì Sinh Ba là người hầu gái đi theo để hầu việc Lea. Nhiệm vụ của Sinh Ba trong tục thể là phải trang điểm cho Lea sao cho đẹp lòng Gia-cốp. Sinh Ba một ân tứ. Cô gái này biết cái người nam kia yêu thích cái gì từ người nữ. Cái người trang điểm cho người nữ không ai giỏi bằng người nam. Mà người trang điểm cho nam không ai giỏi bằng người nữ. Mặc dù là người phụ nữ là người giúp việc, nhưng không ai là đầu bếp giỏi trên thế giới này là người nữ cả, mà là người đàn ông. Bởi vì người đàn ông là người biết thưởng thức đồ ăn, vì người ta làm đấy, người ta muốn cái đồ ăn ngon, thì chỉ có người nam mới biết cái khẩu vị của người nam nên có thể là người đầu bếp giỏi nhất thế giới. Không có đầu bếp giỏi trên thế giới là người nữ được kiếm đâu, chỉ người nam mà thôi. Cũng có thể như vậy, cái người muốn tóc đẹp nhất cho người nữ không phải là người nữ mà là người nam, vì người ta biết cái người nữ đã chú đạo đẹp mắt người nam nên ta uốn tóc trai điểm người nữ bao giờ cũng tuyệt vời. Ta biết cái người này, cái bộ này người đâu nhìn vào phải dáng như thế nào người ta mới thích. Đức Chúa Trời biết rõ con người chúng ta, Ngài biết tất cả, vì Ngài tạo nên cả người nam cả người nữ, và Ngài biết Ngài đã tạo nên muôn vật bằng lời Ngài, nên để cho người ta có thể hiểu lời Đức Trời thì ngoài Thánh Linh ra không ai có thể biết cách hiểu lời Đức Trời được. Nên thường thế nào mù tịt về vấn đề này. Chúa là Đấng duy nhất khiến ta có thể hiểu được lời của Ngài mà thôi. Trong thuộc linh, Sinh Ba có một khả năng làm cho dòng nước chảy nhỏ giọt, làm cho tin tức dần dần lộ ra như mùi thơm tỏa ra từ cái nhựa vậy, làm cho nhỏ giọt, khiến cho Gia-cốp có thể lâu rồi yêu được Lê-a. Tôi hỏi quý vị một câu,
trong hai người Lê A và là Trình, ai là người được gia cố nhiều nhất? Tại sao? Bằng chứng. Đúng rồi. Ra trên phải nhờ cái gì? Hả? Đó là gì ạ? Ruben kiếm cái chai đó cho Lea, nhưng mà ra trên vì lâu quá không có con nên phải đánh đổi từ Lea. Thấy chưa? Đây là điều rất quan trọng ta sao trong tương lai. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là nếu ta yêu mấy lời Chúa, chúng ta xanh bông trái cho lời Đức Trời. Chúng ta xem sứ đồ Phaolô đã nhờ ơn thứ sinh ba, dù cái này không chép nhưng mà ta biết đó là sinh ba. Ơn thứ sinh ba này để ông thành chức vụ giao giảng tin lành của nước trời như thế nào? Cô tôi thứ hai đoạn 2 câu 14 đến câu 17 chép: xong tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn, vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này mùi thơm của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng những sự này? Và chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác. Như tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Trời đến thế nào thì giảng ra thế trước mặt Đức Trời trong Đấng Christ. Ông Huệ nói đến ân tứ chưa bàn cho. Nhớ rằng nếu chẳng phải Chúa bàn cho ơn làm ra hiểu được. Vì ta biết lý lịch của Phaolô ngày xưa là một Saulơ. Ông cậy trí khôn của mình để là thế lập truyền của tổ phụ mình, cuối cùng trở thành kẻ chống đối. Nhưng ông có làm chứng: kể từ khi Đức Trời vui lòng bày tỏ con Ngài ra cho tôi thì tôi không còn bàn với thịt và huyết này. Tỏ là sao thấy được sinh bằng ân tứ đặc biệt này. Theo ý nghĩa thuộc linh, tức là theo lời thật, Đức Thánh Linh trang bị các ân tứ thuộc linh cho những người yêu mến luật pháp của Đức Trời, hầu cho họ sẽ nhờ những sự được ban cho đó mà nhận biết được chân giá trị của lời thật. Như những người cận thị, lão, loạn thị hay viễn thị, hay là gặp khó khăn về màu sắc chẳng hạn, thì ta biết quy cái này. Tôi cảm tạ Chúa. Hồi tôi ra khỏi chiến trường, tôi ăn dưỡng ở Vĩnh Bảo. Trên đường tôi trở về nhà, tôi đạp xe từ Vĩnh Bảo đi tắt sang Hải Phòng. Tôi đến cái xã đó có cái cửa hàng bách hóa và tôi nghỉ ngơi trong đó rồi. Tôi thấy người ta bán cái kinh lão. Tôi chỉ nhìn thôi, chẳng có gì cả, cái kinh lão. Để nhìn nhớ đến ba tôi, ông già rồi không có được kính gì cả. Thì tôi lấy từ coi, ta lên thấy cửa nó võng xuống này, đi như là mình như sân khấu này. Thế ta bảo được kinh lão cho người già, thế là tôi mua 5 đồng. Tức là bằng lương của một binh nhì, tôi mua 5 đồng về cho ba tôi. Tôi đặt xe về nhà, ba tôi đang lộn xích. Thế ba, con mua cho ba cái kính. Ông ngạc nhiên, hồi đó không như bây giờ ai cũng biết mua kính đâu. Nhà quê, ai để ý đâu, tưởng già làm gì có kính. Mà tôi đưa cho ba tôi theo thôi. Ông mừng quá, thiếu điều ông muốn khóc. Ông nhìn rõ quá, ông thích quá. Đấy thế này, chỉ có người đang ở trong gặp khó khăn cần có kính. Mà mình không biết có kính hay không có kính, mà nhưng có người đưa cho một dụng cụ mà đeo vào thì rõ cả. Mừng quá đúng không nào? Ở đây Chúa dạy chúng ta, Đức Thánh Linh biết rõ ta cần cái gì. Chúng ta không biết, chúng ta tưởng là mình chúng chỉ khó hiểu được, nhưng mà không phải đâu. Nếu chẳng Chúa ban ơn cho thì không thể nào có thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đến với sứ đồ Phi-e-rơ để xem người kinh nghiệm được cái ân tứ Chúa ban cho chúng ta quý như thế nào. Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 1 câu 1 đến câu 11 chép: Simon Phi-e-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Trời chúng ta và của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Nguyện sứ ân điển và sự bình an được ra thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus là Chúa chúng ta. Quyền phép của Đức Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài đã ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục mà đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Về phần anh em, phải gắng sức thêm cho đức tin mình sự nhận đức, thêm cho nhận đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm sự tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho sự nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ ở trong anh em và đầy thế nữa thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra kẻ cận thị, ngây mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và sự chọn lựa mình. Là điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã, dường ấy anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước Đức Trời của Đức Chúa Jesus Christ là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Đây là sự bàn cho Thần Linh hết, làm ta có thể học thức được. Nếu chúng ta không được hiểu biết
Mà nếu không có sự ban cho của chúng ta, làm sao ta có thể hiểu biết được thêm sự tiết độ, sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tín kính, thêm tín kính tình yêu thương. Đó là ân tứ đấy quý vị. Ruben nhìn, Simon nghe, Levi bám chặt đấy, dinh lưu đấy, Giuđa ngợi khen, rồi Isaka, Zebulun, rồi Dina. Đây là ân tứ phải trang bị cho người bề trong, nó thuộc về những người bề trong. Ví dụ con người chúng ta có năm giác quan: thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác, cảm giác. Nhưng mà trong người chúng ta có rất nhiều khả năng và năng chức năng ở trong chúng ta nữa. Trẻ con không có, không có, nó lớn lên chú đầu trang bị dần dần cho nó. Chính Chúa làm điều này. Thì trong tổ linh cũng vậy, tất cả các môn đồ của Chúa có thể hoàn thành chức vụ được đều nhờ ân thứ của Chúa ban cho. Nhìn thấy chưa? Đó, Chúa ban cho. Chúng ta xem Đức Chúa Giêsu đã phán gì về sự cận thị thuộc linh của những người dùng trí khôn của xác thịt mình khi họ nhìn vào công việc của nước Đức Chúa Trời. Giai đoạn 3 câu 1 đến câu 12 chép: trong vòng người Pharisee có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm người này đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nói rằng: thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật tôi nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật tôi nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ nên làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Nicodem lại nói: điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật tôi nói của ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, có ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Vì bằng ta nói với các ngươi những điều thuộc về đất mà ngươi chẳng tin thay, huống chi ta nói thuộc về trời thì các ngươi tin sao được? Chúa Giêsu trách Nicodem: ngươi là giáo sư của dân Israel mà hiểu luật này. Giáo sư tức là biết luật pháp của Đức Chúa Trời, trong đó là tinh hệ bất ứng, có gốc có ngọn. Vì vậy ba luật pháp ngươi để làm gì? Ngài phán ra rằng người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà sống. Chúa nói sống là sống, xác thịt thế là thuộc linh. Khi ngươi nhờ luật pháp, ngươi đang chết, ngươi đang sống. Rõ ràng là ta không tin vào lời Đức Chúa Trời. Khi ta đọc lời Chúa, phải tin Ngài là ai? Chúng ta không tự dưng nghe tiếng Chúa. Dân không tự dưng nghe được tiếng Chúa phán: ta là rêu bao trời các người. Họ nghe được tiếng Chúa. Mà Chúa báo Mô-xe trước rồi. Mô-xe nói với dân ra chuẩn bị nghe đi. Bây giờ khi họ tập rồi, từ trên trời cao Chúa phán xuống. Có dấu hiệu để biết Chúa đang hành động, Chúa đang nói, Chúa đang đánh thức tâm linh của ta. Bởi khi ta nghe được Chúa phải tỉnh thức tâm linh mình, đừng dùng xác thịt để đối phó. Dùng thân thể phó là mệt mỏi, buồn ngủ. Dùng tâm linh của mình trỗi dậy làm việc. Thì xin Chúa cho con tỉnh, vì đó là ân tứ Chúa ban cho vậy. Sự cứu chuộc mà Giêsu và Trời đã ban cho chúng ta không phải cho thân thể xác thịt, là thân thể được tạo lên bằng bụi đất. Thân thể đó nó là một đồ dùng con người bề trong cai trị nó để hầu vị Chúa. Nó không có tên. Tên là do cha mẹ người ta đặt ra để khỏi nhầm đứa này sang đứa kia mà thôi. Nhưng cái chính là con người bề trong chúng ta là vật tạo lên bởi hơi thở Đức Trời, đó là phần quan trọng được chuộc lại. Nhưng mà chúng ta biết là tâm linh chúng ta là tạo vật được tạo lên bằng hơi thở của Đức Trời toàn năng. Chúa dùng lời của Ngài để tạo nên chúng ta. Vậy thì khi chúng ta được tiếp nhận lời Đức Trời thì biết đến lời Chúa ban cho chúng ta, chúng ta phải hiểu là chúng ta là con Đức Trời. Vậy thì cha chúng ta làm thế nào, chúng ta làm theo thì đó mới phải học chứ. Sự cứu chuộc này không phải là được hoàn thành bởi người ta cầu nguyện tin Chúa mà được cứu, không phải như vậy. Nó chỉ là một cái tuyên sứ đức tin, tôi tin có Ngài, nhưng phải vì thế được cứu. Bởi cái đó rất nhiều nơi đã trở thành đạo dụng, tin Chúa được cứu, tin Chúa được phước. Họ không có nghĩa cho người ta tin là tin như thế nào. Tôi có thể nói tôi tin đó là bát phở mà tôi đã ăn bát phở đã được. Tôi phải tin Chúa là ai. Mình phải cắt nghĩa cho tại sao tôi phải tin lưng đó. Tại sao còn Đức Chúa Trời là ai? Mà tại sao tôi phải tin là tin như thế nào? Tôi không thấy ai cả, thấy bố mẹ tôi sinh tôi ra, có giấy tờ rõ ràng. Mà bây giờ ông bảo là Đức Chúa Trời sinh tôi ra, anh phải có bằng chứng chứ. Muốn ta tin thì phải cho ta hiểu rõ ràng để người ta đặt niềm tin của mình thực sự vào đó chứ. Sự cứu chuộc được hoàn thành bởi cớ người ta hiểu biết. Hiểu rồi người ta sẽ tin. Vì nguyên tắc này được chép trong sách Gióp đoạn 33. Chúa phán rất rõ rồi. Chúa biết là người đang ở trong sự rủa xả và người ta đang gần xích lại kẻ giết chết mình. Đó là tội lỗi. Nhưng mà trong 1000 thế giới có một kẻ là kẻ chuyên giải, là kẻ phiên dịch lời Đức Trời cho loài người nghe được, hầu cho người hiểu biết được cái giá trị quan trọng với cái bồn tánh thật của người đó được ngay thẳng thế nào.
Mà khi người đó hiểu rồi, ta sẽ ban sự cứu chuộc cho người đó. Vì giá cứu chuộc đã có rồi, nhưng người ta phải hiểu, người ta phải tin. Trường thời đạo không có dẫn chứng này, không dạy người ta như vậy. Bởi đó, sự cứu chuộc phải được thực thi qua trách nhiệm của những người đã được hưởng sự cứu chuộc rồi. Kinh nghiệm mình đang ở trong giá cứu chuộc của Chúa và được phục hồi là quyền làm con ký tự Đức Trời rồi. Bây giờ giảng ra cái chính xác điều gì cho người ta hiểu và ta hành động làm theo. Đã không có ai làm được, nên Chúa Giêsu phải đến thế gian này. Ngài là sứ giả duy nhất hoàn thành nhiệm vụ do chính Đức Trời ban cho chúng ta. Thông qua Ngài mà có một cái dòng dõi dũng ra từ Ngài, kể ra từ Ngài. Sự sống lại của tâm linh người tin Chúa cũng như một cái thai nhi được sinh ra vậy, nó không thể một ngày mà trở thành người được đâu. Nó sinh ra là người nhưng nó sẽ chết vì nó không tự bảo vệ được. Nó phải được nuôi dưỡng chính xác để nó tăng trưởng, nó lên để hiểu biết, để nó trở thành người một thời gian rất là dài. Thì trong tâm linh cũng vậy, nó phải được nuôi dưỡng, dạy dỗ, dẫn dắt, huấn luyện, đào tạo bằng quyền phép của Đức Thánh Linh và lẽ thật. Vì loài người không phải là xác thịt mà người bên trong. Bất cứ điều gì người ta dạy cho xác thịt thì là đấy là nghe tưởng như xác thịt, không phải đâu, cho con người bên trong. Người ta không hiểu điều này. Nên kỳ thực đó là đúng như vậy, là con người bên trong nó nghe, nó dạy con người xác thịt phải làm theo. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm được cái quá trình sự sống lại của ông và ông làm chứng điều đó cho chúng ta như sau. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17 đến câu 23 chép: Tôi cầu Đức Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y thế phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu bình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra. Không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa, Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loại. Đây là tiêu chuẩn của tinh thần. Có hội thánh hiện nay trên đất này rất nhiều hội thánh giả, bởi vì hội thánh là phải là để Đức Chúa Jesus làm đầu hội thánh, đó là thánh linh của Đức Chúa đến làm đầu hội thánh, Ngài cai trị. Hội thánh của Đức Chúa là phải đầy đủ tất cả mọi sự có trong lời Đức Trời, phải hiểu rõ tất cả mọi sự ở trong lời Đức Trời để dạy cho sự của Chúa. Đó là hội thánh thật của Đức Chúa. Theo nghĩa của tên gọi Lê-a là hình bóng về là thật, là sự sẽ khiến cho chi không của người xác thịt trở nên khó chịu. Khi ta phải đối diện với là khi tâm trí của người ấy chưa được đổi mới bằng quyền phép của Đức Thánh Linh, khiến ta khó chịu lắm. Nhất là mấy vị mục sư là khó chịu lắm. Họ đối diện với cái lời giảng của tôi, họ khó chịu đó, nhộn nhào lắm. Đó là người Việt Nam thôi. Người Mỹ rất dễ chịu, họ là sẵn sàng lắng nghe. Nhưng người Việt Nam kiêu ngạo lắm, tôi nói thật đấy. Nhất là mấy người học trong trường thầy đạo ra, nhất là mấy ông cũ ngày xưa trường thầy học Đà Lạt ấy, tôi được cao, kiêu ngạo lắm, cự lại ngay là tôi khó chịu lắm. Họ nói tôi này, cử nhân cổ ngữ này, mà xin lỗi anh, cổ ngữ hay tân ngữ không thành vấn đề. Anh có đậu đến mấy thì chỉ là văn tự mà thôi. Hebrew văn tự cũng là văn tự. Nhưng sự tỏ ra của Chúa chân từ đó mới là cái quan trọng. Bây giờ anh đến cửa hàng đông y, họ đưa cho anh một cái bảng danh sách toàn là tên thuốc bắc, anh không biết tác dụng của nó đâu, nó là văn tự. Nhưng mà cái người dược sĩ đó, nó ngay thuộc địa nghĩa là gì, tác dụng của nó là gì, gừng tươi gọi là gì, gừng khô gọi là gì, tác dụng đó là gì, họ hiểu. Anh không hiểu. Vì anh cổ nhân, nghĩa là cổ ngữ, anh có bằng cử nhân cổ ngữ thì cũng giống như là người ta có bằng cử nhân anh văn vậy thôi, mới là văn tự. Nhưng mà để Đức Thánh bày tỏ cho anh cái tiếng của Ngài nó khác hoàn toàn, đó là lẽ thật. Sự tỏ ra của Đức Thánh là lẽ thật. Lê-a, nguyên văn trong tiếng Hebrew có nghĩa là làm cho mệt mỏi, là cho chán ngắt, là cho thiếu kiên nhẫn, là cho sốt ruột, là cho đau lòng, là cho buồn chán, là cho không có thích. Tại sao? Vì lẽ thật không phải là con đường, nhưng mà lẽ thật khiến cho ta nhận biết con đường. Hiện nay tất cả các quốc gia trên thế giới này đều cố gắng trang bị quân đội mình những vũ khí đặc biệt để đối phương không thể là chặn được. Máy bay tàng hình, anh chế tạo máy bay tàng hình, tôi tạo nó ra bắt được cả sóng tàng hình của anh luôn, nó từng bay để bắt được anh. Thế quan trọng như vậy thì trong chúng ta đi theo Chúa không phải học bao nhiêu năm, cái chính là anh có được Chúa trang bị cho anh cái khả năng mà ở trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào trong nữa, anh cũng nghe được tiếng Chúa. Trong hoàn cảnh khó khăn nào, anh đọc lời của Đức Trời, lúc đó anh hiểu ngay sau khi giúp kín từ cái đời thống cổ, anh cũng hiểu được. Cái đó cái phần quan trọng nhất, thần học không cho anh được, Chúa bảo anh cho anh được, nhưng có điều kiện. Anh biết để làm gì? Lẽ thật giải phóng người ta, xa kỳ khiến người ta chết. Lẽ thật khiến người ta sống. Vì nếu như cái lòng của anh yêu mến là Phát Lô Trời, vì biết Ngài là cha, anh yêu mến Ngài,
anh muốn làm một cái từ này mà tình yêu của Chúa đến cứu anh, Chúa sẽ bàn cho anh. Bây giờ anh sẽ hiểu, anh sẽ hiểu. Đó là sự bậc đặc biệt của Đức Trời. Lẽ thật không hạn chế, văn tự hạn chế đến đó thôi, nhưng mà lẽ thật thì không hạn chế. Với là luật pháp của Đức Chúa Trời thuộc quyền thần linh sự sống. Chúng ta xem lời Chúa đã ứng nghiệm cái sự khó chịu của Lê-a đối với Gia-cốp ngay lập tức như thế nào. Ngay khi đêm tân hôn, sáng dậy là khó chịu rồi. Ban đêm tôi cũng thấy người này người nữ thôi, nhưng mà khi sáng nhìn bao giờ thì khó chịu quá. Có gì đâu, thấy chưa nào? Tôi nói thật, năm 1999 tôi trở về Việt Nam, chúng tôi đã giảng về sự cầu thai. Tôi giảng 3 ngày tại Ngũ Vũng Tàu, phát loạn xảy ra. Mọi người kinh nghiệm được của năm cầu thai ngay lập tức. Tất cả cười nhăn nhau hết, tất cả trong 3 ngày liên tục người ta quên tắm biển luôn. Nhưng khi họ trở về thành phố rồi, những người lãnh đạo họ bắt đầu bắt bớ, họ khó chịu quá. Họ bảo cái này là tà. Rồi có một số người áp dụng cái phương pháp tôi làm không chính xác, bị mắc bẫy lừa rồi bị lừa tắt. Thế chưa? Họ không biết là thật đâu. Họ chưa thấy điều này bao giờ cả. Nhất là cái người mà giảng cho họ đó là chẳng có địa vị gì ở nước ngoài cả. Chỉ là người tin Chúa thôi, không nổi tiếng gì cả. Không phải đại diện một hệ phái nào to tát ở nước ngoài cả. Thế là chống ngay lập tức. Giá hồi đó tôi là nổi tiếng như là ông John Kitcho, Billy Hicks cái thời đó chắc là sái cổ luôn. Nhưng mà vì không có tên tuổi, họ không nhìn vào cái giá trị quan trọng của Lê-a là con cả. Họ nhìn vào cái khả năng đẹp đẽ, tươi tốt của Rachel, văn tự. Họ bỏ qua cái quy giá nhất của Lê-a. Họ chống đối. Sau đó kinh 29 của hôm làm chết, sáng bữa sau mới biết mình là Lê-a, mới biết nàng là Lê-a. Thì ta có hỏi Laban rằng, cậu đã đãi tôi cách chi vậy, có phải vì ra trên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi? Sáng ra, tức là sau khi xong rồi đó, dù trí khôn mình lý nghĩ lại, có cái gì không phải nhỉ? Không phải là, nó không giống như người ta là, này, thì tôi hỏi cậu chứ, nên giữa cái cô Lê-a và cái cô ra trên kia, cậu thích cô nào? Ban đêm cậu không nhìn thấy sắc đẹp, cậu thích cô nào? Cậu chưa hề nếm ra trên, nên cậu không thể biết là nằm với Rachel thích hơn nằm với Lê-a, phải không? Thì sao cậu lại buồn bực vậy? Sao thì sẽ hỏi như vậy? Nhưng mà đây trong trí khôn về thuộc linh, trong khi tối tăm khó khăn, mình cũng đã thật được giải cứu rồi. Nhưng khi về nhà rồi bị người ta bắt bớ. Ủa? Sao mày được này? Là tôi mục sư ông dùng cái phép lạ tay lắm. Ông giảng cho cậu thay rồi, ông thấy tổ phụ tôi bị thử ngày xưa bị tội gì, ông bảo tôi xưng tội ra nên tôi được tha. Không được rồi mẹ ơi, cái đó đúng đâu, không đúng đâu, không đúng đâu. Cái thanh chất như vậy, vô cáo ngay lập tức. Ngô cáo ngay lập tức. Ông sư làm gì vậy? Sao ông sư cờ thay tôi cái phương pháp gì thì cũng vậy. Không, cái này nó chết như vậy. Ông sư lừa tôi à? Đúng là như vậy đấy. Chúng tôi đã làm công việc này mà. Chúng tôi đã cần cầu nguyện giải cứu rất nhiều người. Hiện nay người ta vẫn còn đang sống. Biết tổ phụ của người ta bị cầm buộc ra sao? Để xưng tội mình ra kinh thánh chết đã rõ ràng là vì đất một nơi đứng lên sức mẻ. Còn ta không vì trời đất. Người ta không chấp nhận đâu. Bởi vì người ta dùng chi khôn của mình, cái sáng đầy sáng của chi khôn để bắt bớ lẽ thật. Nên người ta tưởng là bị lừa, nhưng không phải như vậy. Bạn kia chiếc bớt lần chiếc cơm làm trên sông. And it came to pass that in the morning, behold, it was there. And he said to Laban, what is this thou had done unto me? Did not I serve thee for Rachel? Wherefore then thou had killed me? Cậu biết đó rằng là vì cớ đã trên mà tôi bị hầu việc cậu 7 năm nay, mà tại sao cậu làm như vậy cho tôi? Sao cậu lừa tôi? Chữ sáng, the morning, trong tiếng Hebrew, đó là buổi sớm mai, bắt đầu của ban ngày, sự tìm kiếm, sự kiểm tra, sự thẩm tra, sự điều tra, sự cân nhắc, sự suy xét, sự quan tâm đến, sự lưu ý đến. Đây là hai phần, buổi sáng về thuộc thế ban ngày. Nhưng mà thuộc linh là sau khi kiểm tra rồi, về đọc kinh thánh, đầu tiên mừng quá rồi, đúng rồi, mừng quá rồi, hoặc là yếu nha. Nhưng mà bởi kinh thánh ra, bị những người nó xem pha rồi, ở nhỉ, không thấy, ôi sao rồi, bị lừa rồi. Một số ngay, một số có lừa tôi không đấy, hả? Tôi không thấy chỗ nào chép cái phần này cả, không thấy cái này kinh thánh chép. Một số này, thế cậu đã được lành chưa? Dạ, em có cảm giác được lành, em thấy rõ ràng là nhẹ nhàng lắm. Tại sao cậu nghi ngờ? Nhưng em kiểm tra là rồi, không thấy có gì đã sai sai. cậu dừng lại đi để tôi kể cho cậu nhé. Xem này, chữ đại. Chất của 25 trên có nghĩa là gì? Làm cho, gây cho, tạo thành, thực hiện, hoàn thành. Là sự quyết định, sự chỉ định, sự bổ nhiệm, sự giao cho, sao phải làm. Cậu đãi gì vậy? Chúa ơi, con có câu hỏi Chúa chữa lành con. Mà sao con lại như thế này? Tôi xin lời cảm ơn Chúa. 2 năm qua, năm trước và năm nay tôi vừa sang Canada trở về. Thì có hai vợ chồng người Trinidad đến ông thánh đó. Thì bất ngờ tôi đến, cậu đã không hề biết tôi đến.
Khi tôi giảng xong thì hôm giờ gặp tôi nói: cảm ơn mục sư, cảm ơn Chúa. Mấy ngày qua tôi có chiêm bao, rồi Chúa nói với tôi là con đến đó ta sẽ trả lời cho con. Mà tôi không biết mục sư đến, tôi tưởng tôi đến mục sư đến để giảng, nhưng mà lại mục sư giảng. Tất cả gì mục sư đã giảng ra đúng hết cái gì tôi đang cần biết. Cảm ơn Chúa trả lời. Năm nay cũng vậy, anh giảng không biết tôi đến, mà khi tôi đến sân bay như vậy lại chậm một tiếng vì chuyến bay bị chậm. Vào thánh đáng nhẽ là mục sư đã biết sẽ giảng, mà ông đi đón tôi ở sân bay đi bị chậm. Thế trên khi lái xe về ông nói thành hôm nay thành giảng nhá, tôi sẵn sàng. Ông phong đề hồi thấy là tiếp tục tập phong đề, hôm nay mục sư thành giảng, không phải tôi giảng. Chưa là ai vâng, và nữa là tôi sắn áo tay áo lên bỏ vé ra mồ hôi, tôi giảng ngay lập tức vì tôi có soạn bài sẵn rồi. Tôi xong và tôi bảo mọi người lên, tôi ra đây cầu nguyện và hai vợ chồng nó có mặt. Tôi đến làm lùng và Chúa luôn luôn trả lời câu hỏi của tôi. Hôm qua tôi nguyện với Chúa rồi, chứ là hôm nay tại sao cùng tôi ta để trả lời cho con điều con thắc mắc. Tôi có tưởng là mục sư đã biết nhưng không phải. Rất đáng ngờ tôi là mục sư giảng chứ không phải là mục sư đã biết. Mà cái gì mục sư giảng hôm nay thật bất ngờ chúng tôi, không bao giờ tôi nghĩ là như vậy. Tất cả đều chính xác những gì mà tôi đang có cần trả lời. Và chính mục sư khi đặt tay nói tiên tri cũng đúng như vậy. Chứ không tranh tối tranh sáng. Chúng ta đến với Đức Thánh. Ở đây chúng ta làm điều trong tất cả mọi sự. Chúng ta phải đặt mình vào vị thế thật của mình. Đừng bao giờ nghĩ mình đang được đứng trên đất này là mình hiểu mọi sự đâu. Không, chúng ta đã tin Chúa rồi, chúng ta bước vào trận chiến thuộc linh. Dù đang sống đây, nhưng mà chúng ta đối diện với trận chiến thuộc linh. Sự giải cứu, giải phóng, giải thoát tâm linh, chúng phải là xác thịt. Vậy thì chúng ta trận chiến đây là chúng ta đấu trận với kẻ thù bằng lời của Đức Chúa Trời. Mà chiến thắng về xác thịt này là bãi chiến trường. Mà khi dưới chiến là lời Đức Chúa Trời, mà vũ khí đây là lời Chúa, là nguyên tắc, là giường mối, là luật pháp. Gia-cốp không bao giờ để ý một tí gì rằng khi mình đến với La-ban mình phải biết luật của La-ban chứ, phải phong tục tập quán của La-ban chứ. Chúng ta vào nước Chúa phải tôn trọng luật thuộc linh, sự sống. Chúng ta không thể đấu tranh với xác thịt, với ma quỷ được, phải bằng lẽ thật. Lẽ thật là luật pháp của thánh linh, sự sống. Ma quỷ nó là thần linh, chúng ta muốn đánh nó phải dùng lẽ thật. Mặc dù có luật của thuộc thể, bởi vì nó xâm chiếm xác thịt thì cũng phải luật thuộc thể, nhưng mà để đánh bại nó phải có luật thuộc linh, phải có kế tự. Chúa Giêsu dùng lời văn tự đuổi ma quỷ, nhưng mà ngài là con Đức Chúa Trời. Ma quỷ biết nó thua bởi vì ngài có quyền kế tự lời Chúa, nếu nó thua ở chỗ đó. Bởi vì nó xác thịt nó sẽ nói: người của chúng ta thôi, người phạm tội ta không phạm tội, người thắng ta đâu được đâu, ta là kẻ cai trị ngươi. Nhưng mà khi chúng ta kế tự rồi thì nó lại khác hoàn toàn. Chúng ta phải là nạn nhân nữa, mà chúng ta chủ nhân của nhà ma quỷ, phải ra khỏi sản nghiệp của Đức Chúa Trời. Hai cái khác nhau. Chứ lừa gạt trong câu nói trên có nghĩa là sự quăng, sự ném, sự bắn tên, sự đánh lừa làm cho thất vọng, làm cho lạc lối, sự lừa dối. Văn tự nghĩa từ lừa dối, nhưng không phải như vậy. Chúng ta thắc mắc, Chúa bảo: con ơi dừng lại đi, con có biết thế nào là nói dối không? Nói không đúng sự thật là nói dối đúng không? Nhưng mà lời nói dối, nó đã tưởng nó nói dối mà nói đúng sự thật thì có phải là nói dối không? Không. Thấy chưa, hai cái khác nhau. Thì con nói con tin Đức Chúa Trời, người ta bảo con là người nói dối, con chấp nhận không? Không. Thì con tin. Kẻ thế gian không nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhưng mà mày chỉ tao thấy Đức Chúa Trời thì tao mới tin. Còn không phải cả nói dối. Đúng thế nào? Nhưng chúng ta có một quan án công bình hơn Đức Chúa Trời. Vậy thì khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, khi ta nói chúng ta kẻ nói dối, hãy cầu hỏi Đức Chúa Trời, hãy tỏ cho. Năm 1998, khi tôi cùng vợ tôi ra ngoài Đà Nẵng để làm một cuộc kết hôn về đó, tôi giảng lẽ thật về chiêm bao cho một thánh tư gia ngoài đó. Thầy giáo chạy đàn con đó, ở ngoài Đà Nẵng ấy. Bố mẹ của cậu đó ở ngoài đó. Tôi giảng về chiêm bao. Giảng thôi tôi nói, tôi đặt tay cho quý vị tuần chiêm bao. Quý vị có hỏi chúng đi xem những bài giảng của tôi giảng đó có phải đến từng ngày không? Một tuần sau tôi đến nơi đó, cậu làm chứng lại. Thưa mục sư, tôi có làm như mục sư đã nói. Tôi bỏ Chúa, đêm bắt Chúa cho tôi chiêm bao, cho đây là tôi làm. Tôi vui mừng mời tôi tới Chúa đến giảng tiếp tuần rồi. Thấy chưa? Nếu quên câu hỏi Chúa, đừng phán xét, mình phải có luật. Đây chỉ tiếp tục linh, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giải quyết vấn đề này cho chúng ta thôi. Còn không chúng ta đánh trận với nhau là không có được. Chúng ta phải hỏi Chúa. Chúng ta chú ý về thời gian đã được lời Chúa chép về điều mà Gia-cốp đã không nhận biết được người mà La-ban giao cho mình. Đó là lúc chiều tối. Khi Gia-cốp không có đủ cho Gia-cốp nhận biết kế hoạch của La-ban. Chiều tối còn nói đến tình trạng thật tâm linh của người tin Chúa mà Gia-cốp là bóng. Như lời Chúa chép về tâm linh loài người, chúng ta là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu nơi bí ẩn của lòng. Tôi nói ví dụ, chiếc máy vi tính này, khi chúng ta cài đặt phần mềm, cài xong rồi, nơi cầu chúng ta đưa cái mã số vào,
bằng chứng là hợp pháp đây này. Chúng ta nhìn mắt ghen quá này, tôi cũng đánh chữ cái thiếu một chữ, không đúng chữ nó bảo là bất hợp pháp. Đánh ba lần không được là nó tạm đình. Như vậy không phải là lỗi của nó mà lỗi của chúng ta. Chúng ta phải hiểu luật chứ, phải đúng đi mã số bảo nó sẽ chạy cho chúng ta, nó được chịu phạt. Thì cũng có thể như vậy, nếu chúng ta chưa được dạy dỗ về lời của Đức Trời, lẽ thật của Đức Trời, chúng ta sẽ nghi ngờ những gì mà tôi Chúa giảng ra, vì người ta chỉ nói là tà. Cái quan trọng nhất là tâm linh ta phải được giảng về Đức Thánh Linh. Bây giờ khi có chuyện gì thắc mắc, họ đệ lên Đức Thánh Linh. Cũng như khi xưa Chúa phán với lại Môi-se để giải quyết mọi sự kiện tụng ở trong dân Israel, các trưởng lão sẽ đại diện cho Môi-se giải quyết những việc nhỏ, việc lớn thì giao lên Môi-se. Nếu quá sức Môi-se giao đó lên Đức Chúa Ba, Ngài sẽ dạy cho. Có luật, ngọn đèn Đức Chúa Ba chúng ta được sắp sáng bằng lời của Đức Chúa Trời. Gia-cốp không hiểu luật nên nghi ngờ. Và tuần sau chúng ta biết được cái sự trả lời này, nhưng mà chúng ta đang từng bước một đến lời Đức Chúa Trời này. Trong ngày ban luật pháp cho dân Israel tại núi Sinai, từ trên trời cao Đức Chúa Ba phán xuống cho cả dân Israel được nghe. Rồi Ngài cũng ban cho Môi-se tất cả điều gì Ngài đã phán đó được chép trong hai bằng đá đó, để có hai chứng đáng tin để dạy lại cho dân Israel. Chúa phán xuống để cho dân biết những gì mà Chúa ban cho Môi-se là cũng như Ngài phán cho họ là chính xác, để họ phục Môi-se. Hai chứng đáng tin. Thì cũng như vậy, nếu thánh ở trên đây thì không được giảng luật pháp của Đức Trời, không có lời của Chúa, thì Thánh Linh không thể giúp người ta hiểu được lời Đức Chúa Trời đâu. Mình phải đặt lời Chúa vào chứ, mình phải gieo. Chúng ta muốn cây vườn ta có cây, phải gieo hạt chứ. Gieo hạt rồi, Chúa là đấng tạo được hạt giống rồi, sẽ ban sự sống cho nó, và Ngài sẽ mưa xuống và chúng ta có cây mọc lên. Thì trong lời của Đức Trời cũng vậy, Gia-cốp không hỏi La-ban, cứ nghĩ rằng mình đến được giống nhà mình thôi, nên không biết cái tập tục phong tục của La-ban gả con gái trước mới gả em sau. Gia-cốp không biết được nó. Đức Trời từ trên cao phán xuống, nhưng mà điều gì đã xảy ra cho dân Israel khi họ thất bại, mặc dù Đức Trời đã phán rất rõ ràng cho họ, như tôi nói buổi sáng này đấy. Từ trên thì cao Chúa phán như này: các người hãy tuân mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta, đặng nói theo ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người. Vậy giữ luật pháp và mạng lệnh ta, người nào làm theo thì sẽ nhớ được sống. Ta là Đức Giê-hô-va. Lê Ký đoạn 18 của 45. Đức Chúa không phán vậy. Nếu ngươi cẩn thận giữ các của lễ cho ta, thì ta sẽ ban ơn với ngươi. Không phán như vậy. Riêng luật pháp thì chúng ta phải cẩn thận làm theo để được sống. Có các luật về sự thực vật là bắt buộc phải có thôi. Ngài không nói là đây phải cẩn thận làm theo cái điều này. Nhưng mà Ngài nói là dân phải cho được nhận, không tỉ vi. Vì Ngài là Đức Trời Thánh Khiết. Cái phần quan trọng là làm theo luật pháp để được sống lại. Các thầy tế lễ không để ý điều này. Họ tập trung vào của lễ, vì họ tưởng là Đức Trời là thần. Giống như giữa Edito đó, cúng thần tượng, chắc chú mình cũng vậy. Thế nên họ làm sai. Ngày hôm nay cũng vậy. Ồ, cả một năm đến tối ngày Giáng sinh là trang hoàng cầu kỳ vô cùng. Họ tưởng như vậy là đẹp ý Chúa mà. Tôi nói quý vị ơi, nếu mà nói Chúa thích âm nhạc thì thiên đàng nhạc hay hơn, để chính Chúa đặt ban khả năng âm nhạc cho thiên sứ, chứ không phải người. Ngài biết cái điều gì hay nhất, chúng ta không định được. Vậy đừng bao giờ hối lộ Chúa bằng cái chương trình thờ phượng nghe có vẻ long trọng, mà cái chính Chúa muốn là chức vụ của những người thầy tớ lễ thế này là phải làm luật pháp cho dân sự, để tất nhiên người ta được tái sanh bằng quyền phép của lời Đức Chúa Trời. Phải biết tại sao Chúa tạo nên người và muốn cho ban luật pháp cho là người để làm gì. Có người hôm nay nói là luật pháp qua đi rồi, bây giờ phải kiến điển. Vậy các người đã tước bỏ tất cả mọi thứ ta ban cho người rồi, vậy thì người thờ phượng ai? Người nói mới là người làm một nẻo. Mình nói người yêu người ta, nhưng mà người tước bỏ tình yêu của ta đối với dân sự. Tình yêu của ta là ban cho dân con đường của sự sống lại, người cắt nó đi. Thì làm sao dân sự biết ta yêu họ? Cái người đang bóc lột họ, các người đã khiến cho người ta trở thành con nít, rồi dọa nạt họ, để họ sợ hãi cái đến với người thôi, mà họ không sự vui mừng. Xuất Ê-tô Thư Ký đoạn 19 câu 1 đến câu 6 chép như sau: tháng thứ 3 sau khi ra khỏi xứ Ê-tô, trong ngày đó dân Israel đến nơi đồng vắng Sinai, từ Rephidim ra đi đến nơi đồng vắng Sinai, đóng trại tại đó đối diện cùng núi. Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở trên núi gọi người mà phát rằng: ngươi nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel. Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-tô, ta chở các ngươi trên cánh chim đại bàng làm sao và dẫn ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ nếu ngươi vâng lời ta và giữ sự giúp ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu điều đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Chúa nói rất rõ rằng về luật pháp, về giao ước, không có nói về của lễ. Của lễ là luật sự thờ phượng, để họ trung tín trong lại, để nhớ luật pháp của trời. Và trong ngày người ta nói thờ phượng Chúa sẽ được nghe luật pháp. Cái chính là luật pháp là giao ước để cứu người ta, để cho trở thành dân của Đức Chúa Trời. Ngày nay cũng vậy, rất nhiều kẻ đứng tại mục giảng
Tôi nghe tôi chỉ muốn vụt roi vào người họ thôi. Cái bài giảng đó không liên quan gì đến ý muốn của Đức Trời. Dù cái thế cái chết nào, trong cuốn sách có chép của tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Nghĩa là khi tôi đến đền thờ này, tôi phải được biết ý của Chúa thông qua cái tôi tớ của Ngài. Chứ phải tôi có nghe đâu, ông thích điều gì ông giảng đâu. Ông hiểu những giảng được không? Ông giảng ra cái điều gì Đức Va muốn cho tôi hiểu Ngài, biết Ngài. Cái là cái phần quan trọng nhất. Mà lệnh của Đức Va phán rất rõ ràng. Cái phán với tâm linh gì là Ngài đến đứng lúc trời và dân xét ở dưới đất. Mà khi Chúa phán như vậy, thầy tôi đến nghe Chúa các ban thần của Ngài ở trên họ để họ biết cách làm việc để thờ phượng Ngài. Nhưng ta bỏ qua điều đó. Nếu không biết điều gì có quyền cầu hỏi Ngài mà, nhưng họ không hỏi. Họ làm sai đi. Cuối cùng dân Israel phạm tội, lìa bỏ mang lệnh Chúa. Khi người ta bỏ luật pháp, tức là bỏ sự sáng, thì người ta không biết mình làm điều gì đúng hay sai cả và người ta phạm tội. Chúng ta xem đời Chúa chép gì. Ê-sai đoạn 1, câu 1 đến câu 20 chép về đời Ô-xia, Jotham, A-cha và Ê-xê-chia là các vua nước Giu-đa. Thì Ê-sai con trai A-mốt có sự hiện thấy về nước Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem. Hỡi các tầng trời hãy nghe, hỡi đất hãy lắng tai, vì Đức Giê-hô-va có phán rằng ta đã nuôi nấng con cái trưởng dưỡng chúng nó, xong chúng nó dễ loạn nghịch cùng ta, bỏ biết chủ mình, lừa biết máng của chủ, xong Y-sen chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ. Ôi nước mắc tội, dân mang lỗi nặng nề, tông giống độc dữ, con cái làm bệnh bạ kia. Chúng nó là lìa bỏ Đức Giê-hô-va, khinh lờn đấng thánh của Israel, đã trở nên xa lạ và đuổi đi. Các ngươi sao còn cứ bạn nghịch để lại bị đánh nữa? Đầu đều đau đớn cả, lòng đều mòn mỏi cả, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu chẳng có chỗ nào rảnh, rặt những vết thương, vết sưng cùng lành mới chẳng rịt, chưa quấn cũng chưa bôi dầu cho em. Xưa ngươi là nơi hoang vu, thành các ngươi bị lửa thiêu hủy, dân ngoại nuốt đất đai các ngươi trước mặt các ngươi, hoang vu như bị dân ngoại phá tan. Con cái Sion bị bỏ lại như lều vườn nho, như chòi ruộng rưa, như thành bị vây. Vì bằng Đức Giê-hô-va vạn quân chẳng để cho chúng ta một sót lại chút đỉnh, thì chúng ta sẽ giống như thành Sodom và như thành Gomorrah vậy. Hỡi các quan trưởng Sodom, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Hỡi dân Gomorrah, hãy để tai vào luật pháp của Đức Trời chúng ta. Đức Giê-hô-va phán, muôn vàn của lễ các ngươi nào có quan hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết bò đực, chia con và dê đực đâu. Khi ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến ngươi dày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vũ ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự rao nhóm hội. Ta chẳng khương chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật lòng ta ghét những mặt ngày trăng mới và kỳ lễ của các ngươi là nặng nề cho ta. Ta nên làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên khi ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi ngươi cầu nguyện rườm ra, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta, đừng làm dữ nữa, hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hạ hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lễ của người quá bụa. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chim. Nếu ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ được sản vật tốt nhất của đất. Nhược bằng các ngươi chẳng khứng vào bằng nghịch thì sẽ bị nuốt bởi gươm, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán. Họ tập trung vào thủ tục thờ phượng, họ không để ý đến công việc phải làm, đó là luật pháp tuyên sự. Ngày nay cũng vậy, hay ông thờ là tổ chức có vẻ trân trọng lắm. Cái chính là tâm linh người ta được sống lại, cái chính là phải tôn cao lời của Đức Chúa Trời. Chúa xuống đến là Chúa phán này, để ngươi phải thắt lên, lưng ngươi phải thắt lại, cái bụng này thắt lại đi, đừng ăn quá nhiều, nhưng mà cái đè này phải thắt lên. Ta phải có sự sáng, mà lời Đức Trời là sáng, phải có bánh của Đức Hằng Sống thì cái đèn nó sáng lên. Người ta thích cái bụng to, còn tôi nên teo lại, ngược đời. Luật pháp mà Giê-hô-va ban cho dân Israel là hàng còn đến muôn đời. Nhưng người giữ chức vụ giảng dạy luật pháp cho dân Israel đã không tuân theo các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va. Vì thế cho nên dân sự của Đức Trời như chiên không có người chăn, thái đều trở thành mồi cho muông sói, là báo hiệu quyền lực của ma quỷ hủy diệt họ. Giê-rê-mi đoạn 8 câu 7 đến 13 chép: chim hạc giữa khoảng không tự biết các mùa nhất định cho nó, chim cu, chim yến, chim nhạn giữa kỳ rời chỗ ở. Nhưng người ta chẳng biết luật pháp của Đức Giê-hô-va. Sao các ngươi nói được rằng chúng ta là khôn sáng, có luật pháp Đức Giê-hô-va ở với chúng ta? Nhưng này, ngọn bút giả dối của bọn thông giáo đã làm cho luật pháp ấy ra sự lừa dối. Những kẻ khôn sáng bị xấu hổ, sợ hãi và bị bắt. Chúng nó đã bỏ lời của Đức Giê-hô-va thì sự khôn ngoan nó là thế nào?
Vậy nên ta sẽ ban vợ chúng nó cho kẻ khác, ruộng chúng nó cho chủ mới. Vì từ kẻ rất nhỏ đến người rất lớn, ai đấy đều tham lam. Từ tiên tri cho đến thầy tới đấy, ai đấy làm đều sự gian dối. Chúa đã rịt vết thương cho con gái dân ta cách sơ dài, nói rằng bình an mà không bình an chi hết. Chúa nó làm ra sự gớm biết, hái làm số hữu, đã chẳng sơ hổ chút nào, lại không hung thẹn đỏ mặt. Vậy nên chúng nó sẽ ngã với những người bất an. Đến ngày tham phạt, chúng nó sẽ bị lật đổ. Đức Giê-va phán vậy. Đức Giê-va phán, thật ta diệt hết chúng nó. Chẳng còn trái nho trên cây nho, chẳng còn trái vả trên cây vả. Lá sẽ khô rụng, những điều ta ban đã ban cho sẽ bị cật lấy. Tiếp nữa, Giê-rê-mi đoạn 50 câu 6 câu 7 chép. Dân ta mốt bị chiên lạc mất, những kẻ chân làm cho lộn đường, để chúng nó lầm lạc trên các núi, đi từ núi qua gò, quên chỗ mình an nghỉ. Phán với kẻ gặp đều vồ nuốt chúng nó. Và những kẻ nghịch chúng nó đều nói rằng chúng ta không đáng tội, vì chúng nó đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-va, là nơi ở của sự công bình, tức là Đức Giê-va, sự trông cậy của tổ phụ chúng nó. Tiếp nữa, Ô-xê đoạn 4 câu 1 câu 7. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời của Đức Giê-va, vì Đức Giê-va có sự kiện cáo với dân đất này. Bởi trong đất này chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời. Ở đó chỉ thấy những sự thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm và tà dâm. Chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu. Vậy nên đất ấy sẽ sầu thảm, hết thảy người ở đó sẽ hao mòn. Nhưng thú đồng và chim trời cũng vậy, những cái biển cũng sẽ bị lấy đi. Giờ vậy, chẳng có ai biện luận, chẳng có ai của trách, vì dân ngươi giống như những người cái lấy cùng thầy tế lễ. Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày, chính mình kẻ tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm, và ta sẽ diệt mẹ ngươi. Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, là ngươi không làm thầy tới đây cho ta nữa. Bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Trời mình thì ta cũng sẽ quên còn cái ngươi. Rất nhiều kẻ em nay nhảy vào chuồng chiên của đồng của Chúa, chiếm đặt bể trên của đồng của Chúa, từ biến mình trở thành quân trộm cướp, khiến rất nhiều người đáng nhẽ nhận ra cứu chuộc cho sớm của linh hồn mình thì lại bị những kẻ nó mù thuộc linh tự xưng mình làm thầy, để dẫn những kẻ đó trở thành kẻ mù luôn tất cả, rồi tất cả đều rơi xuống hố. Chúng ta xem lời Chúa chép gì với những kẻ lừa dối bề trên của Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17 đến 19 chép: Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta đã thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một né cho luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy hủy một điều cực nhỏ nào trong điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều ra đấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Đây là những bài giảng đầu tiên tại trên núi trong vùng hồ Galilee. Còn răng đoạn 15 Chúa phán ấy là gần sau tay rồi, tức là trước khi Chúa bị bắt. Nhưng mà để thống nhà thờ thì nói đây, đúng Chúa có nói gì của đó, nhưng mà tại trên thật tự giá Chúa làm trọn rồi. Tôi bảo các anh muốn làm kẻ buôn giá bắt lận cũng còn khờ dại nữa. Cái người buôn giá bắt lận ấy còn biết khéo nói hơn các anh để lừa người ta mua hàng. Có anh lừa người ta cũng lừa tầm bậy. Thôi đuôi nha. Anh biết tiếng Việt đấy không? Anh luôn thích đồ ngoại. Trong nhà anh cũng có đồ ngoại. Kinh Thánh tiếng ngoại cũng có, tiếng Anh cũng có. Chưa được chọn ở trong Ma-thi-ơ Chúa Giê-su phán đó. Nó không phải là được chọn, Chúa nói trên thập tự giá. Hai từ khác nhau. Bản tiếng Việt copy anh biết điều đó. Cái thứ hai, Chúa Giê-su không nhầm lẫn. Ngài không bao giờ nói mình lại chính Ngài. Ngài ra từ Đức Chúa Trời. Ngài không nói từ mình. Ngoài ra mọi điều Ngài đã nghe Đức Chúa Cha nói. Hãy đấy làm chứng về Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Cha cho chúng ta. Nếu quả thật Chúa làm chọn rồi thì sao trước khi trở về đến nàng Chúa lại phán này hết cả về phép trên dưới đất đã giao cho Ngài. Vậy đi ra rằng tin lành cho muôn dân, ai tin và xin phép báp têm thì được cứu. Nếu là chọn rồi thì cứ tin là cứu luôn, cần gì phải báp têm, cái gì phải làm theo mọi lời Chúa đã phán dạy nữa. Mà lời Chúa phán dạy là gì? Là luật pháp, là điều răn. Chúa nói đấy, ai có điều răn của ta và vâng dân, đấy là kẻ của mình ta. Nếu chúng ta sẽ chặt tay lại, ta sẽ người và tỏ cho người ta. Và Chúa nói, cũng như chính ta là vâng dân cái điều răn của cha ta, đó kia ở trong sự yêu thương Ngài. Vậy thì Chúa Giê-xu được cứu bằng sự vâng phục luật pháp của Đức Cha, làm theo điều răn của Ngài. Đó là sự yêu thương. Nếu anh nói Chúa là chọn rồi, anh giảng ra 36 làm chi? Anh nói dối tự vào miệng mình là nói dối. Giai 36 đặt ba, con một ngày. Con một ngày tên là Giê-xu. Danh Giê-xu được gọi là lời Đức Chúa Trời. Lời không bao giờ quá đi. Ngài không bao giờ nói dối. Các anh là kẻ nói dối, các anh con cái con ma quỷ. Không phải con cái của Chúa. Chúa Giê-xu đã phán là Ngài đến để làm cho lập pháp mà Giê-xu và trời đã ban cho dân xem Pô-mê-xe được vững lập. Bằng chứng là khi Chúa thành chức vụ, Ngài dạy người ta làm theo lời Chúa, Ngài cho được lành rồi. Ngài phán là hãy đi dân của lễ theo như luật pháp Mô-xe đã dạy người và làm chứng trước mặt thầy tế lễ theo luật pháp đã dạy.
Ngài đến làm theo luật pháp của Đức Trời. Ngài làm cho vững luật pháp đó. Bằng chứng là Ngài không làm trái luật pháp của Đức Trời. Ngài cho người ta tuân phục làm theo. Và chính Ngài cũng vâng giữ các mệnh lệnh của các điều răn của Đức Trời. Mà các anh nói là Chúa ban ta hai điều răn mới rồi. Ủa thì không lẽ Chúa Giêsu lại nổi loạn sao? Mười răn của Đức Trời thì Ngài chỉ có cho hai thôi. Nên Ngài chọn hai. Nhưng mà Chúa Giêsu nói cho tất cả các điều răn đều ra từ hai điều răn mà ra. Điều răn mới đấy. Tức là thuộc linh và thuộc thể. Thứ nhất đến thứ tư, điều răn thuộc linh chúng ta đối với Đức Trời. Nhưng mà trước khi chúng ta đến Đức Trời thì điều răn thứ năm đến điều răn thứ mười chúng ta phải hoàn thành. Nếu ta không yêu mến kẻ gần như mình làm sao đến với Chúa được? Nếu ta không yêu kẻ gần như mình, kẻ chúng ta nhìn thấy làm sao yêu đấng chúng ta không nhìn thấy được? Mình phải hiểu luật thứ pháp của Đức Trời. Các anh muốn đến với Đức Thánh Linh, mà anh không tìm hiểu luật của Ngài, nên các anh cho Ngài lừa dối. Chính anh lừa dối. Các anh không tôn trọng luật pháp của Đức Trời mà anh tự nhảy vào là nhà Chúa là không được. Rồi ngày nay tôi nói ô cảm ơn Chúa, dạo này Chúa ban cho nhiều người có ơn lắm. Nên chúng tôi thấy người ta viết cuốn sách hay lắm, là luật pháp của Đức Trời ban cho dân xem đó là dành cho dân xem thôi. Còn kinh thánh và tân ước là dành cho cơ đốc nhân. Thế bảo tôi không ngờ mấy người lớn tuổi quá rồi lú. Đáng nhẽ ăn người Chúa nhiều phải khôn ngoan hơn chứ. Bây giờ đâm lú rồi nghe bọn điên nó nói. Mà tin nó ở Đức Trời sao? Bí thưa em, sứ đồ Phaolô có phải người Benjamin không? Có người Hebrew không? Về ông giảng tin lành cứu ước hay là ông giảng tin lành tân ước? Cứu ước. Tất cả một sự chết trong phần cuối đó là bóng hình thì trong Đấng Christ. Mà Chúa Giê-hô-va đã chọn Phaolô để giảng tin lành cho dân ngoại. Chứ không dùng tin lành của dân ngoại nói cho dân Israel đâu. Chúng ta xem Chúa làm như thế nào. Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 15 đến 16 chép như sau. Đây là điều mà đưa ra phán với lại Anania. Chú phán Anania như này: hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người ta biết, cho người biết phải chịu đau đớn vì ta là bao nã. Chúa dùng Phaolô để giảng cho cả dân ngoại và cho cả dân Israel. Vậy sau khi dân nói được cái danh phần tân ước là dành cho cơ đốc nhân, còn cứu ước cho Israel, vậy thì Phaolô giảng điều gì đây? Giảng tin lành. Tin lành nào? Cứu ước khi được giảng ra thì nó là tin lành. Cục bột tay chưa nấu nó là bột không ăn được, như là nấu rồi cũng là bột đó thì thành bánh ăn. Bột mì qua lửa qua nước qua hấp thành bánh mì. Cứu ước qua sứ đồ của Thánh Linh nó thành tin lành. Chính sứ đồ Phaolô đã cậy ơn của Đức Thánh Linh để làm tin lành quyền phép của nước Đức Trời, ghi dựng nhiều hội thánh của Đức Chúa Giêsu Christ, và người đã công bố rất rõ ràng như sau: Roma đoạn 8 câu 1 đến câu 7 chép. Cho nên hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của thánh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa đã làm rồi. Ngay là vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt của chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn chân chúng ta, là kẻ chẳng nơi theo xác thịt nhưng nơi theo Thánh Linh. Tôi tạm dừng tại đây. Nhà thờ nói thấy chưa, điều chúng ta làm được Đức Chúa làm rồi. Ngài là sai chính con một mình là Chúa Giêsu Christ để làm trọn cho chúng ta trở thành tội ra rồi. Nhưng mà chúng ta phải làm trọn tội pháp ra. Đây là bọn các nói các một đoạn kinh thánh lớn của Chúa, là vì nó có thể ăn cắp được cái đoạn đó. Nếu chỉ có một kinh thánh duy nhất thôi mà nó chiếm đoạn được thì không ai biết đoạn còn lại. Nhưng vì ai cũng có kinh thánh, bởi vì nó cắt đoạn sau nó bị lộ, bởi vì tất cả đều có phần sau nữa, tại sao nó giảng luật pháp văn tự có đó. Nhưng mà ta không thể làm ta được phần đó đấy. Sao khi này không thể phục luật pháp văn tự được, nó không thể phục được vì nó đi bán cái tối rồi, nó biết luật pháp là tốt là gì đi sang được. Nói tại sao mà Laban phải ban Lea cho Jacob trước khi ban Rachel? Lea thì mắc quyền đấy là nên Đức Chúa Giêsu đã ban luật pháp của Thánh Linh sống cho Phaolô. Nhờ đó có giải phóng của cái sự công buộc của luật pháp sự tội sự chết, là luật pháp mà bắt xác thịt phải phục nó không được. Nhưng mà giờ tâm linh nó được biết ra thật rồi, nó nói với xác thịt là đừng lo. Giống như Văn Châu cũng như rất nhiều học sinh đi kỳ cuối cùng này, để về thi vượt qua cái cửa ải cuối cùng là lớp 12. Mà nhà trường dạy rất kém, chỉ giáo viên dạy toán dạy hóa rất kém, dạy văn rất kém, làm sao cho có thể thi được? Cha mẹ các học sinh này phải mướn thầy giáo giỏi chuyên ngành học toán hoặc anh văn để dạy con mình chứ. Cứ đi hiểu rồi nó vượt qua cửa ải được, đúng chưa? Chúng ta muốn làm cái luật pháp dùng sức riêng của mình không được, vì không thấy cái giá trị tốt lành của luật pháp, cảm thấy khó quá, nản chí, nên Đức Thánh Linh ban luật
pháp của Thiên Chúa cho ta. Là ban ban lệ A cho Giacôb, rồi mới ban ra trên cho. Vì không qua sự ban cho thật là thật thì chúng ta không thể làm cho luật pháp của Đức Chúa Trời được. Phao-rô làm chứng rất rõ, ông nói như thế nào? Vì luật pháp của Thánh Như Sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ, thông qua Chúa Giêsu Christ mà buông tha tôi, tức là giải phóng tâm linh tôi khỏi quyền lực của sự tội và sự chết. Khi chúng ta không biết làm khó vô cùng, nhưng biết rồi cái gì cũng dễ. Bởi vì Chúa ban sự biết cho chúng ta. Vì Đức Chúa luật pháp không làm nổi, ta sẽ tìm làm cho luật pháp dễ yếu đuối thì Đức Chúa làm rồi. Tại vì con đường không đưa ta đến thủ đô được. Chúng ta phải đi trên đó, từ con đường không đưa ta đến được, nó là con đường. Chúng ta phải đi, mà đi làm sao được bây giờ? Chúng ta không có tiền, làm sao có thể có lương thực để đi trên đường này 1600 cây số từ đây ra Hà Nội? Và phương pháp nào bây giờ? Nhưng mà nếu chúng ta biết đi, sẽ đi được. Tôi đã nói về những cái dụng cụ vô cùng quan trọng chúng ta phải có, được trang bị. Chúa biết rõ chúng ta có nhu cầu, Ngài trang bị cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải biết được, chúng ta phải được sống. Chúng ta phải được sống lại, chúng ta càng khả năng Chúa ban cho. Chúng ta tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta. Tiếp nữa, thật thế kẻ sống theo xác thịt thì chăm sự thuộc về xác thịt. Còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sanh ra sự chết. Còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Vì chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại không thể phục được. Và kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì phần anh em, nếu quả thật Thánh Linh của Đức Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vì nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể chết của anh em lại sống với anh em. Chúng ta chẳng bao giờ xác thịt đâu, đang sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Sao nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống? Vì thầy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Trời ra dẫn đều là con của Đức Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đang còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự. Kẻ kế tự Đức Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Điều chi là người không làm nổi? Đó là giá cứu chuộc thế giới ra khỏi sự luật pháp chúng ta không làm được. Thi Thiên 49 ta đọc xong này. Giá chuộc họ mắc quá, họ không thể làm được. Điều người không thể làm được đó không phải là vấn đề làm cho luật pháp, mà là cái yêu cầu luật pháp là phải có giá chuộc. Chúng ta không có. Đó là điều chúng ta không làm được. Nhà thờ đó chúng ta có thể không làm cho luật pháp được nên Chúa làm thay cho. Cái đó là giảng tầm bậy. Cái đó là bọn gian dối, bọn mù cố gắng lừa người ta để người ta tin là mình hay. Chúng ta không thể làm cho được yêu cầu của luật pháp. Là nếu ngươi trả không hết đồng tiền thì không ra khỏi tù. Giá cứu chuộc chúng ta không trả được. Chúa làm cho. Tội từ Adam đến ta nặng quá rồi, không thể trả được. Chúa làm cho. Đó là cái điều yêu cầu của luật pháp. Chúa xuống làm, chứ phải là Ngài làm thay chúng ta để làm cho luật pháp đâu. Vì Ngài làm thay chúng ta thì tại sao Ngài phải chịu thương khó trong 30 năm liên tục để làm theo luật pháp của Đức Trời, để làm mẫu mực cho chúng ta? Từ khi con nhỏ mà hơn 30 năm thì đi đâu? Ngài cứ đến đó ta chịu thay người, ta chết thay người là không phải. Đó là mẫu mực. Yêu cầu của luật pháp chúng ta thì phải được tái sanh, phải được tha tội. Còn giá cứu chuộc chúng ta không làm được, Chúa làm cho. Cái điều ta không làm được đó là giá cứu chuộc, không phải là công việc chúng ta làm theo luật pháp. Đó là phải làm. Chúa Giêsu đã làm trước, chúng ta phải làm theo. Tin Ngài phải làm như Ngài đã làm. Đó là luật của Chúa vậy. Rất nhiều người mang dây là người tin Chúa đã không nhìn vào lời Đức Trời chép trong Kinh Thánh để vâng giữ và làm theo các mệnh lệnh của các điều răn của Ngài, nhưng họ lại tin vào lời của những kẻ đứng dạy họ, tin vào kẻ lập mình làm thầy. Họ không thấy ân chứng của Đức Thánh trên đó. Bởi đó rất nhiều người tin Chúa ngày nay họ sẽ bị bỏ lại vì cớ họ không chịu nhìn vào lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc sách Tiên Tri sách đoạn 1. Tất cả mọi người đều hùa nhau, a dua nhau, trong khi có luật pháp rõ ràng, ai cũng có cái thánh rõ ràng, nhưng mà họ không đọc, họ tin vào người đứng dạy. Nên người đó bị Chúa gọi là quân trộm cướp. Mặc dù là Chúa đã chép rất rõ về chức vụ này ở trong Hebrew đoạn 5 câu 1 đến câu 10 chép như thế này: phàm thầy tế lễ thượng phẩm từ trong loài người chọn ra thì vì là người lập nên hầu việc Đức Trời để dâng lễ vật và hy sinh vì tội lỗi, người đây bị vây trong sự yếu đuối nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm. Vì sự yếu đuối đó mà người buộc phải vì tội lỗi mình dâng của tế lễ.
cũng như vì tội lỗi của dân chúng. Và lại, không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình, phải được Đức Trời kêu gọi như A-rôn ngày xưa. Cũng một thể ấy, Đấng Christ không tự tôn mình làm thầy tế lễ tượng phẩm, như tại Đấng đã phán cùng Ngài rằng: Ngươi là con ta, ta đã sanh ngươi ngày nay. Tại nơi khác có phán cùng Ngài rằng: Ngươi làm thầy tế lễ đời đời theo ban Melchizedek. Khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm lời. Dù Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho những kẻ vâng lời Ngài. Lại có lời Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm thế ban Melchizedek. Chúa Giêsu là con Đức Trời mà không tự lập mình, chúng ta là ai dám tự lập? Nhưng mà bọn người tự lập cho mình trường thần đạo, nghe có vẻ hay quá, nghe phải sang cho lắm, mà giấy phép đâu? Thế gian không có quy định về tôn giáo nên không hỏi được. Nhưng hỏi giấy phép đâu? Ấn chứng nào? Chỉ có kinh thánh chỗ nào chú ủy nhiệm cho người ta lập trường thần đạo cho đi, biết đi. Không có, anh có thể lừa thế gian được, không thể lừa người Thiên Chúa được, không có chỗ nào chú định như vậy. Kinh thánh có chép thôi, người ta có thể dạy dỗ, còn Chúa chỉ định. Ngài chọn Ba-ra-ba, Ngài chọn Phao-lô để giảng tin lành cho dân ngoại. Ngài phán rõ ràng, bây giờ người ta tin cầu nguyện xong đặt tay lên, Chúa sức giàu. Đó, Chúa đã định như vậy rồi. Trước khi trở về thiên đàng với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jesus đã phán về các dấu mà những người tin Ngài sẽ nhận bởi chính Ngài bàn cho. Mác đoạn 16 câu 15 đến 20 chép: Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được lỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Với những kẻ tin sẽ được các dấu là này: lấy trên ta một chùa quỷ dùng tiếng mới mà nói, bật nắm trong tay, nếu uống dung chi độc cũng chẳng hại gì, hết là tên chỉ kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Lời Đức Trời chép trong Kinh Thánh không có chỗ nào chép rằng Ngài có ba ngôi, nhưng mà kẻ tự lập mình làm thầy thì nói rằng Đức Trời có ba ngôi, khoe nhau Đức Trời ba ngôi. Họ cố tình sử dụng lời của người ta, ví dụ như sứ đồ Phêrô này có ba chứng: huyết, nước và thánh linh của Chúa. Ba chứng đáng tin, ba chứng đáng tin, không phải là ba ngôi. Chúng ta xem lời của Chúa phán, lời Chúa là nền tảng, không có ai có thể thay Ngài được. Chúa Giêsu đã phán rất rõ, đó là mạng lệnh của Ngài, đừng có thêm bớt vào trở thành quân nói dối, quân trộm cướp vậy. Chúng ta xem lời Chúa phán Giăng 17 câu 1 đến câu 3, tiếp đến câu 17 đến câu 24 chép này: Đức Chúa Giêsu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con có làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho con. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là Đấng Cha đã sai đến. Tạm chân ở đây. Đức Trời có một và thật, có Giêsu Christ Đấng Cha sai đến. Ngài là lời Đức Trời, lời có thể tách ra khỏi Ngài được, vì thông qua lời của Chúa mà muôn vật được dựng lên, thông qua lời của Chúa người ta biết có Đức Trời. Tách ra ngoài được không thì thôi. Ba, vì Giêsu Trời là thần, là Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, là thần của Đức Chúa Trời, không thể tách làm hai làm ba được. Nếu chúng ta Đức Chúa Trời có ba ngôi, vậy Đức Chúa Trời là ngôi thứ nhất, ngôi hai là Đức Chúa Con, vậy thì Đức Thánh Linh là ngôi mấy? Ủa, nếu Đức Thánh Linh quan trọng đến mức độ mà ai đến phạm đến Ngài là chết luôn, không được cứu. Chúa là ai phạm đến con người, tức là phạm đến Chúa Giêsu, tức là phạm lời Đức Trời. Còn người khác, nếu năm, nếu phạm đến Đức Thánh Linh là chết luôn, vậy thì Đức Thánh Linh là ngôi mấy? Của tin ngôi hai chắc là to hơn ngôi ba phải không nào? Không ai dám nói Đức Thánh Linh ngôi ba. Vậy thì anh phân ngôi ra phải cho tôi biết thứ tự ai là nhất, ai là hai, ai là ba chứ? Ở Đức Trời rồi ngôi hai, không ai nói Thánh Linh ngôi ba, không ai nói, không dám nói. Vậy thì Đức Anh bảo vào miệng anh rồi nó nói dối. Con đến hỏi các anh không trả lời được đâu, mà trả lời dối nó là anh chết, ma quỷ cầm buộc ngay, đúng chưa nào? Chúa đã rõ rồi, đây là sự sống đời đời chứng minh, tức là khi con người bề trong được hưởng sự sống đời đời rồi, nó sẽ biết đó là, và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là Đấng Cha sẽ đến. Xin Cha lễ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là thật, như Cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy.
ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin Đức đâu, nhưng cũng vì kẻ nghe lời họ mà tin con nữa, để cho anh ấy hiệp làm một như cha ở trong con và con ở trong cha, để cho họ cũng ở trong chúng ta. Đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến, con đã ban cho sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Chúng ta vẫn là một, không thể nói được ngôi ba. Chính xác, vì Đức Trời là thần, vì Ngài đứng thế kính của mình thì gọi là Đức Thánh Linh, không ra gọi Đức Thánh Thần. Chỉ có một thôi. Con đã ban cho sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn thì là một, và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến, và cha yêu thương họ cũng như cha yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ mà cha đã giao cho con cũng ở đó với con, thì họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha yêu con trước khi sang thế. Hỡi cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết cha, song con nhận biết cha, và những kẻ này nhận rằng chính cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh cha ra cho họ, con lại tỏ ra nữa, để tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Không thể nhắc đến một ngôi nào khác ngoài Đức của cha và con. Đức cha là ai? Là Giê-hô-va Đức của trời, Ngài là thần. Những kẻ không bởi cửa mà vào chuồng chiên, tự thêm vào, tự bớt vào đời Đức trời, mà khiến người ta hiểu sai lời Chúa, rồi lầm lạc theo họ, cũng chết như họ. Ác vô cùng. Phục truyền lên đây ký đoạn 4 câu 1 đến 2 chép như thế này: Hỡi Israel, bây giờ hãy nghe những mạng lệnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi, hãy làm theo, để các ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va trời của tổ phụ các ngươi ban cho ngươi nhận được. Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va trời các ngươi mà ta đã truyền. Châm ngôn đoạn 30 câu 5 đến câu 6 chép: Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thép luyện, Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài. Chớ tiên tri vào các lời Ngài, e Ngài của trách ngươi và ngươi bị cầm nói dối chăng. Khi Gia-cốp nhận biết người mà mình đã làm trong đêm hôn không phải là La Trên, Gia-cốp tranh móc La-ban cậu mình, vì người đã cho rằng La-ban lừa dối mình. Gia-cốp không biết rằng khi Gia-cốp muốn làm con rể của La-ban, muốn ở trong nhà La-ban, thì người phải biết phong tục, phải biết luật của nhà La-ban, chứ không phải theo ý mình mà được. Cũng một lần đó, người tin Chúa, tức là người biết rằng Đức Chúa Jesus là con một của Đức Trời, Đức Chúa sai đến thế gian này để cứu chuộc những người đọc tin đến danh Ngài, thì chúng ta phải biết rằng có luật của sự cứu chuộc. Chúng ta phải nhìn Kinh Thánh xem Kinh Thánh chép gì về sự cứu chuộc này, luật nó ra như thế nào, và Chúa Jesus đã phán gì. Đừng tin cái người đó nói bội, tin theo Kinh Thánh đã, phải đọc thật kỹ Kinh Thánh. Đây là luật Đức Trời ban cho chúng ta. Đức Trời không có sự tây vị. Nói tại sao mà Chúa Jesus đã phán này: Hãy mang ấy của ta và học theo ta, thì liệu các ngươi được yên nghỉ. Ai tin Ngài, làm theo như Ngài, thường sống lại như Ngài, đó là luật. Để có thể hiểu được chân giá trị của lời Đức Trời, thì người tin Chúa phải đổi mới tâm trí mình, như Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 8 chép như này: Hỡi với anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Trời. Đây là sự thờ vượng phải lễ của anh em, đừng làm theo đời này. Ngài biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng trọn vẹn của Trời là thế nào. Tiếng chết là: And be not conformed to the world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove that is that good and acceptable and perfect will of God. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Trời đã phú cho từng người. Và như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta có nhiều người mà hiệp lại một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau, vì chúng ta có sự ban cho khác nhau. Tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban nói tiên tri hay tập nói theo lượt đức tin, ai được gọi đến làm chức vụ hay buộc mình vào chức vụ, ai dạy dỗ hay chăm mà dạy dỗ, ai gánh việc khuyên bảo hay khuyên bảo, ai bố thí hay lấy lòng rộng rãi mà bố thí, ai cai trị hay siêng năng mà cai trị, ai làm sự thương xót hay lấy lòng vui mà làm. Kinh Thánh chép có các sự ban cho khác nhau. Nếu không có ơn ban cho, chúng ta không làm được. Vì công việc chúng ta làm đó là trong việc thần linh sự sống, là một cuộc chiến để giải phóng mình ra khỏi của sự tội và sự chết. Đây là trận chiến thuộc linh, không phải vấn đề tôn giáo, mà một trận chiến mà môi trường ta được đào tạo trở nên một chiến sĩ trong quân đội Đức Chúa Trời. Chúng ta là được đào tạo để làm luật sư, làm thầy tế lễ trọng lượng Đức Chúa Trời. Và tuần sau chúng ta sẽ học tiếp. La-ban giải thích cho Gia-cốp biết lý do tại sao mà người đã gả Lê-a trước cho Gia-cốp rồi ra trên sau. Chúng ta sẽ nhận biết được cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta theo Chúa, chúng ta phải biết là chúng ta được chọn không phải thờ phượng Chúa ở trên đất này mà thôi, mà hầu vì Chúa đời đời trên thiên đàng. Đó là công việc chúng ta được đào tạo trên đất này.
Và tôi cảm ơn Chúa, Ngài không để chúng ta tự mình đoán định theo trí khôn đâu. Thần của Chúa ở cùng chúng ta. Để chúng ta cũng đứng dậy cầu nguyện tạ ơn Chúa về điều Chúa đã ban cho ta. Đó là điều Chúa ban cho ta, lẽ thật mầu nhiệm của lời Chúa. Ngài thì dẫn chúng ta vào trong sự biết đời Đức Trời. Chúng ta cầu nguyện tạ ơn Chúa sự ban cho này. Hallelujah. Ta cầu nguyện Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được đến ở đất trên trời. Xin cho chúng con hôm nay và mỗi ngày, xin tha thứ tội lỗi của chúng con, cũng như chúng con đã phạm kẻ vào tội nghiệp cùng chúng con. Xin hãy để chúng con bị cám dỗ, sống cùng chúng con được hòa bình với Bác. Vì nước quyền tình nghĩa của bên Cha cuộc đời cuối cùng. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ban phước trời thánh của Ngài cùng soi sáng bằng Ngài trên các tôi trai tương lai của Ngài, thì sự sáng của Chúa sẽ thắp một đèn cho con, soi sáng tâm linh cho con, để các chị xác thịt cho con sống và làm theo luật pháp thánh khiết và công bình của Ngài. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Cha cũng điện dữ dật của Đức Chúa Jesus Christ từ đời đấy trên đời thánh của Chúa, cùng sự cai trị, sự dẫn dắt quyền phép của Chúa Thánh Linh được bày tỏ cho đời thánh của Chúa cùng lễ thật của Ngài, cho đến khi con được đón trở về thiên đàng với Ngài. Amen. Chúc mừng các bạn.